Dương Nghị Vân cảm nhận được thiên địa bốn phía chi biến, hóa thân trở thành quỷ mẫu yêu thụ hình thái lại cũng có chút căng chặt. Hắn thúc giục toàn bộ lực lượng trong người. Lúc này lại thấy Giả Diệp tay trái bùng nổ lộng lẫy chói mắt vầng sáng, tức chết cực nóng chí dương, tay phải đồng dạng ngân quang lập lòe, lại là chí âm chí hàn, huy động trung tức khắc lưỡng đạo cột sáng một tả một hữu đối với Dương Nghị Vân cuốn tịch mà đến. Quen biết hai điều hung ác giao mãng giống nhau. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng xuất hiện, một bên cực nóng đến cực điểm, một bên rét lạnh đến xương. Chu ở không khí đều đang run rẩy vặn vẹo. Nơi đi qua mặt đất bị thiêu đốt dựng lên, hoặc là bị đóng băng, xuất hiện một tầng trong suốt lớp băng. Hai cổ cực đoan lực lượng khí thế như hồng vọt lại đây. Dương Nghị Vân nhìn Giả Diệp khóe miệng mang theo ý cười mặt già, hừ lạnh một tiếng. Người cái lão bất tử cho rằng hỗn nguyên chi lực liền vô địch. Kia có thể to lắm, sai đặc sai rồi. Tiểu gia ta chính là đồng hóa quỷ mẫu yêu thụ chi tâm, tước đoạt quỷ mẫu yêu thụ lực lượng người. Đằng long ra biển. Oanh! Ngay sau đó Dương Nghị Vân hóa thành quỷ mẫu yêu thụ sau lưng trong giây lát xuất hiện 9 điều lu nước giống nhau thô tráng đỏ đậm cây mây, mỗi một cái cây mây thượng đều là một cái thụ nhân đầu, mở ra miệng rộng giống giận mà ra, răng nanh lộ ra ngoài, bộ mặt dữ tợn. Ngay lập tức chi gian 9 điều đằng điều ở căng ra, trở thành một cái viên. Ầm vang! Giả Diệp lưỡng đạo chí dương chí âm chi lực oanh kích ở Dương Nghị Vân 9 điều đằng thụ phía trên, bạo phát kinh thiên động địa tiếng gầm rú, xích quang đại tác phẩm. Nhưng không có công kích khai. Này một kích Dương Nghị Vân không có chút nào bị thương. Bất quá 9 điều đằng điều cũng xuất hiện rậm rạp ma vết rách, bị Giả Diệp lưỡng đạo cột sáng oanh kích dưới, quang mang ảm đạm đi xuống. Nhưng Giả Diệp này lưỡng đạo lực lượng cũng tiêu tán. Cho ta phản kích. Dương Nghị Vân trầm giọng mở miệng. 9 điều màu đỏ đậm dây mây hướng về Giả Diệp cuốn tịch mà đi. Đầy trời đều là vài trăm thước chi lớn lên dây mây trọng thiên dựng lên. Tiếp theo bỗng nhiên xuống phía dưới phóng đi thẳng đến Giả Diệp. Nhìn đến Dương Nghị Vân cư nhiên không có việc gì, ngược lại phát động phản kích, Giả Diệp cái này trên mặt một tia hoảng loạn, hắn rõ ràng chính mình lực lượng cường đại, bất luận cái gì đại la đều đừng nghĩ ngăn cản chư chí âm chí dương nơi công kích. Nhưng cố tình Dương Nghị Vân ngăn cản ở. Cái này nói không hoảng hốt đó là giả. Nhưng Dương Nghị Vân không phải tầm thường đại la, hắn bản thân tu luyện chính là thần đạo. Cơ sở lực lượng từ lúc bắt đầu liền cường đại quá người khác, hơn nữa quỷ mẫu yêu thụ lực lượng kia cũng không phải bình thường lực lượng, chính là đủ để có thể so với bất luận cái gì hỗn nguyên vạn tái lão yêu chi lực. Cho nên Giả Diệp hỗn nguyên một hơi hóa thành chí âm chí dương chi lực tự nhiên không có thương tổn đến Dương Nghị Vân. Bị Dương Nghị Vân phản kích lúc sau, Giả Diệp nhìn 9 điều màu đỏ đậm dây mây mỗi một cái dây mây thượng đều lộ ra giữ tận thụ nhân mặt, không lý do chính là trái tim run rẩy. Nhưng là hắn biết lúc này quyết không thể có bất luận cái gì phân tâm hoảng loạn, hắn là tu vi sơ phẩm đỉnh hỗn nguyên nói tiên, trong cơ thể hỗn nguyên chi lực hiện tại chỉ là hỗn nguyên một hơi, khoảng cách hỗn nguyên nhị khí còn có một đường. Hỗn nguyên nói tiên là tiên giới tu luyện cảnh giới trung lực lượng thượng đỉnh cảnh giới, hỗn nguyên chi lực, sơ phẩm sẽ có một hơi, trung phẩm nhị khí, thượng phẩm tam khí, đại viên mãn còn lại là hỗn nguyên đại thừa, lúc sau cảnh giới tu luyện sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới trong lĩnh vực. Có thể nói hỗn nguyên tam khí. Nhưng giờ phút này Giả Diệp lại là cảm nhận được hắn lực lượng cư nhiên vô pháp chiến bại Dương Nghị Vân, cái này làm cho hắn trong lòng có lo âu, hắn rõ ràng nếu ở kéo dài đi xuống, hắn sẽ có hại, ở toàn bộ tiên đan thành tiên nhân trước mặt mất mặt. Thậm chí còn, khả năng sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Dương Nghị Vân tiểu tử này, đích xác có điểm đâm tay. Cho nên muốn tưởng sau Giả Diệp cắn răng một cái quyết định nhanh chóng quyết định, đem Dương Nghị Vân bắt lấy. Tuy rằng sẽ trả giá một ít đại giới, nhưng lại là hảo quá trước mắt không ngừng xuất hiện nguy cơ cường. Nếu hỗn nguyên một hơi không được, vậy mạnh mẽ thì triển ra hỗn nguyên nhị khí lực lượng đi. Dù sao hắn tu vi cảnh giới đã là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên đỉnh, khoảng cách trung phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, cũng chính là một đường chi kém, mạnh mẽ kích thích tiềm lực ngắn ngủi đạt tới trung phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh với hắn mà nói cũng không tính khó. Trong lòng thực mau nghĩ kỹ lợi và hại lúc sau. Giả Diệp bỗng nhiên ở chính mình giữa mày một lóng tay chọc đi xuống. A khai. Ngay sau đó Giả Diệp trên người hơi thở đại tác phẩm. Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được Giả Diệp tu vi ở tăng nhiều. Hắn mắng một câu, lão bất tử thật đúng là liều mạng. Tự nhiên biết lão Đông Tây lại là ở mạnh mẽ tăng lên tu vi, lúc này Dương Nghị Vân cũng không hề có giữ lại. Hắn biết Giả Diệp đây là muốn đua mạng già. Ở 9 điều dây mây công kích ra lúc sau.
Dương Nghị Vân ở trong lòng hô, hoa sen đen hỗ trợ. Đồng thời thúc giục khắc văn đạo phù nơi tay ngay lập tức thúc giục, hắn chuẩn bị đối giả Diệp khởi xướng lôi đình một kích. Trong lòng vừa động cũng thi triển ra ẩn thân đạo thuật. Hóa thân mà thành quỷ mẫu yêu thụ biến mất tại chỗ, trong lòng lại là ở mặc niệm, quỷ mẫu yêu thân âm lôi âm sát. Sở hữu lực lượng tại đây một khắc bùng nổ mà ra. Cùng lúc đó cũng nghe tới rồi giả Diệp giống giận, hỗn nguyên nhị khí, nghịch chuyển âm dương. Lại thấy giả Diệp toàn thân bộc phát ra vạn đạo chói mắt cột sáng. Lúc này Dương Nghị Vân chín điều dây mây công kích dừng ở giả Diệp trên người. Ầm ầm ầm. Tại đây một khắc, Dương Nghị Vân chín điều dây mây va chạm ở giả Diệp quang mang chói mắt thượng hóa thành bột phấn. Giả Diệp bất cứ giá nào mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới trung phẩm hỗn nguyên chi cảnh, lực lượng cường đại rồi mấy chục lần, ngay lập tức phía trước bùng nổ mà ra hỗn nguyên chi lực nổ nát Dương Nghị Vân chín điều dây mây. Tức khắc ha 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 cười to, tiểu tử xem bổn tọa xé nát ngươi. Cuồng tiếu trung giả Diệp lại là thấy được Dương Nghị Vân hóa thân quỷ mẫu yêu thụ biến mất ở tại chỗ, tức khắc cảm giác không ổn. Giây tiếp theo một tiếng lạnh băng ở hắn sau lưng vang lên, ai xé nát ai còn không nhất định đi. Ngươi, hỗn nguyên ở thiên, nhị khí phiên thiên giả Diệp nghe được Dương Nghị Vân thanh âm ở sau lưng vang lên, tức khắc cảm giác không ổn không cần suy nghĩ, thúc giục toàn thân lực lượng. Ầm ầm ầm. Nhưng lúc này rậm rạp dây mây vần quanh âm lôi từ bốn phương tám hướng xuất hiện quấn quanh ở trên người hắn, tiếp theo đại địa phía trên cường đại sát khí thẳng đến hắn hai chân. Trước mắt một đóa màu xanh lá ngọn lửa ở trước mặt hắn thiêu đốt dựng lên, càng lúc càng lớn, ngay lập tức chi gian cư nhiên đốt cháy hắn chu hộ ở bên ngoài cơ thể hỗn nguyên nhị khí. Kỳ thật lúc này hắn hỗn nguyên nhị khí đều không có tản mát ra đi, đã bị Dương Nghị Vân giành trước một bước chân áp xuống dưới. Giả Diệp cảm thụ một cổ tim đập nhanh. Khẩn tiếp một cái lưu ly cây mây ở hắn thực hiện chợt lóe thẳng đến giữa mày. Này lưu ly cây mây, kỳ thật chính là chiếc đũa giống nhau thật nhỏ, nhưng lại bén nhọn vô cùng, không hề cách trở đâm thủng hắn hỗn nguyên nhị khí phòng ngự. Phụt một tiếng tiến vào giữa mày. A, ngươi, sao có thể, có thể. Giả Diệp kêu thảm thiết dựng lên, một câu không nói xong liền mất đi ý thức, bởi vì này một cái lưu ly cây mây trực tiếp đâm thủng hắn đầu tiến vào ý thức hải nháy mắt đâm thủng tiên hồn. Đối với người vây xem tới nói, hai người lúc này đây đối đánh, xưng là một bí ẩn. Rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là. Nghe được giả Diệp một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết, tiếp theo liền thấy được giả Diệp thân thể ở tiêu tán chung. Thực mau liền biến thành một khối thây khô, ở tiếp theo hóa thành bột phấn tiêu tán thiên địa. Cho rằng xuất phẩm đỉnh hỗn nguyên nói tiên như vậy ngã xuống. Bị một cái thượng phẩm đại la cấp xử lý. Cái này đánh sâu vào đối sở hữu quá lớn. Ngay từ đầu mọi người xem đến hai người chi gian chiến đấu, chỉ là cảm thấy Dương Nghị Vân có thể ngăn cản hạ giả Diệp công kích, thực sự không đơn giản, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi, ai cũng không có nghĩ tới Dương Nghị Vân có thể chém giết giả Diệp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kết quả lại là Dương Nghị Vân xử lý giả Diệp. Kia chính là đường đường hỗn nguyên nói tiên A. Ở tiên đan thành thật đúng là không ai có thể xử lý giả Diệp. Dương Nghị Vân xem như đánh vỡ mọi người thế giới quan. Này kỳ thật ngay cả âm thầm quan khán Đinh Hòa Bình đám người cũng là vô cùng chấn động kết quả này, bọn họ ngay từ đầu đều suy nghĩ Dương Nghị Vân có lẽ có thể cùng giả Diệp chính diện chiến đấu, có thể ngăn cản giả Diệp công kích, thậm chí là không rơi hạ phong, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, Dương Nghị Vân có thể giết chết giả Diệp. Sự thật chính diện bọn họ mọi người lần này đều nhìn lầm. Dương Nghị Vân không chỉ có chính diện cùng giả Diệp đối kháng, lại còn có chính diện xử lý giả Diệp. Thật sự là chướng kiến thức. Liền ở tất cả mọi người ở vào chấn động chung thời điểm, Dương Nghị Vân chính mình lại cũng là nội tâm không thế nào bình tĩnh. Đương nhiên hắn không bình tĩnh là bởi vì kích động. Nội tâm giờ phút này phi thường kích động, đều không phải là hắn xử lý giả Diệp mà kích động, mà là bởi vì hắn phát hiện quỷ mẫu yêu thụ mang cho hắn một cái khác kinh hỉ. Hắn ở 400 năm trước có thể cắn nuốt rất giả Diệp. Này muốn xem như càn khôn chi linh công lao, là càn khôn chi linh động dùng càn khôn hồ lực lượng trợ giúp hắn nghịch chuyển càn khôn công phản cắn nuốt đồng hóa thậm chí là tước đoạt quỷ mẫu yêu thụ hết thảy, luyện hóa quỷ mẫu yêu thụ trung tâm thụ tâm. Lúc ấy hắn còn nghĩ ngày sau có phải hay không có thể sử dụng đồng dạng phương pháp đi tu luyện, có thể cướp đoạt người khác công pháp vì mình dùng, nhưng là bị càn khôn chi linh bắt một chậu nước lạnh, nói là có thể vận dụng càn khôn hồ một lần lực lượng đều đã là đại giới, còn tưởng lần thứ hai. Môn đều không có. Đối này Dương Nghị Vân tỏ vẻ tiếc nuối.
Dù sao không thể dựa vào càn khôn hồ đi nghịch chuyển công pháp đồng hóa mặt khác sinh linh lực lượng vì mình dùng. Nhưng là hiện tại lại một cái làm hắn kinh hỉ phát hiện là, vừa mới ở cùng giả diệp chém giết thời điểm, hắn thúc giục đồng hóa quỷ mẫu yêu thụ chi tâm, vốn dĩ nghĩ chính là, quỷ mẫu yêu thụ chi tâm cường đại, có thể sử dụng thượng lực lượng toàn bộ đều toàn bộ dùng ở giả diệp trên người, đem hết toàn lực đi xử lý giả diệp. Cho nên hắn thúc giục quỷ mẫu yêu thụ chi tâm sau, trong cơ thể quỷ mẫu yêu thụ chi tâm lực lượng lại là hóa thành một cái chiếc đũa thật nhỏ cây mây, trực tiếp thứ hướng về phía giả diệp giữa mày mà đi. Điểm này cũng không như thế nào kỳ quái, rốt cuộc hắn động toàn bộ lực lượng đi áp chế giả diệp, bao gồm hoa sen đen âm thầm ra tay. Cho nên đương quỷ mẫu yêu thụ chi tâm lực lượng thúc giục dưới hóa thành thật nhỏ cây mây sau, uy lực tất nhiên là cường hãn vô cùng, một chút đâm xuyên qua giả diệp phòng ngự, trực tiếp tiến vào giữa mày đâm xuyên qua giả diệp ý thức hải, đâm xuyên qua giả diệp tiên hồn. Cũng coi như là đoán trước bên trong sự, tốt xấu đó là quỷ mẫu yêu thụ chi tâm nhất căn nguyên lực lượng. Nhưng kế tiếp làm hắn kinh hỉ chính là, này quỷ mẫu yêu thụ chi tâm đâm vào giả diệp thân thể lúc sau mang cho chỗ tốt. Không sai, chính là chỗ tốt. Chỗ tốt này cùng lúc trước càn khôn chi linh giúp hắn nghịch chuyển càn khôn công pháp có hiệu quả như nhau chi diệu. Cư nhiên có thể cắn nuốt giả diệp lực lượng. Cái này phát hiện làm Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. Giả diệp trong cơ thể lực lượng bị quỷ mẫu yêu thụ chi tâm hóa thành dây mây cấp cắn nuốt hấp thu, lại là cuồn cuộn không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Nhưng có cái khuyết điểm là, ở chân chính lực lượng sói mòn cũng mau, bị hắn hấp thu tiến trong cơ thể cũng nhiều nhất liền có tam phân chi nhất lượng. Vận chuyển càn khôn công luyện hóa hấp thu, này đó lực lượng tất cả đều tiến vào hắn càn khôn nói nguyên chung. Thực mau giả diệp thân thể liền hóa thành thây khô, ở hóa thành bột phấn tiêu tán thiên địa. Dương Nghị Vân cứ việc hấp thu giả diệp 1/3 lực lượng, nhưng lại đã cảm giác được hắn muốn đột phá đến đại la đại viên mãn cảnh giới. Bất quá lúc này ở trước mắt bao người hắn không dám trực tiếp đột phá, mà là đem cổ lực lượng này áp chế xuống dưới. Bởi vì cắn nuốt luyện hóa mặt khác sinh linh bực này sự, kỳ thật thực kiêng kỵ, thậm chí ở rất nhiều tiên nhân trong mắt cùng ma đạo không thể nghi ngờ. Cũng thực khủng bố. Nếu là lúc này hắn đột phá, chưa chừng sẽ bị tiên đan thành sở hữu tiên nhân kiêng kỵ. Đem quỷ mẫu yêu thụ chi tâm hóa thành lưu ly cây mây hấp thu tới lực lượng, Dương Nghị Vân tạm thời áp chế ở trong cơ thể, chuẩn bị chuyện ở đây xong rồi lúc sau, lại đi lựa chọn đột phá, như thế mới bảo hiểm. Cũng không thể bị người nhìn ra tới, hắn cư nhiên có thể trực tiếp đoạt xá người khác tu vi chuyển hóa vì mình dùng. Đây cũng là nghịch thiên việc. Cho nên tuyệt đối không thể làm người nhìn ra tới. Giả diệp xem như xử lý. Dương Nghị Vân lại là như cũ là che trời đại thụ hình thái, ngay sau đó bọn họ trong lòng lần thứ hai vừa động, quỷ mẫu yêu thụ hình thái bạo trướng dựng lên, hóa thành một gốc cây chui vào tận trời che trời đại thụ. Khoảng cách hắn đối kỳ quân tiên nhân hứa hẹn chỉ kém một bước. Vậy hủy diệt toàn bộ tiên đan lâu. Trong nháy mắt bốn phía sở hữu tiên nhân chỉ cảm thấy không trung tối sầm lại. Liền thấy được quỷ mẫu yêu thụ hoặc là nói Dương Nghị Vân hóa thân yêu thụ biến đại mấy trăm lần không ngừng. Tiếp theo lại là thấy được vô số thô tráng cây mây thiên quân vạn mã giống nhau hung hăng hướng về tiên đan lâu sơn môn mà đi. Lúc này phản ứng mau tiên nhân đều đã biết Dương Nghị Vân phải đi sơn sao. Hắn, đây là muốn hoàn toàn hủy diệt tiên đan lâu a. Mau lui lại, không cần bị lan đến, cái này Dương Nghị Vân là ở thật là đáng sợ. Một ít tiên nhân lại lần nữa rời xa Dương Nghị Vân rất xa rất xa. Ầm vang. Thật lớn rung động, vang vọng toàn bộ tiên đan thành. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy Dương Nghị Vân che khuất che trời đại thụ thượng vô số thô tráng cây mây quất đánh tiên đan lâu sơn môn, nháy mắt sơn môn tan vỡ. Ngay sau đó che trời cây mây phi vào tiên đan lâu địa bàn. Ầm 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 oanh. Từng tiếng tiếng sấm rung trời vang lên. Tầm mắt có thể đạt được chỗ. Tiên đan lâu từng tòa gác mái cung điện bị cây mây hủy diệt trở thành phế tích. Từng tiếng kêu thảm thiết cũng hỗn loạn ở trong đó, từng đạo lưu quang phóng lên cao, lại là tiên đan lâu một ít đệ tử bay khỏi xa đột. Nhưng đáng tiếc ở Dương Nghị Vân hóa thân quỷ mẫu yêu thụ dưới, đều là bị quất đánh rơi xuống dưới. Đã không có giả diệp tọa trấn tiên đan lâu không còn có hỗn nguyên cấp bậc cao thủ xuất hiện, tu vi tối cao giả cũng liền thượng phẩm đại la mà thôi. Vốn dĩ tiên đan lâu có cái giả diệp bên người đại kiếm sư cao thủ Hàn Dương, đáng tiếc năm đó bị quỷ mẫu yêu thụ cấp cắn nuốt xử lý. Cho nên một hồi tàn sát bắt đầu rồi. Ầm vang tiếng động rằng có ước chừng 3 cái canh giờ. Tiên đan lâu sàn xe bị muôn vàn cây mây oanh kích 3 cái canh giờ mới đình chỉ xuống dưới.
ba cái canh giờ lúc sau, bụi đất phi dương thẳng thượng tận trời mấy ngàn mét chi cao. Mà mọi người trong mắt, quỷ mẫu yêu thụ vầng sáng lập lòe một chút, rốt cuộc biến mất, nhưng tiên đan lâu sơn môn chỗ, xuất hiện một đầu tóc bạc Dương Nghị Vân chân thân. Tiên đan lâu địa bàn phạm vi 30 dặm bị nùng liệt bụi đất bao phủ, căn bản vô pháp thấy rõ bên trong biến thành bộ dáng gì. Bất quá tiên đan thành tiên nhân đều minh bạch, tiên đan lâu từ hôm nay trở đi, ở tiên đan thành hoàn toàn xóa tên. Dương Nghị Vân còn lại là ở khôi phục chân thân lúc sau, theo bụi đất thúc dục khắc văn đạo phù tiếp theo không gian xuyên qua lực lượng biến mất ở tại chỗ, đương nhiên thuận tay đem Tuyết Hương cùng chừng lớn miệng đôi mắt Yến Xích Hà thu vào càn khôn hồ không gian mới rời đi. Hắn hôm nay hoàn thành đối kỳ quân tiên nhân phát hạ lời thề, hoàn toàn phá hủy tiên đan lâu, xử lý giả diệp, cũng cấp Tuyết Hương báo thù. Lần này hoàn mỹ thu quan, cũng chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Đệ nhất không nghĩ bị người theo dõi, hắn biết tiên đan thành tiên đan lâu chỉ là giả diệp phụ trách một cái phân bộ mà thôi, tiên đan lâu chân chính thế lực trải rộng toàn bộ tiên giới, dù sao hắn mục tiêu chính là hủy diệt giả diệp nơi tiên đan lâu, hiện tại làm được. Đệ nhị hắn yêu cầu đi chuyển hóa trong cơ thể lưu ly cây mây hấp thu lực lượng đột phá. Bởi vậy nhanh chóng đột, tu vi tiến giai đến thượng phẩm đại la lúc sau, hắn thúc giục khắc văn đạo phù thi triển không gian chi lực xuyên qua phạm vi, cũng đạt tới cây số phạm vi, một cái xuyên qua liền đến cây số ở ngoài, nửa canh giờ xuyên qua lúc sau đã rời xa ồn ào náo động nơi, tiến vào nào đó vô biên trong núi. Lúc này Dương Nghị Vân mới ngừng lại được. Hô làm một trận thật mẹ nó lôi, bất quá thật sảng. Dương mẫu nhân nói thầm một câu. Nhưng là ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là bỗng nhiên xoay người, xem giống phía trước một rừng cây nơi, nheo lại mắt nói, người nào, ra tới. Dương Nghị Vân không nghĩ tới cư nhiên chính mình bị người gắt gao theo dõi. Vốn dĩ chính là sợ có người theo dõi, cho nên mới ở hủy diệt tiên đan lâu lúc sau, trước tiên bỏ chạy. Lúc này vừa mới dừng lại xuyến khẩu khí công phu, liền phát hiện một cái hơi thở xuất hiện ở cách đó không xa rừng cây nhỏ chung, nhường mày nhăn lại, quát lớn một tiếng. Quả nhiên ngay sau đó một người trung niên nhân chắp tay sau lưng từ một cây đại thụ sau lưng đi ra. Dương Nghị Vân chưa từng có gặp qua người này, nhưng lại nhận được trên người hắn quần áo tỏ vẻ chính là luyện tạo tiên minh tỏ vẻ. Hơn nữa người này hơi thở rất cường đại, cư nhiên cũng là một cái sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên. Đối luyện tạo tiên minh hắn rõ ràng, đây là một cái chân chính cường đại tổ chức, tuy rằng hiểu biết không tính quá sâu, nhưng từ tiên đan thành Yến Xích Hà hỏi thăm tới tin tức phán đoán, luyện tạo liên minh ở toàn bộ tiên giới đều có không tầm thường thế lực. Nói thật nếu có thể hắn là không nghĩ gây thù chuốc oán quá nhiều. Nhưng cũng không sợ người khác tìm phiền toái. Người này tất nhiên là từ lúc bắt đầu liền theo dõi hắn, cho nên Dương Nghị Vân có lý do hoài nghi, hắn theo đuôi mà đến mục đích không thuần. Sắc mặt không quá đẹp, nhìn người tới Dương Nghị Vân trầm giọng nói, các hạ đi theo Dương mỗ là muốn làm gì? Ha ha, đạo hữu không cần khẩn trương, tại hạ tiên đan thành luyện tạo tiên minh luyện đan bộ người phụ trách Đinh Hòa Bình, này tới cũng không ác ý, lại nói đạo hữu đều đem giả diệp cấp giết, cũng không cần thiết để ý ta đi. Đinh Hòa Bình cười cười đứng ở Dương Nghị Vân 3 mét chỗ nói chuyện, đích xác hắn là từ Dương Nghị Vân bỏ chạy một khắc liền theo đi lên, thiếu chút nữa cùng ném. Đối Dương Nghị Vân chạy trốn bản lĩnh cũng là lại lần nữa tán thưởng. Bất quá Đinh Hòa Bình đích xác tiến đến là không có ác ý, tương phản hắn là tới tự mình mượn sức Dương Nghị Vân, năm đó phái ra Kim Quy Tiên Nhân không có mượn sức thành công, lần này Đinh Hòa Bình tự mình rời núi, là bởi vì hắn càng thêm xem trọng Dương Nghị Vân tiềm lực. Mặc kệ có được hay không đều có thể thử xem, hoặc là nói có thể mua Dương Nghị Vân một ân tình, cũng là tốt. Nghe Đinh Hòa Bình nói chuyện, Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là... Nếu là đối phương thực sự có mưu đồ, hắn cũng không phải tỉnh đèn dầu, ở một cái đích xác không có từ Đinh Hòa Bình trên người cảm nhận được ác ý, nhưng đối Đinh Hòa Bình hắn như cũ bảo trì cảnh giác, mở miệng nói, Đinh đạo hữu có chuyện gì nói thẳng đi, Dương mỗ còn có việc làm. Đinh Hòa Bình cười cười trực tiếp mở miệng, hảo, Đinh mỗ cũng không vòng vo vậy nói thẳng đi, Đinh mỗ tiến đến là hy vọng Dương đạo hữu có thể gia nhập luyện tạo tiên minh, chỉ có này một cái mục đích, tuyệt không mặt khác tâm tư. Dương Nghị Vân vừa nghe Đinh Hòa Bình mượn sức, lập tức liền phải mở miệng cự tuyệt, năm đó Kim Quy Tiên Nhân liền nói quá cùng loại nói, nhưng hắn nhưng không thói quen đưa vào cái gì thế lực, rồi sau đó bị người ước thúc, vừa muốn mở miệng cự tuyệt hết sức, Đinh Hòa Bình lại là dành trước mở miệng nói, Dương đạo hữu trước đừng có gấp cự tuyệt ta, có không nghe ta nói xong lại cự tuyệt cũng không muộn không phải. Dương Nghị Vân sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi nói.
Ninh Hòa Bình nhìn Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng nói, lần này Dương đạo hữu ngươi chém giết Giả Diệp, cố nhiên uy phong, nhưng lại cũng đồng thời đắc tội Tiên Đan Lâu, Tiên Đan Thành Giả Diệp phụ trách Tiên Đan Lâu chỉ là chân chính Tiên Đan Lâu một trong số đó mà thôi. Chân chính Tiên Đan Lâu ở toàn bộ tiên giới cũng có thể xem như một phương thế lực, không biết Dương đạo hữu ngươi đối chân chính Tiên Đan Lâu nhưng có hiểu biết. Hoặc là nói kế tiếp nhưng có ứng đối đến từ Tiên Đan Lâu tổng bộ trả thù. Đối với Tiên Đan Lâu thế lực hắn chỉ là nghe nói qua, Giả Diệp gần là Tiên Đan Thành phân bộ phi người phụ trách, ở toàn bộ tiên giới còn có mặt khác Tiên Đan Lâu tồn tại, là cái không tồi thế lực, nhưng là hắn hiểu biết cũng chỉ là nhiều như vậy, càng không nghĩ tới kế tiếp như thế nào đi ứng đối Tiên Đan Lâu tổng bộ trả thù. Đương nhiên đến nỗi trả thù không trả thù khả năng còn không nhất định, hắn không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nghe Đinh Hòa Bình ý tứ, Tiên Đan Lâu thế lực tựa hồ ở tiên giới không tồi. Hắn giết Giả Diệp cái này Tiên Đan Thành phân bộ người phụ trách, làm Tiên Đan Lâu tổng bộ bình thường dưới tình huống luôn là muốn hỏi đến một chút, đến lúc đó cũng là cái chuyện phiền toái nhi. Mấu chốt là hắn đối Tiên Đan Lâu chân chính thế lực chút nào không hiểu biết. Trong lòng vừa động mở miệng nói, Đinh đạo hữu có không nói nói. Đinh Hòa Bình hơi hơi mỉm cười, hắn biết có một cái tốt bắt đầu, ngay sau đó nói, tiên giới Tiên Đan Lâu tỏa chấn chính là cho rằng luyện đan đại gia xuất thân tiên đế. Cho nên Dương đạo hữu vẫn là muốn suy xét một chút ngày sau phải đi lộ, này cũng không phải là nói giỡn hoặc là Đinh Mỗ hù dọa ngươi nói. Nếu là Tiên Đan Lâu vị nào tiên đế thật sự hỏi đến ngươi chém giết Giả Diệp hủy diệt Tiên Đan Thành Tiên Đan Lâu phân bộ việc, đến lúc đó ngươi sẽ có đại phiền toái, cho nên đây cũng là Đinh Mỗ hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân. 400 năm trước ngươi tới ta luyện tạo tiên minh dùng tiên nguyên đan đổi quá tiên thạch, lúc ấy Kim Quy tiên nhân cầm tiên nguyên đan giám định người chính là ta. Có thể đem tiên đan rèn luyện nói chín thành nông nỗi luyện đan sư, phóng nhãn tiên giới cũng tìm không ra mấy cái tới, cho nên Đinh Mỗ làm Kim Quy cầu mượn sức ngươi, vẫn luôn đi theo ngươi tiến vào quỷ mẫu yêu thụ kết giới, ai có thể nghĩ đến Giả Diệp xuất hiện đem ngươi bức bách nhảy vào quỷ mẫu yêu thụ tâm môn chung. Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết, nhưng không nghĩ tới đạo hữu Hồng Phúc Tề Thiên cư nhiên còn sống, hơn nữa tu vi đại tiến, nhất cử chém giết Giả Diệp hủy diệt Tiên Đan Thành Tiên Đan Lâu, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Khá vậy thật là như thế, ngày sau nói không chừng sẽ cho ngươi chọc phải Tiên Đan Lâu tổng bộ cái này phiền toái. Đinh Mỗ tưởng mượn sức ngươi gia nhập ta luyện tạo tiên minh mục đích cũng rất đơn giản, cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy phức tạp, sở coi trọng đơn giản là ngươi năm đó lấy ra cao phẩm chất tiên đan, hoặc là nói là ngươi sau lưng luyện đan đại sư luyện đan chi đạo. Nếu ngươi có thể gia nhập ta luyện tạo tiên minh, chẳng khác nào ngươi sau lưng luyện đan đại gia cũng cùng ta luyện tạo tiên minh có liên hệ, đây là ta sở coi trọng. Đương nhiên ngươi cũng yên tâm, làm ngươi gia nhập luyện tạo tiên minh, đều không phải là muốn buộc chặt hoặc là cưỡng bách ngươi vì luyện tạo tiên minh làm việc. Ta luyện tạo tiên minh kỳ thật là phi thường chú trọng nhân tài, cũng vô cùng tự do rộng thùng thình, chỉ cần ngươi ở thích hợp thời điểm hỗ trợ luyện chế một ít tiên đan, hoặc là nói làm ngươi sau lưng luyện đan đại gia luyện chế một ít yêu cầu tiên đan, chỉ thế mà thôi, cũng không sẽ ước thúc ngươi. Đây là mục đích nơi, kế tiếp đó là ta luyện tạo tiên minh có thể cho ngươi cung cấp chỗ tốt. Đệ nhất xưng là luyện tạo tiên minh người, luyện tạo tiên minh là có thể che chở ngươi, liền tính Tiên Đan Lâu tổng bộ biết là ngươi giết Giả Diệp hủy diệt Tiên Đan Thành Tiên Đan Lâu, ở mặt mũi thượng, bọn họ cũng không dám động ngươi, so sánh với ta luyện tạo tiên minh, hắn Tiên Đan Lâu còn không tính cái gì. Đệ nhị, xưng là luyện tạo tiên minh người, ngươi hoặc là ngươi sau lưng luyện đan đại gia, nếu yêu cầu luyện tạo tiên minh sẽ cung cấp sở cần luyện đan tiên dược, liền tính không có tiên dược. Luyện tạo tiên minh cũng có thể phát động tài nguyên đi cấp tìm. Có thể nói là bất luận cái gì luyện đan sự tha thiết ước mơ điều kiện. Đích xác đương Dương Nghị Vân nghe đến đó sau, tâm động, Đinh Hòa Bình phân tích giảng giải thực đúng chỗ, cũng thật là ở vì hắn suy xét, càng là hắn kế tiếp yêu cầu đối mặt. Điều thứ nhất đích xác phiền toái, nhưng Dương Nghị Vân tự tin chính mình nếu là trốn đi, Tiên Đan Lâu tổng bộ người muốn tìm được cũng không dễ dàng, cho nên đối điều thứ nhất không nhiều lắm phản ứng. Nhưng là nghe tới đệ nhị điều thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng động tâm, nếu thật ấn Đinh Hòa Bình lời nói, khi hắn ngày sau luyện chế tiên đan cho chính mình tăng lên tu vi, chẳng phải là ít đi tìm kiếm tiên dược phiền toái. Yêu cầu luyện chế Mỹ Kim Đại La Đan, cùng Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan tiên dược nhưng đều không phải tầm thường tiên dược, có chút tiên dược cũng không phải có tiên thạch liền có thể mua được, liền tỷ như quỷ mẫu hoa nước mắt bực này tiên dược. Mà luyện tạo tiên minh lại là một cái làm luyện tạo khổng lồ tổ chức. Hẳn là có khổng lồ thế lực cơ cấu, chuyên môn làm tiên dược từ từ tìm kiếm công tác, thậm chí bực này tổ chức sẽ có tổ chức tình báo tồn tại.
Đây là làm Dương Nghị Vân động tâm nơi, hắn yêu cầu đi tìm lão nhân, chính là ở cuồn cuộn tiên giới căn bản là không có mục tiêu manh mối, nếu có một cái luyện tạo tiên minh bực này tổ chức, không chỉ có hắn có thể được đến sở cần tiên dược tới luyện đan cho chính mình tăng lên tu vi, còn có thể thông qua luyện tạo tiên minh tình báo tổ chức, tìm kiếm lão nhân rơi xuống. Trước mắt thoạt nhìn ra nhập cái này luyện tạo tiên minh với hắn mà nói hữu ích vô hại, hắn không có Tử Đinh Hòa Bình trên người cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, tương phản Tử Đinh Hòa Bình trong ánh mắt nhìn đến chính là chân thành. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân đánh gãy Đinh Hòa Bình nói chuyện nói, các ngươi luyện tạo tiên minh có thể cung cấp bất luận cái gì ta sở cần tiên dược. Đinh Hòa Bình cười cười nói, đương nhiên, chỉ cần luyện đan tiên minh có tiên dược đều có thể, không có tiên dược cũng sẽ phát động người đi cho ngươi tìm trở về. Bất quá có cái tiền đề là quy củ là, ngươi cần thiết muốn trở thành luyện tạo tiên minh ít nhất ngũ phẩm luyện đan sư, hoặc là nói ngươi chỉ cần có thể luyện chế ra có thể rèn luyện 5 thành phẩm chất tiên đan mới được, đây là yêu cầu luyện tạo tiên minh khảo hạch. Đương nhiên nếu ngươi làm không được, có thể cho ngươi sau lưng luyện đan đại gia rời núi, cũng là có thể, chúng ta phi thường hoan nghênh ngươi sau lưng luyện đan đại gia tiến đến luyện tạo tiên minh. Dương Nghị Vân nghe được Đinh Hòa Bình nói chuyện, trong lòng nhịn không được muốn cười. Hắn sau lưng có cái giám luyện đan đại gia chính là chính hắn. Nói cách khác, muốn hưởng thụ ngươi theo như lời đãi ngộ, nhất định phải thông qua các ngươi luyện tạo tiên minh luyện đan khảo hạch, luyện chế ra có thể rèn luyện ít nhất 5 thành phẩm chất tiên đan đi. Dương Nghị Vân mở miệng hỏi Đinh Hòa Bình. Đến nỗi giờ phút này Đinh Hòa Bình trong lòng lại là cười, hắn biết Dương Nghị Vân chủ động dò hỏi, đã nói lên mượn sức đã thành công, mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy. Hảo. Ta gia nhập các ngươi luyện tạo tiên minh, cũng tiếp thu ngươi luyện đan khảo hạch. Dương Nghị Vân làm ra quyết định. Hoan nghênh Đinh Hòa Bình cười vươn tay, ở hắn nghĩ đến yêu cầu chính là Dương Nghị Vân sau lưng luyện đan sư đại gia, nhưng là Dương Nghị Vân gia nhập tương đương vô hình chung làm hắn sau lưng luyện đan đại gia cùng luyện tạo tiên minh có liên hệ, mục đích cũng coi như là đạt tới. Đến nỗi Dương Nghị Vân theo như lời luyện đan khảo hạch, Đinh Hòa Bình cũng không để ý. Đến lúc đó phóng thủy cũng muốn cấp Dương Nghị Vân một cái luyện đan sự danh ngạch. Kế tiếp Dương Nghị Vân lại dò hỏi một chút gia nhập luyện tạo tiên minh lúc sau chi tiết vấn đề, Đinh Hòa Bình đều nhất nhất giải đáp, đối này đều cơ bản thỏa mãn Dương Nghị Vân yêu cầu. Hai bên đạt thành nhất trí sau, Đinh Hòa Bình mở miệng nói, nếu như thế Dương đạo hữu đi theo Đinh Mỗ đi trước luyện tạo tiên minh đi, ngươi yên tâm ở luyện tạo tiên minh sẽ không có người tìm ngươi phiền toái. Liền tính là tiên đan lâu tổng bộ người tới, cũng không dám ở chúng ta luyện tạo tiên minh làm càn. Ách còn cần chờ một lát một chút, ta phía trước cùng giả diệp chiến đấu tu luyện thượng ra điểm đường rẽ, yêu cầu tu luyện điều trị một phen, Đinh đạo hữu có không từ từ. Dương Nghị Vân lúc này trong cơ thể còn áp chế từ giả diệp trên người cướp lấy mà đến lực lượng không hoàn toàn luyện hóa hấp thu, không dám chậm trễ đi xuống, nếu không ở trong cơ thể sẽ sai lầm, yêu cầu hấp thu luyện hóa mới được. Đinh Hòa Bình nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, lại là khóe miệng một trận trừ trừ, nghe Dương Nghị Vân dụng tâm tư là muốn cho chính mình cho hắn hộ pháp a. Đường đường Hỗn Nguyên nói tiên tiên đan thành đại lão chi nhất, còn chưa từng có cấp một cái tiểu bối hộ quá pháp. Nhưng là, cái này pháp còn phải hộ a. Ai làm hắn yêu cầu Dương Nghị Vân như vậy một nhân tài đâu. Đương nhiên đến nay mới thôi ở Đinh Hòa Bình trong lòng, như cũ coi trọng chỉ là Dương Nghị Vân sau lưng người. Hơn nữa cái này ý tưởng chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi, cũng không có nghĩ tới Dương Nghị Vân bản thân có thể là cái nhiều lợi hại luyện đan sư. Hảo, ta cho ngươi hộ pháp. Đinh Hòa Bình khóe miệng trừ trừ nói chuyện. Đa tạ Dương Nghị Vân liền chờ hắn nói những lời này. Đến nỗi Đinh Hòa Bình có thể hay không chơi xấu vấn đề, Dương Nghị Vân tin tưởng chính mình tâm hồn sẽ không lừa gạt hắn, từ đầu đến cuối Đinh Hòa Bình liền không có lộ ra quá ác ý. Đi tới một bên Dương Nghị Vân khoanh chân mà ngồi. Đối với trên vai ngủ gật thần ma điều thấp giọng nói, quả đen cấp lão tử hộ pháp. Yên tâm Đinh Hòa Bình một chút chi nhất, là bởi vì hắn trên vai còn ngồi xổm thần ma điều. Tin tưởng có cái gì nguy hiểm tồn tại, thần ma điều sẽ ở trước tiên đánh thức hắn. Nhược kê, thần ma điều nói thầm một tiếng. Dương Nghị Vân coi như không nghe thấy, tâm thần trầm tĩnh xuống dưới sau, mở họp vận chuyển càn khôn công. Giờ phút này trong thân thể hắn áp chế giả diệp chi lực phóng thích. Bắt đầu dụng công luyện hóa. Mỗi một khắc hắn cả người một trận, trong cơ thể càn khôn nói nguyên cũng phát ra một tiếng nặng nề thanh. Toàn thân hơi thở vì này biến đổi, bốn phía thiên địa tiên khí điên cuồng hội tụ mà đến tiến vào trong thân thể hắn. Tu vi từ thượng phẩm đại la chi cảnh đạt tới đại la đại viên mãn. Ba ngày lúc sau Dương Nghị Vân rốt cuộc đình chỉ tu vi,
luyện hóa trong cơ thể sở hữu bị lưu ly cây mây cướp đoạt mà đến giả diệp lực lượng, tu vi cảnh giới củng cố ở đại la đại viên mãn đỉnh nông nỗi. Mở hai mắt Dương Nghị Vân nhỏ giọng nói thầm một câu, đáng tiếc a, còn chỉ kém một đường, chung quy vẫn là không có thể đột phá đến hỗn nguyên nói tiên cảnh giới. Bất quá nói trở về, hắn cũng coi như là vừa lòng, rốt cuộc đây là lưu ly cây mây từ giả diệp trên người đoạt tới lực lượng, có thể làm hắn tiến giai một cái tiểu cảnh giới đạt tới đại la đại viên mãn đỉnh, đã là thêm vào phúc lợi, lúc này xem như có hy vọng hỗn nguyên. Ngày nào đó tu luyện tích lũy, nhất định tiến giai hỗn nguyên, chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Còn ở trong lòng tự mình an ủi nói, không có việc gì, đến tiên giới cũng không đủ ngàn năm, từ từ tới đi, tổng hội thành tựu hỗn nguyên. Kỳ thật Dương Nghị Vân cái này tốc độ tu luyện liền tính ở tiên giới đã là có thể nói thần tốc tu luyện, chẳng qua chính hắn không rõ ràng lắm, trong lòng cũng có gấp gáp cảm, mới có như thế ý tưởng. Trong đó nguyên do vẫn là bởi vì lão nhân trời cao tà, năm đó lão nhân ở tán tiên đảo đúc lại tiên thể lúc sau thầy trò hai không có nói thượng nói mấy câu liền vội vàng phân đi tiên giới, tuy rằng chết lão nhân chưa nói cái gì, nhưng là làm cùng lão nhân sống nương tựa lẫn nhau làm bạn hơn 1000 năm lâu đồ đệ. Dương Nghị Vân liền tính là lại bổn cũng có thể đoán được sư phụ đi tiên giới là đi trả thù, cũng có sư mẫu nguyên nhân ở bên trong. Dù sao Dương Nghị Vân cảm giác lão nhân hồi tiên giới sẽ đối chạm vào đại địch. Làm đồ đệ, há có thể có không lo lắng đạo lý. Cho nên hắn phi thăng tiên giới lúc sau trong lòng là có lo lắng cùng lo âu, luôn muốn nhanh lên tìm được lão nhân, hắn mới có thể an tâm. Nề hà tới rồi tiên giới lúc sau, hắn tu vi chính là tay mơ cấp bậc. Tiên đạo chín đại cảnh giới, hắn hiện tại nói trắng ra là như cũ ở vào tầng dưới chót, liền trung gian đều không tính là. Đây là hắn cảm giác chính mình tu luyện như cũ thong thả nguyên nhân nơi. Dương Nghị Vân có bực này ý tưởng, nhưng không đại biểu một bên Đinh Hòa Bình nhận đồng. Đinh Hòa Bình thành thành thật thật cấp Dương mẫu nhân hộ pháp ngày thứ ba, chính mắt thấy Dương Nghị Vân từ thượng phẩm đại la bước vào đại la đại viên mãn đỉnh chi cảnh. Hơn nữa nghe được Dương mẫu nhân nhỏ giọng nói thầm đối tu luyện cảnh giới không có đột phá đến hỗn nguyên nói tiên bất mãn. Cái này làm cho Đinh Hòa Bình cơ hồ tưởng hộc máu, tưởng bạo tẩu tiểu tử này. Đinh Hòa Bình ngẫm lại hắn, hắn từ tu luyện đến nay cũng suốt 9.800 năm, mới đạt tới hiện giờ sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên cấp bậc, năm đó hắn từ thượng phẩm đại la tu luyện đột phá đến hỗn nguyên chi cảnh, chính là chân chính tiêu phí 1.500 năm lâu a. Dương Nghị Vân tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Ba ngày a, ba ngày liền hoàn thành hắn hao phí 1.500 lâu tu luyện chi lộ, hắn còn không hài lòng. Người so người sẽ tức chết. Đinh Hòa Bình trong lòng buồn bực vô cùng. Bất quá theo sau nhìn xem Dương Nghị Vân, Đinh Hòa Bình đột nhiên lại nở nụ cười. Hiện giờ mặc kệ Dương Nghị Vân sau lưng luyện đan đại gia có tồn tại hay không, chỉ cần tiểu tử này tu luyện thiên phú. Cũng đã chứng minh là cái yêu nghiệt giống nhau thiên tài, đem hắn nạp vào luyện tạo tiên minh, bản thân chính là một kiện rất tốt sự. Đây chính là hắn phát hiện một thiên tài a, đến lúc đó thời cơ chín muồi, hắn sẽ đem Dương Nghị Vân mang đi gặp sư tôn, có lẽ sư tôn sẽ thật cao hứng đi. Nghĩ đến đây Đinh Hòa Bình trong lòng bình thực rất nhiều. Nhìn đến Dương Nghị Vân thu công lúc sau, Đinh Hòa Bình đi qua đi cười nói, chúc mừng Dương đạo hữu tu vi đại tiến, thật đáng mừng. Hắc hắc may mắn mà thôi. Dương mẫu nhân ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt tự hào vẫn là chứng minh rồi hắn giờ phút này trong lòng vui sướng cùng ra mặt trình độ. Ha ha ha, đi thôi, tuy rằng đi luyện tạo tiên minh. Như thế làm phiền. Lúc sau Dương Nghị Vân đi theo Đinh Hòa Bình đi luyện tạo tiên minh. Mà Đinh Hòa Bình bực này nhân tinh, tuy rằng trong lòng kinh ngạc cảm thán Dương Nghị Vân tu vi tốc độ, nhưng lại biết có một số việc, vẫn là không hỏi hảo. Không có đi dò hỏi tới cùng, lại đi hỏi thăm Dương Nghị Vân trên người bí mật, cứ việc hắn biết Dương Nghị Vân trên người bí mật rất nhiều. Luyện tạo tiên minh. Dương Nghị Vân lần thứ hai đặt chân chỉ là tới rồi tầng thứ nhất. Lúc này đây lại là đi theo Đinh Hòa Bình trực tiếp thượng đỉnh tầng, ở chỗ này mới là luyện tạo tiên minh nhất trung tâm địa phương. Là không đối ngoại mở ra địa phương, cũng là có trời đất khác địa phương. Có luyện đan không gian, trận pháp không gian, con rối không gian. Phù chú không gian tứ đại không gian nơi, mà ở trung ương là luyện tạo đại điện. Lúc này luyện tạo tiên minh tứ đại luyện tạo người phụ trách đều tụ tập ở trung ương luyện tạo đại điện. Bởi vì bọn họ muốn khảo hạch Dương Nghị Vân luyện đan chi đạo, Đinh Hòa Bình mang theo Dương Nghị Vân tiến đến liền phải cấp Dương Nghị Vân một cái ngũ phẩm luyện đan sư thân phận địa vị, cần thiết phải trải qua tứ đại luyện tạo người phụ trách khảo hạch mới được.
phải biết rằng ở luyện tạo tiên minh ngũ phẩm luyện đan sư địa vị, hưởng thụ đến đặc quyền nhưng không bình thường, không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngồi mát ăn bát vàng, người đến có thật bản lĩnh mới được. Cứ việc Đinh Hòa Bình coi trọng Dương Nghị Vân sau lưng luyện đan đại gia, nghĩ trực tiếp cấp Dương Nghị Vân phóng thủy, nhưng nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Lúc này mới có lần này Trung ương luyện đan đại điện tứ đại người phụ trách giám sát khảo hạch. Đinh Hòa Bình tự nhiên là luyện đan bộ người phụ trách, điểm này Dương Nghị Vân biết, mặt khác ba người lại là chưa thấy qua chưa từng nghe qua. Tiến vào đại điện lúc sau, Dương Nghị Vân liền cảm nhận được, mặt khác ba người bất đồng hơi thở, có tò mò cũng có xem kỹ, càng có một cổ định ý. Hắn không có ra tiếng, chờ Đinh Hòa Bình giới thiệu. Đến nỗi khảo hạch luyện đan, hắn không hề có để ở trong lòng, cũng nghĩ vừa lúc ở nơi này thử xem chính mình hiện giờ luyện đan thuật, có thể tới đạt cái gì trình tự. Càng minh bạch ở bất luận cái gì địa phương hỗn, đều yêu cầu chính mình có thực lực, nếu không chỉ cần Đinh Hòa Bình coi trọng hắn còn chưa đủ, tổng hội có người không phục. Liền tỷ như hắn cảm giác được mặt khác ba người chung một người âm trầm lão giả hơi thở, liền đối chính mình có định ý. Tuy rằng không rõ, nhưng cũng không luống cuống. Luyện tạo tiên minh được xưng luyện tạo chi đạo toàn bộ hội tụ thiên đường, bất quá Dương Nghị Vân lại là phát hiện hơn nữa Đinh Hòa Bình cái này luyện đan bộ người phụ trách tổng cộng thêm lên mới là 4 người, thiếu một người. Hơn nữa thiếu chính là luyện khí một đạo. Theo lý thuyết không nên, nhưng Dương Nghị Vân cũng không hỏi nhiều, về sau tự nhiên sẽ biết là chuyện như thế nào. Kế tiếp Đinh Hòa Bình giới thiệu nói, Dương đạo hữu cho ngươi giới thiệu, này ba vị phân biệt là tiên đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ người phụ trách. Chỉ vào đệ nhất vị đầu tóc hoa râm nhìn tiên phong đạo cốt lão giả nói, vị này chính là phụ trách phù chú bộ phù chú đại sư Diêu Không nói, phụ trách trận pháp bộ Bảo Thuận làm vinh dự sư, cùng với con rối đại sư Biên Long đại sư, bọn họ ba vị cùng ta giống nhau đều là ta luyện tạo tiên minh ngũ giai huy chương đại sư, ở phù chú, trận pháp cùng con rối chi đạo đều là đại sư, lần này cho ngươi khảo hạch là chúng ta bốn người cộng đồng hoàn thành. Vốn đang có cho rằng luyện khí đại sư tồn tại, nhưng trận pháp người phụ trách mấy trăm năm trước xảy ra chuyện sau, tiên đan thành bên này luyện tạo tiên minh liền vẫn luôn chỗ trống luyện khí người phụ trách vị trí, chủ yếu không chọn người thích hợp, quản lý tiên đan thành luyện tạo tiên minh Lạc Dương đại nhân ra cửa du lịch lúc sau không trở về, cũng liền không có an bài. Bất quá chúng ta bốn người cộng đồng khảo hạch ngươi, cũng là có thể được đến luyện tạo tiên minh tổng bộ thừa nhận, điểm này đừng lo, ngươi còn có cái gì vấn đề không có. Nếu không có mặt khác vấn đề, khảo hạch liền bắt đầu. Dương Nghị Vân nghe Đinh Hòa Bình đơn giản giới thiệu mặt khác ba người, hắn cũng ôm quyền xem như đánh qua tiếp đón. Đối khảo hạch tỏ vẻ không thành vấn đề, có thể bắt đầu. Bất quá lúc này lại là không nghĩ tới trận pháp đại sư Bảo Thuận Quang khẽ hừ một tiếng nói, Đinh đại sư Lạc Dương đại nhân không ở, ngươi liền phụ trách đối một cái nho nhỏ đại la mở ra ngũ giai huy chương luyện đan sư khảo hạch, này sợ là không ổn đi. Bảo đại sư đừng lo, hết thảy tự do Đinh mỗ nếu không, thỉnh các ngươi tiến đến chỉ là làm chứng kiến, Lạc Dương đại nhân trở về ta đều có giải thích. Đinh Hòa Bình không mặn không nhạt nói chuyện. Một màn này ở Dương Nghị Vân xem ra, tựa hồ luyện tạo tiên minh bên trong người cũng đều không phải là đều là bền chắc như thép. Quả nhiên vẫn là cách ngôn nói rất đúng, có người địa phương liền có giang hồ, bất luận cái gì địa phương đều sẽ có đấu tranh. Cái này trận pháp đại sư Bảo Thuận Quang thực rõ ràng với Đinh Hòa Bình không quá hòa thuận, nhưng là Dương Nghị Vân xem ra, Đinh Hòa Bình ở bốn người chung địa vị không thấp. Trừ bỏ không có luyện khí đại sư ở đây, tứ đại luyện tạo người phụ trách đều là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên tu vì, nhưng Đinh Hòa Bình nhìn qua khí chàng lớn hơn nữa. Vậy không bằng chờ Lạc Dương đại nhân trở về đang nói đi, chúng ta đối với các ngươi luyện đan chi đạo là người ngoài nghề, không hiểu lắm, còn nữa nói một cái nho nhỏ đại la. Có thể có cái gì tư cách đạt được ngũ giai đan sư huy chương, này không phải chê cười sao? Bảo Thuận Quang Minh hiện ở cùng Đinh Hòa Bình làm trái lại. Dương Nghị Vân rất có hứng thú nhìn không nói gì, cũng không có sinh khí, từ lúc bắt đầu cái này Bảo Thuận Quang liền đối chính mình tựa hồ có địch ý, hiện tại xem ra là chính mình tưởng sai rồi, Bảo Thuận Quang không phải đối hắn có địch ý, mà là đối Đinh Hòa Bình có địch ý, hắn là Đinh Hòa Bình mang đến người, tự nhiên mà vậy Bảo Thuận Quang liền sẽ đối hắn có địch ý. Dù sao hắn tính lên là Đinh Hòa Bình mời đến người, không thèm quan tâm, nếu là Đinh Hòa Bình liền điểm này sự đều giải quyết không được, kia hắn xoay người liền đi, bực này địa phương mang theo cũng không thú vị, ngược lại sẽ chịu uất khí. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến Đinh Hòa Bình sắc mặt âm trầm đi xuống, hơn nữa trên người hơi thở bỗng nhiên sắc bén lên, ánh mắt như lưỡi dao giống nhau ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bảo Thuận Quang trên người,
hừ lạnh một tiếng cũng không xưng hô Bảo đại sư, thẳng hô kỳ danh nói, Bảo Thuận Quang ngươi tưởng kháng mệnh. Bổn tọa chính là Lạc Dương đại nhân rời đi chi chính miệng phân phó xuống dưới, toàn quyền xử lý tiên đan thành luyện tạo tiên minh hết thảy công việc người, trên danh nghĩa đem, ta nói chuyện ngươi chỉ có nghe phân, nên làm như thế nào, không cần phải ngươi tới dạy ta. Thỉnh ngươi tới là cho ngươi mặt mũi, chỉ là làm ngươi làm giám chứng, đây là luyện tạo tiên minh quy củ, ngươi nếu là cảm giác Lạc Dương đại nhân nói chuyện mặc kệ ngươi dùng, hiện tại liền rời đi Trung ương đại điện, bổn tọa không ngăn cản ngươi. Còn có một chút nói cho ngươi, ngươi trong miệng tiểu tử, nho nhỏ đại la, liền ở 3 ngày trước thân thủ chém giết tiên đan lâu ôm chủ giả Diệp, đem tiên đan thành tiên đan lâu biến thành một mảnh phế tích, đều là Dương Nghị Vân Dương đạo hữu một người việc làm, hắn có được thực lực cũng đủ với ta chờ cùng ngồi cùng ăn, thậm chí hắn còn có một vị có thể đem tiên nguyên đan rèn luyện đến 9 thành phẩm chất luyện đan đại gia sư tôn, hiện tại ngươi quản cảm thấy Dương đạo hữu không có tư cách tham gia ngũ giai đan sư phụ huy chương khảo hạch không thành. Làm ngươi tới giám chứng Dương đạo hữu luyện đan khảo hạch chính là bôi nhọ ngươi Bảo đại sư. Nghe Đinh Hòa Bình thanh âm càng lúc càng lớn từng bước ép sát giống nhau lời nói, Bảo Thuận Bảo từ lúc bắt đầu khinh thường nhìn lại, đến mặt sau sắc mặt biến thành trắng bệch. Bọn họ những người này ngày thường không có gì sự đều là đang bế quan trạng thái, căn bản không biết tiên đan thành đã xảy ra chuyện gì, hôm nay xuất quan vẫn là Đinh Hòa Bình mạnh mẽ kêu bọn họ xuất quan. Rốt cuộc luyện tạo tiên minh muốn khảo hạch ngũ giai đan sư huy chương đây là đại sư, chân chính đại lão Lạc Dương không hề, khảo hạch ngũ giai đan sư huy chương, nhất định phải yêu cầu các đại bộ phận người phụ trách ở đây chứng kiến, mới tính phù hợp quy củ. Hắn cùng Đinh Hòa Bình bất hòa là bởi vì lại một lần thỉnh Đinh Hòa Bình luyện đan, Đinh Hòa Bình cự tuyệt hắn, cho nên vẫn luôn trong lòng cách ứng, từ nay về sau liền nơi trốn xem Đinh Hòa Bình không vừa mắt, lần này cũng coi như là thói quen tính làm khó dễ mà thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng Đinh Hòa Bình trong miệng Dương Nghị Vân tẫn nhiên như thế cường hãn, một cái đại la có thể chém giết giả Diệp. Giả Diệp là cái gì tu vi, người nào, hắn há có thể không biết. Tại đây loại sự tình thượng Bảo Thuận Quang biết Đinh Hòa Bình là sẽ không nói hoảng, đó chính là nói Dương Nghị Vân hành động đều là thật sự, lại còn có một cái là Dương Nghị Vân cư nhiên có cái sư phụ có thể đem tiên nguyên đan rèn luyện đến 9 thành tối cao nông nỗi. Ở toàn bộ tiên đan thành luyện tạo tiên minh, cũng chỉ có Lạc Dương đại nhân cái này tiên đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ minh chủ mới có thể đem tiên nguyên đan rèn luyện đến 9 thành nông nỗi. Tuy rằng tiên nguyên đan là tiên giới thấp nhất nhất thường dùng đan dược, nhưng có thể đem chi rèn luyện đến 9 thành nông nỗi luyện đan sư, thật đúng là không nhiều ít. Một cái loại này cấp bậc luyện đan sư ý nghĩa cái gì Bảo Thuận Quang vô cùng rõ ràng. Bảo Thuận Quang biết nếu là hôm nay bởi vì hắn mà thả chạy Dương Nghị Vân, chờ Lạc Dương đại nhân trở về. Ngẫm lại Lạc Dương đại nhân khủng bố thủ đoạn, Bảo Thuận Quang cả người đều là run lên. Đối mặt Đinh Hòa Bình hùng hổ dọa người nói cùng khí thế, Bảo Thuận Quang lúc này xấu hổ, nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu tìm dưới bậc thang. Vội vàng nhìn thoáng qua bên người phù chú đại sư Diêu không nói, con rối đại sư Biên Long, hy vọng hai người có thể cho chính mình tìm cái bậc thang. Lúc này Diêu không nói cùng Biên Long cũng đều bị Đinh Hòa Bình nói cấp chấn động tới rồi, bọn họ đều vừa mới xuất quan. Tự nhiên không biết mấy ngày nay tiên đan thành phát sinh sự, một đám nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân quan khán, nội tâm thực khiếp sợ. Hai người cảm nhận được Bảo Thuận Quang ánh mắt sau, nở nụ cười khổ, cái này Bảo Thuận Quang phá mồm mép, rốt cuộc đừng lão Đinh cấp dỗi xứng đáng. Trong lòng mắng về mắng, bắt đầu trên thực tế 4 người cùng nhau cộng sự mấy ngàn năm, quan hệ đều không tồi, một cái cũng rõ ràng một cái, biết Bảo Thuận Quang chính là một cái phá mồm mép, nhưng là tâm địa không xấu. Mà Đinh Hòa Bình vẫn luôn là một cái người hiền lành, cũng là một cái có khí độ đại cục giả, ngày thường đối Bảo Thuận Quang tranh luận cũng không để ý, hôm nay mang theo Dương Nghị Vân tiến đến, tất nhiên là Dương Nghị Vân ở trong lòng hắn có thực trọng phân lượng, Bảo Thuận Quang đây là hư chuyện tốt, lão Đinh rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Còn đừng nói nữa lão Đinh không phát hỏa tắc đã, một phát hỏa thật là có điểm đáng sợ. Siêu không nói cùng Biên Long hai người sợ Đinh Hòa Bình đối Bảo Thuận Quang động ra pháp. Đảo thời điểm liền chuyện thật lớn, Lạc Dương đại nhân trước khi đi thời điểm công đạo quá, luyện tạo tiên minh hết thảy đều từ Đinh Hòa Bình phụ trách, nói cách khác, Đinh Hòa Bình chính là có gia pháp chấp hành quyền lực. Hai người nhưng không hy vọng Đinh Hòa Bình động gia pháp hầu hạ Bảo Thuận Quang. Vội vàng mở miệng nói, lão Đinh Mạc tức giận, ngươi lại không phải không biết cái này lão hóa phá miệng. Đúng đúng đúng, đừng nhúc nhích giận, Bảo đại sư chính là lanh mồm lanh miệng. Chúng ta luyện tạo tiên minh có thể có Dương đạo hữu gia nhập, hắn cao hứng còn không kịp đâu, có phải hay không a Bảo đại sư?
Có Diêu Không nói cùng Biên Long bậc thang, Bảo Thuận Quang cũng là ngạnh miệng kết cục nói, còn không phải là làm giám chứng sao, làm tiểu tử này bắt đầu đi, đến lúc đó luyện chế không ra đan dược ta nhưng không buông tha, liền tính Lạc Dương đại nhân trở về hỏi, ta lão bảo cũng có chuyện nói nữa, tiểu tử này là tiểu tử này, hắn sư phụ là hắn sư phụ, hai chuyện khác nhau nhi. Sẽ không nói người vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, này một phen lời nói căn bản là không giống như là tại hạ bậc thang, ngược lại như là tại bức bách. Ninh Hòa bình tâm cái kia khí a. Cái này ngu xuẩn, lão tử hao hết tâm kế làm Dương Nghị Vân tiến đến luyện tạo tiên minh, hôm nay luyện đan khảo hạch chính là cái quá trình mà thôi, người mẹ nó đây là muốn cùng lão tử kháng rốt cuộc a. Dương Nghị Vân vẫn luôn nhìn nghe, cũng coi như là nhìn ra một ít việc nhi, Ninh Hòa bình là thiệt tình ở mượn sức hắn. Đáng tiếc chính là cái này cái gì Bảo Thuận Quang Bảo Đại Sư, một hai phải cùng Đinh Hòa Bình thích cực. Ngược lại là làm Đinh Hòa Bình khí cả người phát run. Lúc này Dương Nghị Vân biết cũng nên chính mình sản thanh, nếu không dựa vào quan hệ đi vào luyện tạo tiên minh, truyền thuyết ra hắn không thể mất mặt như vậy được. Liền ở Đinh Hòa Bình muốn bạo nộ thời điểm, Dương Nghị Vân ho khan một tiếng mở miệng nói, còn không phải là một cái luyện đan khảo hạch mà thôi sao, không có gì ghê gớm. Hôm nay ta thử xem cao giai đan dược khảo hạch, rèn luyện chín thành, không thông qua Dương Mỗ chính mình cút đi đó là. Dương Nghị Vân lời này một chỗ, phải đối Bảo Thuận Quang tức giận Đinh Hòa Bình đều là sửng sốt, dư giả ba người càng là như thế. Ngay sau đó Bảo Thuận Quang lên tiếng cuồng tiếu, ha ha ha. Tiểu tử đây chính là chính ngươi nói a, khảo hạch bất quá chính mình cút đi. Dương Nghị Vân tà tà cười, đúng vậy, ta nói cao giai tiên đan luyện chế khảo hạch. Rèn luyện chín thành phẩm chất, không hoàn thành, ta chính mình cút đi, nhưng nếu là hoàn thành Bảo Đại Sư lại nên như thế nào? Đối với Dương Mỗ Nhân tới nói hoàn toàn chính là tự cấp Bảo Thuận Quang hạ bộ, hắn có được kỳ quân tiên nhân luyện đan chi đạo, mặc kệ bất luận cái gì đan dược lý luận thượng đều là có thể rèn luyện đến chín thành phẩm chất. Căn bản liền chẳng phân biệt cái gì cao giai tiên đan vẫn là cấp thấp tiên đan, chỉ cần là luyện đan hắn thủ pháp quá trình đều là giống nhau, đều có thể rèn luyện chín thành. Chỉ cần trong cơ thể pháp lực cùng được với liền sẽ không có vấn đề. Hiện tại hắn là thượng phẩm đại la tu vi, trong cơ thể càn khôn nói nguyên trong vòng dự trữ lực lượng, nghĩ đến cũng đủ luyện chế cao giai tiên đan, mà hắn biết nói tiên đan cao giai đường ranh giới, chính là hỗn nguyên cấp bậc, liền có thể tuy rằng tiến vào cao cấp chi liệt, nói cách khác luyện chế mà ra tiên đan phải đối hỗn nguyên cấp bậc cao thủ dùng đi xuống hiệu quả, liền có thể xem như cao giai. Bảo Thuận Quang chướng mắt hắn cho hắn tìm việc nhi. Hắn cũng không phải mềm quả hồng, phản đem một quân qua đi. Ninh Hòa Bình nghe Dương Nghị Vân nói chuyện trong lòng nóng nảy, chính là chỉ chớp mắt hắn thấy được Dương Nghị Vân cư nhiên đối hắn nháy mắt, tức khắc làm Ninh Hòa Bình đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Tuy rằng Dương Nghị Vân cái này đánh đố phi thường không đáng tin cậy, chính là ở cảm giác là, Ninh Hòa Bình cảm thấy có thể tin Dương Nghị Vân một phen. Hắn cũng từ Dương Nghị Vân trong ánh mắt thấy được cường đại tự tin. Cái này làm cho Ninh Hòa Bình trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ Dương Nghị Vân luyện đan chi đạo cũng không tồi? Từ biết Dương Nghị Vân một ngày khởi hắn cùng Kim Quy Tiên Nhân đều cho rằng Dương Nghị Vân luyện đan chi đạo cường đại chính là sau lưng luyện đan đại gia, căn bản liền không nghĩ tới Dương Nghị Vân có thể luyện đan, hoặc là nói có thể luyện chế ra có phẩm chất tiên đan tới. Nhưng là lúc này Đinh Hòa Bình trong lòng có chút nghi hoặc lên, chẳng lẽ Dương Nghị Vân luyện đan chi đạo cũng không tồi? Không dám hắn nơi nào tới tự tin. Mang theo trong lòng nghi hoặc, Đinh Hòa Bình tạm thời không mở miệng, nhìn về phía Bảo Thuận Quang, nếu người Bảo Thuận Quang khinh thường nhân ra Dương Nghị Vân, lúc này ngược lại bị thắng một nước cờ, xem ngươi như thế nào ứng đối. Lúc này chỉ nghe Bảo Thuận làm vinh dự cười nói, tiểu tử ngươi nếu là thật có thể luyện chế hoàn thành thông qua chúng ta khảo hạch, về sau ta cho ngươi đương người hầu. Vậy một lời đã định. Định liền định. Dương Nghị Vân cùng Bảo Thuận Quang đều như là tin tưởng 10 phần giống nhau. Đang xem tựa lẫn nhau kích tướng chung đạt thành đánh cuộc. Nếu hai cái đương sự đều phải đánh đố, những người khác cũng không đi trộn lẫn, rốt cuộc bực này đánh cuộc cũng không có gì ghê gớm. Đầu tiên trừ bỏ Đinh Hòa Bình những người khác đều không cho rằng Dương Nghị Vân có thể luyện chế ra cao giai tiên đan, thông qua bọn họ khảo hạch, liền tính là chính thông qua, kia cũng là chuyện tốt, luyện tạo tiên minh sẽ thêm một cái luyện đan đại sư, nhiều nhất làm Bảo Thuận Quang đi cấp Dương Nghị Vân đương người hầu. Dù sao lại không phải bọn họ đi đương người hầu. Nếu là Dương Nghị Vân thua, nhiều nhất lăn ra luyện tạo tiên minh mà thôi, cũng sẽ không bị thương lão Đinh mặt mũi. Phản chi Bảo Thuận Quang cũng không có hại, trọng điểm là bọn họ đều không cho rằng Dương Nghị Vân có thể thắng.
Nếu như thế vậy bắt đầu đi Dương đạo hữu ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Ninh Hòa Bình thấy hai người đã đạt thành đánh cuộc, cũng không hề nói thêm cái gì, hắn lựa chọn tin tưởng Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Kế tiếp chính là khảo hạch bắt đầu. Nếu Dương Nghị Vân lựa chọn luyện chế cao giai đan dược, kia ít nhất liền từ hỗn nguyên cấp bậc tiên đan bắt đầu. Tiên dược đan lô từ từ đều là luyện tạo tiên minh chuẩn bị tốt, chỉ cần Dương Nghị Vân luyện đan là được. Ninh Hòa Bình bốn người dựa theo khảo hạch quản lý thương nghị một phen, làm ra quyết định. Cuối cùng Ninh Hòa Bình tuyên bố tam hạng khảo hạch. Đối Dương Nghị Vân nói, Dương đạo hữu ngũ giai luyện đan sư khảo hạch có tam hạng, đệ nhất hạng đó là tinh luyện tiên dược thời gian, ngươi yêu cầu ở quy định thời gian trong vòng chuẩn xác không có lầm hoàn thành đối tiên dược nước thuốc tinh luyện, này hạng nhất là tốc độ, công kích 10 loại bất đồng tiên dược, yêu cầu thời gian nửa nén hương thời gian hoàn thành. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ninh Hòa Bình tiếp tục nói, đệ nhị hạng là khống hỏa tinh luyện khảo hạch, yêu cầu là hoàn thành đối 100 loại thuộc tính không thôi tiên dược tinh luyện dung hợp, 100 loại đan dược chung từng người thuộc tính không thôi. Ngươi yêu cầu làm chính là, ở một nén nhang trong vòng hoàn thành tinh luyện hơn nữa đem cùng thuộc tính tiên dược tinh luyện lúc sau dung hợp ở bên nhau. Này hạng nhất khảo hạch trên thực tế không ngừng là khảo hạch khống hỏa, còn bao hàm ngươi đối tiên dược nhận chi, khó khăn thăng cấp. Nói xong lúc sau, thấy Dương Nghị Vân không có gì biểu tình, Đinh Hòa Bình tiếp tục nói, đệ tam hạng là đem trước hai người luyện hóa hoàn thành nước thuốc luyện chế thành đan, đương nhiên sẽ cho ngươi xem đan phương là hỗn nguyên cảnh giới có thể sử dụng sinh nguyên đan. Sở cần tiên dược đều ở phía trước hai hạng ngươi luyện hóa 120 loại tiên dược bên trong, sinh nguyên đan chân chính tiên dược phối phương chỉ là 36 chung, tác dụng là hỗn nguyên cấp bậc dùng đi xuống sau, ở trong cơ thể sinh ra thuần tịnh tiên nguyên lực. Hơn nữa là một đan sinh tam khí, nói cách khác dùng đi xuống đan dược một cổ lực lượng có thể sinh ra tam khí, hóa thành ba cổ tiên nguyên lực. Là tầm thường đan dược gấp ba lực lượng, như thế mới xem như thành công, ngươi là có thể thông qua khảo hạch. Đương nhiên khởi bước điểm mấu chốt là đan dược phẩm chất cần thiết rèn luyện đến năm thành, này đó toàn bộ đều làm được chính là ngươi thắng, bảo thuận quang thua, đến lúc đó các ngươi thắng thua đem từ ta cùng Biên Long đại sư, Diêu không nói ba người dám chứng cùng chứng kiến. Ninh Hòa Bình tiểu tử này chính mình nói đan dược phẩm chất rèn luyện chín thành, cũng không phải là ta yêu cầu Nga, không đạt được chín tính toán trước hắn thua. Lúc này bảo thuận quang gắt gao bắt được trọng điểm. Ninh Hòa Bình bỗng nhiên trừng mắt. Hận không thể đánh tơi bời bảo thuận quang, thứ này là thành tâm muốn đuổi đi Dương Nghị Vân a. Nhưng là Dương Nghị Vân rất phối hợp nói, yên tâm lời nói của ta, một ngụm nước bọt một cái hố, không đạt được chín thành rèn luyện, tính ta thua. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thừa nhận liền hảo, Đinh Hòa Bình ngươi xem hắn chính mình nói, nhưng không ta làm khó dễ Nga. Bảo thuận quang đắc ý rào rạt. Bắt đầu đi. Đinh Hòa Bình khó được đấu võ mồm, trực tiếp mở miệng. Trung ương đại điện như cũ có người chuẩn bị sở cần đan lô tiên dược đan phương chờ. Dương Nghị Vân nhếch miệng nói, đan lô ta dùng chính mình, khác dùng không thói quen, đem đi đi. Ách Đinh Hòa Bình cảm giác hàm răng đều đau, hắn có thể phân phó người mang theo luyện đan bộ tốt nhất thượng phẩm lò luyện đan, tiểu tử này cư nhiên không cảm kích a. Không đủ ngấm lại cũng không có gì, lò luyện đan đối với rất nhiều luyện đan sư tới nói, vẫn là tự thân dùng thói quen, có lẽ Dương Nghị Vân cũng có thượng thừa lò luyện đan. Vẫy vẫy tay làm người đem đan lô lấy đi. Đến nỗi mặt khác ba người lại cũng cảm giác Dương Nghị Vân có chút thác lớn, Đinh Hòa Bình an bài đan lô chính là thượng phẩm tiên khí cấp bậc, Dương Nghị Vân cư nhiên không cần, hiện tại mọi người đều bắt đầu hoài nghi tiểu tử này có phải hay không thành tâm chơi chơi mà thôi, có lẽ căn bản là sẽ không luyện đan, có cái sẽ luyện đan sư phụ, không nhất định đương đồ đệ liền sẽ là luyện đan sư. Nhưng là ngay sau đó, mấy người đều là sửng sốt. Lại thấy Dương Nghị Vân đã bắt đầu. Chi gian Dương Nghị Vân trước người bạch quang lập lòe, tức khắc một tôn cổ xưa đan lô xuất hiện, hóa thành 2 mét cao. Trong lúc nhất thời mấy người đều là phóng nhãn nhìn lại là không có phát hiện cái gì bất đồng chỗ. Dương Nghị Vân lấy ra đan lô tuy rằng nhìn cổ xưa nhưng không có tiên khí phát ra, tựa hồ không phải tiên khí a. Không đủ đây là Diêu không nói, Biên Long cùng bảo thuận quang cái nhìn. Ninh Hòa Bình lại là thấy được Dương Nghị Vân quá thượng đan lô xuất hiện lúc sau, ánh mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn đột nhiên nhớ tới một quyển sách cổ chung đối đan lô ghi lại. Luyện đan giới có tiên đan thứ tự bảng đơn, có tiên hỏa tên bảng đơn, có tiên dược thứ tự bảng đơn, tự nhiên sẽ có đan lô bảng đơn ghi lại. Hắn biết nói đan lô sách cổ ghi lại chung, nghe đồn viễn cổ thời đại có 10 đại đan lô, siêu thoát rồi tiên khí trình tự,
xưng tôn sư khí, trong đó có một tôn đan lô ghi lại, càng xem cùng Dương Nghị Vân lấy ra này tôn đan lô rất giống. Ninh Hòa Bình nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân đan lô xem, chuyên chú thả lại kích động, cầm lòng không đậu mở miệng hỏi, xin hỏi Dương đạo hữu, người này đan lô nhưng có tên. Dương Nghị Vân nghe được Đinh Hòa Bình hỏi chuyện, cũng không thấy Đinh Hòa Bình trên mặt xin, thuận miệng nói, tên là Quá Thượng. Lời này một chỗ, Đinh Hòa Bình cả người đại chấn buột miệng thốt ra, quả nhiên là thượng cổ tôn khí Quá Thượng đan lô a, thân là luyện đan sư may mắn nhìn thấy chết cũng không tiếc. Đinh Hòa Bình lời này nói tuy rằng nhỏ giọng, cũng là cầm lòng không đậu có cảm mà phát, nhưng ở đây mấy người đều là tu vi không lầm đại tiên, nhưng đều nghe được rõ ràng. Biên Long nhịn không được hỏi, lão Đinh cái gì là tôn khí? Đúng vậy, nghe người khẩu khí, Dương Nghị Vân cái này đan lô không đơn giản. Siêu không nói cũng hỏi. Bảo Thuận Quang tuy rằng không có nhiều lời nói, nhưng lại cũng dựng lên lỗ tai lại nghe, bọn họ ba cái đều không phải luyện đan sự, đối với có quan hệ đan đạo việc, tự nhiên không có Đinh Hòa Bình hiểu biết nhiều. Bất quá bọn họ ba cái đối bực này bát quái cũng là thực cảm thấy hứng thú, có thả vẫn là phát sinh tại bên người. Đinh Hòa Bình vốn dĩ không muốn cho người biết, nhưng là hắn mới nói lỡ nói ra, hiện tại bị mấy người vấn đề, lại là chỉ có thể giải thích một chút. Mặt khác Dương Nghị Vân một bên chuẩn bị, cũng là một bên nghe, trên thực tế chính hắn đối Quá Thượng đan lô đều không hiểu biết. Cái này đan lô là năm đó ở quê quán đi theo nãi nãi đi bị thua đạo gia miếu được đến, tu chân lúc sau hắn tế luyện hoàn thành trong đầu liền xuất hiện Quá Thượng đan lô tên, nhưng cũng chính là nhiều như vậy. Nhưng không nghĩ tới Đinh Hòa Bình cư nhiên nói cái gì tôn khí. Nghe hắn ý tứ, tựa hồ biết chính mình này Quá Thượng đan lô lai lịch. Dương Nghị Vân cũng là lưu tâm nghe Đinh Hòa Bình mấy người chi gian nói chuyện, tuy rằng có biết hay không đan lô là cái gì lai lịch, với hắn mà nói đều là chính mình, nhưng có thể biết được cũng là tốt, ít nhất được thêm kiến thức. Chỉ nghe Đinh Hòa Bình nói, luyện đan giới có thế gian 10 đại đan lô ghi lại, ở viễn cổ thời đại cổ xưa tiên giới đan lô chung 10 đại đan lô được xưng tôn khí, là siêu việt cực phẩm tiên khí cấp bậc tồn tại. Ta xem Dương đạo hữu này một tôn đan lô tựa hồ cùng viễn cổ 10 đại đan lô danh liệt đệ nhất Quá Thượng đan lô miêu tả thực tương tự, như thế vừa hỏi, không nghĩ tới hắn thật đúng là nói kêu Quá Thượng, lại là không biết là thật là giả. Ninh Hòa Bình trong giọng nói cũng tràn ngập không xác định. Như vậy có thể là, tiểu tử này này một tôn đan lô tiên nguyên khí tức đều không có, cho người ta cảm giác chính là một tôn bình thường đan lô, tôn khí. Đó là như vậy tùy tiện là có thể được đến. Đang nói viễn cổ thời đại hết thảy đã sớm trở thành lịch sử, có thể có thứ gì còn có thể giữ lại đến nay lại là Bảo Thuận Quang mang theo một cổ tử toan vị đang nói chuyện. Bất quá Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu không nói ba người lại đều không có để ý đến hắn. Bởi vì mọi người đều biết, càng là thứ tốt liền càng là đại đạo chí giản đạo lý, tuy rằng không ai có thể xác định Dương Nghị Vân đan lô rốt cuộc có phải hay không tôn khí, nhưng đó là nhân gia đồ vật. Đại gia nghiên cứu một chút, thảo luận là được. Nói nhiều ngược lại đắc tội với người. Đến nỗi Dương Nghị Vân nghe được Đinh Hòa Bình nói chuyện lúc sau, lại là trong lòng đem chi ghi lại trong lòng, nếu là viễn cổ thời đại thực sự có cái gì tôn khí nói, như vậy chính mình Quá Thượng đan lô, có lẽ thật đúng là cũng nói không chừng. Địa cầu bản thổ xuất hiện đồ vật A. Hiện tại ngẫm lại địa cầu vốn chính là thần bí vô cùng nơi, năm đó thần mộ viên đều còn không có đi vào đâu, có kỳ lân chi hồn bảo hộ, được xưng là thần mộ. Ngay cả lão nhân đều nói địa cầu cái gì là căn nguyên tổ địa gì đó. Bực này địa phương xuất hiện một tôn siêu việt cực phẩm tiên khí đan lô cũng không có gì kỳ quái. Dương Nghị Vân cảm thấy chính mình Quá Thượng đan lô chính là một tôn khí. Đây là chuyện tốt, đương nhiên sự kiện sau lưng cất giấu chính là trên địa cầu càng nhiều thần bí khó lường. Hắn đem điểm này ghi lại trong lòng, theo sau không hề để ý tới Đinh Hòa Bình mấy người nghị luận nói chuyện. Trong lòng vừa động thanh liên tiên hỏa xuất hiện bậc lửa đan lô, bắt đầu xuống tay luyện tiên dược. Thổi ra đi nghiêu, tổng muốn đi thực hiện mới được, này so cái đều quan trọng. Đối với hắn tới nói, kỳ thật một chút cũng chưa khoác lác, Đinh Hòa Bình bốn người đưa ra khảo nghiệm, thật không phải bao lớn khó khăn chuyện này. Đệ nhất hạng ở nửa nén hương thời gian nội tinh luyện hoàn thành 10 loại bất đồng tiên dược, đây là hắn cường hạng. Đương thanh liên tiên hỏa bậc lửa đan lô lúc sau. Chỉnh hợp trung ương đại điện độ ấm đều vì này đề cao, như thế cũng hấp dẫn Đinh Hòa Bình bốn người lực chú ý. Mọi người đều là chơi hỏa, nếu nói phía trước đan lô là Đinh Hòa Bình cường hạng, mặt khác ba người không thế nào biết rõ nói, như vậy hiện tại thanh liên tiên hỏa tứ đại đều không xa lạ. Bởi vì đều là luyện tạo giả, đối ngọn lửa đều không xa lạ.
Đây là tiên hỏa. Không yếu tiên hỏa. Tựa hồ là tiên hỏa bảng thượng danh liệt tiền tam thanh liên tiên hỏa. Bốn người không hẹn mà cùng ra tiếng, một đám trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Không sai không sai, đây là thanh liên tiên hỏa, không thể tưởng được trên người hắn cư nhiên liền bực này tiên hỏa đều có. Ninh Hòa Bình ra tiếng cảm thán. Lão phu hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, tiểu tử này vì cái gì muốn sát giả Diệp, hơn nữa trực tiếp hủy diệt tiên đan lâu, các ngươi còn nhớ rõ tiên đan thành vạn năm nhiều trước sự sao? Ngươi là nói giả Diệp? Không tồi, nghe đồn giả Diệp giết hắn sư đệ, diệt chính mình sư môn truyền thừa, năm đó cùng kỳ quân cái này luyện đan giới kỳ tài đại chiến, thanh liên tiên hỏa liền xuất hiện ở kỳ quân tiên nhân trên người. Cũng có nói tựa hồ kỳ quân tiên nhân sáng tạo ra một loại có thể nhiều hỗn nguyên dưới đều hào không có tác dụng phụ tiến giai tiên đan. Giả Diệp liền vì việc này, khi sư diệt tổ, giết hắn sư đệ kỳ quân tiên nhân diệt kỳ quân một môn, kỳ thật cũng là hắn giả Diệp sư môn, đáng tiếc chính là trung quy giả Diệp không có thể được đến muốn, có nghe đồn kỳ quân tiên nhân trọng thương biến mất. Đúng vậy, chuyện này ở luyện đan giới cũng khiến cho quá hỗn động, rất nhiều luyện đan sư đều đi tìm quá kỳ quân tiên nhân. Muốn đạt được kỳ quân tiên nhân đan phương cùng thanh liên tiên hỏa, chẳng qua không có người tìm hắn kỳ quân rơi xuống. Không nghĩ tới a, khi cách vạn năm lâu giả Diệp bị giết, tiên đan lâu bị hủy diệt, thanh liên tiên hỏa lần thứ hai hiện thế, hiện tại xem ra này hết thảy tựa hồ đều không phải trùng hợp a. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Nghị Vân có lẽ chính là kỳ quân tiên nhân đệ tử, hoặc là nói là hắn cơ duyên dưới được đến kỳ quân tiên nhân truyền thừa. Ninh Hòa Bình bốn người lẫn nhau nghị luận dựng lên. Hiện tại lại là có một số việc ngược lại trong sáng lên, Dương Nghị Vân lúc trước có thể lấy ra bị rèn luyện tới rồi chín thành tiên nguyên đan, bực này luyện đan chi đạo căn bản liền không phải tầm thường luyện đan sư có thể làm được. Nếu quả hắn là được đến kỳ quân tiên nhân truyền thừa, hoặc là nói kỳ quân tiên nhân còn sống, Dương Nghị Vân là kỳ quân tiên nhân đệ tử nói, này hết thảy là có thể thuyết phục. Thanh liên tiên hỏa cũng không phải là cải trắng, còn có thể có đệ nhị đóa xuất hiện. Hiện tại xem ra Dương Nghị Vân cùng kỳ quân tiên nhân chi gian có rất lớn quan hệ. Từ giờ trở đi, ta chờ bốn người nói năng thận trọng, đối với Dương Nghị Vân hết thảy liền không biết, không được đối ngoại lộ ra nửa cái tự, việc này đối ta luyện tạo tiên minh ý nghĩa trọng đại, chư vị hẳn là rõ ràng. Ninh Hòa Bình lập tức nói chuyện. Ta chờ chỉ hiểu. Siêu không nói, Biên Long ba người cùng kêu lên trả lời, lần này ngay cả Bảo Thuận Quang cũng không dám đang nói cái gì. Bởi vì năm đó kỳ quân tiên nhân bị đan dược giới đại lão đánh giá quá, nếu kỳ quân bất tử, tương lai là có hy vọng trở thành luyện đan giới phong hào đan hoàng nhân vật. Đáng tiếc năm đó kỳ quân tiên nhân bị giả Diệp trọng thương biến mất. Hiện giờ bốn người thấy được Dương Nghị Vân trên người thanh liên tiên hỏa lúc sau, cũng hơn phân nửa nhận định kỳ quân tiên nhân có lẽ không hề, nếu không phải cũng sẽ không đem thanh liên tiên hỏa cấp Dương Nghị Vân, Dương Nghị Vân chính là kỳ quân tiên nhân người thừa kế. Tiểu tử này sát giả Diệp diệt tiên đan lâu, chính là cấp kỳ quân báo thù. Nghĩ như thế cái gì liền đều thông. Hiện tại Dương Nghị Vân nếu có được thanh liên tiên hỏa, cũng vô cùng có khả năng là kỳ quân tiên nhân truyền nhân, như vậy hắn trong đầu sẽ có kỳ quân đan đạo truyền thừa. Năm đó kỳ quân đan đạo đan phương cùng một ít đan đạo lý luận chính là ở toàn bộ tiên giới tiên đan giới đạt được rất nhiều luyện đan đại gia tán thành. Đều cho rằng kỳ quân tiên nhân là luyện đan kỳ tài, nếu có thể tồn tại tương lai chính là luyện đan giới hoàng giả. Hiện tại Dương Nghị Vân tiến vào luyện tạo tiên minh, đại gia tự nhiên bảo mật, nếu không bị ngoại giới biết Dương Nghị Vân sẽ có đại nguy hiểm, một cái vô cùng có khả năng là đan hoàng truyền nhân người, trở thành bọn họ luyện tạo tiên minh người, nếu là chết non, kia đối bọn họ luyện tạo tiên minh tới nói chính là tổn thất lớn. Bốn người thương nghị là lúc, Dương Nghị Vân đã bắt đầu tinh luyện tiên dược. Nhìn Dương Nghị Vân vô cùng thuần thục luyện đan đầu phát, Đinh Hòa Bình hai tròng mắt trung tinh quang lấp lánh mà đến. 10 loại tiên dược nước thuốc tinh luyện, bọn họ cấp thời gian là nửa nén hương thời gian. Trên thực tế Dương Nghị Vân chỉ dùng 5 phút không đến liền hoàn thành 10 loại tiên dược tinh luyện, đem chi cất vào 10 cái bình ngọc vung tay lên bay về phía Đinh Hòa Bình bốn người ý bảo bốn người kiểm tra. Mà hắn thuộc hạ không có đình, tiếp tục đệ nhị hạng khảo hạch. Đệ nhị hạng khó khăn thăng cấp. 100 loại tiên dược không chỉ có muốn tinh luyện thành dược dịch, còn muốn đem thuộc tính phân ra quy thuận loại ở bên nhau, thời gian vì một nén nhang trong vòng hoàn thành. Khảo nghiệm chính là Dương Nghị Vân đối tiên dược tri thức cùng ngọn lửa khống chế từ từ, mỗi một loại tiên dược thuộc tính bất đồng đối với ngọn lửa độ ấm cùng tinh luyện từ từ đều là yêu cầu kỹ xảo, cho nên khó khăn là khá lớn. Lúc này Đinh Hòa Bình bốn người đã ở xem xét Dương Nghị Vân đưa lại đây 10 loại nước thuốc,
xem xét qua đi một đám đều trừng lớn mắt, há to miệng, quy định nửa nén hương thời gian, Dương Nghị Vân 5 phút liền hoàn thành, hơn nữa tinh luyện nước thuốc có thể nói hoàn mỹ. Bực này thủ đoạn liền tính là tông sư cấp bậc luyện đan sư cũng sợ là cố hết sức, nhưng xem Dương Nghị Vân căn bản không ngừng nghỉ, trực tiếp tiến vào đệ nhị hạng. Thật sự là làm bốn người tràn ngập chấn động. Nửa nén hương lúc sau, Đinh Hòa Bình bốn người trước mặt xuất hiện 20 phân bị tinh luyện tốt tinh thuần nước thuốc. Đây là 100 loại bất đồng thuộc tính nước thuốc bị Dương Nghị Vân phân loại hảo, đem tương đồng thuộc tính nước thuốc rót vào cùng nhau, chia làm 20 phân. Chuẩn xác không có lầm. Hoàn mỹ. Quy định một nén nhang thời gian hắn chỉ dùng một nửa thời gian liền hoàn thành. Hơn nữa Linh sai lầm. Đây là luyện đan bước đi thượng kỳ tích, cũng là thiên tài. Đinh Hòa Bình bốn người bị kinh diễm tới rồi, nhưng Dương Nghị Vân cũng không có dừng lại, như là một cái chuyên chú kẻ điên giống nhau. Tiến vào hoàn toàn quên mình cảnh giới chung, trực tiếp bắt đầu đệ tam hạng khảo hạch. Đệ tam hạng chính là đem hắn tinh luyện tốt này đó nước thuốc, căn cứ đan phương sở cần, luyện chế ra hỗn nguyên cấp bậc cao giai đan dược sinh nguyên đan, yêu cầu là phẩm chất thượng ít nhất rèn luyện 5 thành, nhưng Dương Nghị Vân cùng Bảo Thuận Quang đánh đố phóng phát mạnh miệng là rèn luyện 9 thành, nếu không tính hắn thua. Đệ tam hạng dù sao cũng là luyện đan thời gian vì 3 ngày. Dương Nghị Vân quan khán đan phương lúc sau, đem trang lên nước thuốc nhất nhất tìm ra, rồi sau đó một lọ tiếp theo một lọ đảo vào quá thượng đan lô chung, bắt đầu rồi luyện đan dung hợp. Kỳ thật nước thuốc tinh luyện hoàn thành lúc sau, luyện đan quá trình đã xem như hoàn thành giống nhau, bất quá kế tiếp một nửa cũng sẽ là càng thêm có khó khăn một nửa. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói đều giống nhau, hắn xem qua đan phương, tranh cãi độ xa xa không kịp hắn luyện chế quá mỹ kim thật nói đan. Lần này luyện đan cũng coi như là hắn đối chính mình một lần rèn luyện. Bởi vì kế tiếp hắn muốn luyện chế kỳ quân tiên nhân lưu lại mặt khác hai loại đan dược, Mỹ Kim Đại La Tiên Đan cùng Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan. Vừa lúc cầm này đó tiên dược luyện luyện tập cũng là không tồi. Đinh Hòa Bình bốn người khảo hạch sinh nguyên đan, kỳ thật kết cấu thành phần rất đơn giản, đối với hắn tới nói chỉ cần làm tốt rèn luyện là được. Đương nhiên chín thành rèn luyện, phi thường hao phí thần hồn cùng pháp lực, điểm này hắn cũng làm hảo chuẩn bị. Thanh Liên Tiên Hỏa Ngọn Lửa đại tác phẩm. Lửa to rèn luyện bắt đầu, Dương Nghị Vân mặc niệm kỳ quân đan đạo bí pháp đôi tay thượng phối hợp rèn luyện pháp quyết, đôi tay như là quỷ ảnh giống nhau bay múa lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Mỗi một thành rèn luyện đều là mấy trăm nói pháp quyết, một thành so với một thành muốn mau. Ở một bên quan khán Đinh Hòa Bình bốn người bắt đầu còn có thể thấy rõ ra Dương Nghị Vân một tay tay pháp quyết, theo thời gian trôi qua lại là gian nan lên. Đương nhiên Đinh Hòa Bình cái này luyện đan sư lại là có thể nhìn ra trong đó một ít môn đạo. Rốt cuộc hắn là bốn người chung chuyên nghiệp luyện đan sư. Ở Đinh Hòa Bình trong mắt Dương Nghị Vân rèn luyện đầu thủ pháp là hắn chưa từng có gặp qua đầu phát, cùng hắn tiếp xúc luyện đan chi đạo khác nhau rất lớn, thậm chí có chút ly kinh bối nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ tưởng, rồi lại ở tình lý bên trong, làm hắn trước mắt sáng ngời. Như là mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Đáng tiếc chính là theo thời gian trôi qua, hắn theo không kịp Dương Nghị Vân rèn luyện thủ pháp, xem không hiểu cũng thấy không rõ. Trong lòng như là miêu chảo giống nhau, rất giống hỏi một chút Dương Nghị Vân trong đó mấu chốt chỗ. Đáng tiếc Dương Nghị Vân luyện đan còn ở tiếp tục, lúc này cũng không thể quấy rầy. Đinh Hòa Bình trong lòng trong mắt bất chi bất giác chung mang lên kinh ý, hắn tự hỏi tự thân luyện đan chi đạo không đạt được Dương Nghị Vân bực này trình độ. Hiện tại hắn đều có chút tin tưởng, lúc trước Dương Nghị Vân tiến đến đổi tiên nguyên đan vô cùng có khả năng chính là chính hắn luyện chế. Hơn nữa Dương Nghị Vân sau lưng căn bản không có cái gì luyện đan đại gia. Hắn cùng Kim Quy Tiên Nhân vào trước là chủ tưởng tượng ra Dương Nghị Vân sau lưng có một cái cường đại cao siêu luyện đan đại gia, lại là xem ở Dương Nghị Vân tu vi thấp tuổi trẻ mặt ngoài, căn bản không có suy nghĩ Dương Nghị Vân bản thân chính là cái luyện đan cao thủ. Đến nỗi kỳ quân tiên nhân, ở hắn nghĩ đến căn bản không có khả năng tồn tại, lớn nhất có thể là Dương Nghị Vân đạt được kỳ quân tiên nhân truyền thừa, chính hắn bản thân chính là cái luyện đan sư. Hai ngày lúc sau một tiếng nổ vang vang lên. Lại là Dương Nghị Vân mở ra đan lô. Đốn chín đạo kim quang từ đan lô trung bạo phi mà ra. Lại là bị Dương Nghị Vân vung tay lên tất cả đều chộp vào trong tay. Lại một lần trước tiên hoàn thành. Sinh nguyên đan 9 viên. Suốt 9 viên. Không nói đến Dương Nghị Vân có hay không rèn luyện phẩm chất đến 9 thành, chỉ cần hắn có thể một lò luyện chế ra 9 viên sinh nguyên đan, cũng đã siêu việt 9 thành luyện đan sư. Đinh Hòa Bình bốn người cấp Dương Nghị Vân định vị là có thể luyện chế ra 3 viên sinh nguyên đan liền không tồi.
Lần này đan lô mở ra lại là suốt 9 viên đan dược. Thực kinh người thành tựu thành tích. Càng là thủ đoạn cao minh luyện đan sư luyện chế ra đan dược sẽ càng nhiều, đây là luyện đan giới thưởng thức. Vài vị thỉnh đánh giá. Dương Nghị Vân nhìn 4 người chờ đôi mắt giật mình biểu tình, đem 9 viên sinh nguyên đan đưa qua đi. Hắn từ 4 người này giật mình biểu tình thượng cũng đã nhìn ra rất nhiều tin tức. Chính mình lần này luyện đan còn hảo đi. Ít nhất bọn họ 4 người đều thực giật mình. Vài phút sau, Đinh Hòa Bình 4 người mỗi người cầm trong tay sinh nguyên đan, lẫn nhau đối diện, nhưng là xem phẩm tướng đạt tới trong suốt nông nỗi cùng tiên đan thượng 9 điều đan văn, liền biết Dương Nghị Vân luyện chế đan dược rèn luyện 9 thành không thể nghi ngờ. Còn kém cuối cùng một bước muốn đích thân đánh giá công hiệu mới được. Mới có thể xác định Dương Nghị Vân luyện chế sinh nguyên đan có phải hay không đạt tới hỗn nguyên cấp bậc. Lại qua mười mấy phút, 4 người từ dùng sinh nguyên đan trạng thái tỉnh lại, mỗi người trên mặt đều tràn ngập không thể tin tưởng. Ta bình cảnh tựa hồ đều có buông lỏng biên long vẻ mặt kích động chi sắc nói chuyện, phải biết rằng tới rồi bọn họ cái này tu vi cấp bậc tưởng đột phá, có đôi khi cũng không phải là chỉ cần dùng đan dược liền đủ. Càng đừng nói Dương Nghị Vân luyện chế sinh nguyên đan chỉ là hỗn nguyên cấp bậc nhất thường dùng tiên đan, ngày thường bọn họ không thiếu dùng sinh nguyên đan, nhưng cũng chưa cái gì dùng. Chính là Dương Nghị Vân luyện chế sinh nguyên đan phẩm chất cơ hồ đạt tới viên mãn trạng thái, nào đó ý nghĩa đi lên nói đã vượt qua 9 thành rèn luyện phẩm chất. Không nghĩ tới thế nhưng đối cảnh giới đột phá đều có buông lỏng. Này há có thể không cho biên long kích động. Ta cũng có cảm diêu không nói cũng là ánh mắt cực nóng nhìn Dương Nghị Vân nói chuyện. Ta tựa hồ bước tiếp theo là có thể bước vào trung phẩm hỗn nguyên chi cảnh. Giờ phút này Bảo Thuận Quang mang theo xấu hổ cùng mặt đỏ nói chuyện. Hắn là ngay từ đầu liền làm khó dễ Dương Nghị Vân người, ai có thể nghĩ đến Dương Nghị Vân là cái luyện đan cao thủ, cư nhiên một viên đan dược làm hắn nửa cái chân bước vào trung phẩm hỗn nguyên đại môn, này xem như một phần nhân tình ân huệ. Bảo Thuận Quang biết từ nay về sau hắn không bao giờ có thể khó xử Dương Nghị Vân, thậm chí còn. Hắn từ giờ trở đi muốn trở thành. Nghĩ tới đánh cuộc lúc sau, Bảo Thuận Quang trong lòng chua xót vô cùng. Dương đạo hữu Nga không, Dương đại sư ngài. Ngài là như thế nào làm được? Ninh Hòa Bình là 4 người chung nhất kích động một cái, bởi vì Dương Nghị Vân luyện chế đan dược phẩm cấp hoàn toàn siêu việt 9 thành, luyện đan tốc độ từ từ cũng đều có thể nói tông sư cấp bậc. Ninh Hòa Bình biết lần này hắn nhặt được bảo, một cái luyện đan siêu cấp đại bảo, kỳ thật hắn muốn hỏi chính là Dương Nghị Vân luyện đan rèn luyện. Nhưng là giờ phút này quá kích động hỏi không ra tới. Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, các ngươi trước nói ta thông qua khảo hạch không có. Dương mẫu nhân giờ phút này kỳ thật rất xấu, nói chuyện thời điểm còn ở Bảo Thuận Quang trên mặt nhìn quét. Qua, như thế phẩm cấp tiên đan chính là Đại Tông Sư, ta sẽ đăng báo tổng bộ cho ngài cửu phẩm Đại Tông Sư luyện đan huy chương, chúng ta bên này là phân bộ, nhiều nhất chỉ có thể ban phát ngũ phẩm huy chương. Ninh Hòa Bình ở bất chi bất giác chung xưng hô đều thay đổi, hắn là cái thực thuần túy luyện đan sư, chỉ cầu đan đạo, trong mắt hắn giờ phút này Dương Nghị Vân chính là luyện đan chi đạo Đại Tông Sư. Trên thực tế Đinh Hòa Bình rõ ràng, Dương Nghị Vân hôm nay sở bày ra tới luyện đan chi đạo cùng liền chín thành cao giai đan dược rèn luyện chính là rất nhiều đại tông sư cũng chưa chắc so được với. Đan đạo một đường, đạt giả vì trước. Đinh Hòa Bình đối Dương Nghị Vân thái độ chính là đại tông sư, tưởng từ Dương Nghị Vân trên người học tập luyện đan chi đạo, trong lòng biến hóa ở bất chi bất giác chung liền thay đổi. Thông qua, ta tán thành lão Đinh nói, đề nghị ta chờ liên danh đăng báo tổng bộ. Cho Dương đại sư cửu phẩm luyện đan huy chương đi diêu không nói đi theo ra tiếng. Ta đồng ý, Biên Long cũng mở miệng. Cuối cùng 3 người cùng xem ở Bảo Thuận Quang trên người. Giờ phút này Bảo Thuận Quang mặt già thực nhiệt, hắn đối mặt mấy người ánh mắt, cũng lắp bắp nói, ta không ý kiến. Nếu như thế, ta chờ liên danh đăng báo đi, bất quá lại lần nữa phía trước, ta cảm thấy vẫn là trước đem Dương đại sư cùng Bảo Thuận Quang chi gian đánh cuộc thực hiện đi. Ninh Hòa Bình lúc này nhìn thoáng qua Bảo Thuận chỉ nói. Giờ phút này Diêu không nói cùng Biên Long cũng chưa nói chuyện, nhưng đều nhìn về phía Bảo Thuận Quang, xem như nhận đồng Ninh Hòa Bình nói, người Bảo Thuận Quang phía trước chính là chính miệng cùng Dương Nghị Vân đánh đố, hiện tại nhân ra Dương Nghị Vân làm được, hơn nữa vượt qua mong muốn. Tự nhiên đến thực hiện hứa hẹn đánh cuộc. Hơn nữa ở Diêu không nói cùng Biên Long giờ phút này nghĩ đến, Dương Nghị Vân ở luyện đan chi đạo thượng chính là Đại Tông Sư cấp bậc. Ngày sau không thiếu được xin giúp đỡ Dương Nghị Vân luyện đan, tự nhiên không có khả năng đứng ở Bảo Thuận Quang một bên.
Bảo thuận sáng bóng sạch sẽ luyện tạo tiên minh trận pháp không phụ trách người, Hỗn Nguyên nói tiên, tu luyện vạn năm lâu lão tiên nhân, lại là vô cùng xấu hổ, ai có thể nghĩ đến Dương Nghị Vân tiểu tử này cư nhiên thật như vậy yêu nghiệt. Chẳng lẽ thật muốn cấp Dương Nghị Vân đương người hầu, truyền ra đi hắn còn như thế nào hỗn? Nhưng nói trở về, tựa hồ cấp một cái luyện đan đại tông sư làm người hầu cũng không phải cái gì mất mặt sự, thoạt nhìn Dương Nghị Vân tiền đồ vô lượng, ngày sau không chừng ở đan đạo đi rất cao đâu. Nghĩ vậy chút lúc sau Bảo Thuận Quang trong lòng rối rắm lên. Không đủ lúc này Dương Nghị Vân lại là ha ha cười nói, tính tính, ta cũng chỉ là cùng Bảo Đại Sư chỉ đùa một chút, tu luyện chi đạo ta là hậu bối, phía trước nhiều có mạo phạm, mong rằng Bảo Đại Sư đừng để ý. Dương Nghị Vân kỳ thật nói thực chân thành, hắn cũng nghĩ tới, nếu lựa chọn gia nhập luyện tạo tiên minh, không thiếu được ngày sau cùng trận pháp bộ giao tiếp, nếu là Bảo Thuận Quang thật làm hắn người hầu, chẳng phải là phải đắc tội một tảng lớn người. Ngày sau không chừng hắn sẽ dùng đến trận pháp sư đâu, ngẫm lại vẫn là không thể nháo cương, liền mở miệng cấp Bảo Thuận Quang dưới bậc thang. Mà Bảo Thuận nghe thấy đến Dương Nghị Vân nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Dương Nghị Vân vẻ mặt chân thành cùng hai tròng mắt thanh triệt bộ dáng, liền biết Dương Nghị Vân không nói giỡn, không tiêu khiển hắn ý tứ. Tức khắc cảm giác chính mình tu luyện thượng vạn năm tu luyện vẫn là không tới nhà, tâm cảnh thượng còn không bằng một cái hậu bối, mặt già thượng càng thêm đỏ. Cũng tại đây một khắc trong lòng có một tia hiểu ra. Nháy mắt tương đồng một ít vấn đề, cũng làm ra một cái quyết định, ý niệm thông. Lập tức tiến lên một bước, hai đầu gối quỳ xuống nói, tu luyện người, nhất cách nói giảng đạo giảng chân thành giảng danh dự, nếu không đó là phá đạo tâm, cùng tu vi vô ích. Nghiêm túc nói chuyện, Bảo Thuận Quang binh một tiếng đối với Dương Nghị Vân bái đi xuống miệng nói, Bảo Thuận Quang bái kiến chủ nhân. Từ hôm nay khí trời sụp đất nứt, Bảo Thuận Quang nguyện ý đi theo chủ nhân tả hữu đi theo làm tùy tùng. Bảo Thuận Quang biến hóa này một chút ngược lại làm Dương Nghị Vân có chút không thích ứng, tiểu gia cho ngươi một cái dưới bậc thang, ngươi cái lão tiểu tử như thế nào còn quỳ gối. Có điểm không rõ, mà một bên Đinh Hòa Bình ba người cũng là sửng sốt, nhưng là ngay sau đó ba người nhìn nhau cười, trên mặt có tươi cười. Ba người dù sao cũng là tu luyện lão quái. Một chút liền nhìn ra tới Bảo Thuận chỉ là sao lại thế này. Đây là tu luyện tâm cảnh thượng có biến hóa, là một loại đáng quý tâm cảnh tăng lên, khai xem buông tự nhiên tâm cảnh, đối tu luyện có rất lớn trợ giúp. Giờ phút này ở Đinh Hòa Bình ba người trong mắt, Bảo Thuận Quang tu vi sắp muốn đột phá đến trung phẩm Hỗn Nguyên chi cảnh. Khả năng chính là nháy mắt yên tâm tay nải, thực hiện cùng Dương Nghị Vân chi gian đánh cuộc, nội tâm thoải mái, lúc này mới có tâm cảnh tăng trưởng. Có thể nói giờ khắc này Bảo Thuận Quang đối Dương Nghị Vân quỳ xuống là phát ra từ nội tâm. Ninh Hòa Bình giờ phút này mở miệng nói, lão Bảo chúc mừng. Hắn tuy rằng cùng Bảo Thuận Quang đấu thật lâu miệng, nhưng chân chính ý nghĩa thượng cũng không có thù, tương phản bọn họ bốn người tỏa chấn tiên đan thành luyện tạo tiên minh cùng nhau cộng sự, trên thực tế cùng nhau trải qua quá rất nhiều sự, có một loại cùng bào chi tình. Năm đó Bảo Thuận Quang tìm hắn luyện chế đan dược hắn không có đáp ứng, đó là có bất đắc dĩ khổ chung. Thế cho nên từ kia về sau Bảo Thuận Quang liền nơi trốn cùng hắn đấu, nhưng cũng giới hạn trong đấu võ mồm địa phương, trên thực tế trong nội tâm hai bên đều là có hạn cuối. Giờ phút này Đinh Hòa Bình ra tiếng chúc mừng đây là bởi vì hắn biết Bảo Thuận Quang nội tâm ý niệm hiểu rõ, lúc này nói chuyện, lão Bảo là có thể nghe đi vào, không giống trước kia hắn nói bất luận cái gì sự đều chỉ biết đổi lấy Bảo Thuận Quang nói móc. Lúc này Đinh Hòa Bình biết Bảo Thuận Quang cái này lão hữu là có thể nghe đi vào. Trên thực tế ở đỉnh Đinh Hòa Bình trong lòng Bảo Thuận Quang cũng không hư. Mà càng làm cho hắn vui mừng chính là Dương Nghị Vân biểu hiện. Cứ việc Dương Nghị Vân ở luyện đan thượng biểu hiện ra phi thường đạo hạnh, nhưng là chung quy cùng bọn họ so sánh với tới, vẫn là một cái tiểu bối. Nhưng Dương Nghị Vân lại có thể chủ động cấp Bảo Thuận Quang dưới bậc thang, chỉ cần này phân trong lòng rộng rãi thực đều bạn cùng lứa tuổi là làm không được. Chờ Đinh Hòa Bình nói chuyện, Biên Long cùng Diêu không nói cũng mở miệng nói. Lão Đông Tây chúc mừng, không nghĩ tới người còn trở thành chúng ta bên trong cái thứ nhất đột phá bình cảnh người. Bốn người đều là sơ phẩm đỉnh Hỗn Nguyên nói tiên, ở cái này bình cảnh thượng đều là tạp rất nhiều năm. Bảo Thuận Quang hôm nay xem như bước ra bước đầu tiên. Ha ha ha, hôm nay xem như thác chủ nhân chi phúc, ta lão Bảo đã tu luyện xem như bạch tu, tới rồi chúng ta này một bước, kết quả là mới phát hiện tu lòng có thời điểm so tu luyện càng quan trọng. Bảo Thuận Quang như cũ bái ở Dương Nghị Vân trước mặt không lên, nhìn chung quanh Đinh Hòa Bình ba người hắn rộng rãi cười to, không có chút nào làm ra vẻ chi nhất. Mà Dương Nghị Vân cũng coi như là đã nhìn ra,
Bảo Thuận Quang thật là thành tâm thực hiện đánh cuộc, nói chuyện mỗi một câu đều không giả giả. Cái này ngược lại ở trong lòng hắn có một cái ấn tượng tốt. Lại nói tiếp bên người có thể thêm một cái bực này tôi tớ hắn tự nhiên là vui. Tốt xấu hiện tại Bảo Thuận Quang chính là nửa cái chân bước vào trung phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh cao thủ, hoàn toàn trở thành trung phẩm hỗn nguyên chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Một khi đã như vậy hắn nhìn Đinh Hòa Bình ba người liếc mắt một cái, đang xem quỳ gối ở trước mặt Bảo Thuận Quang, nhếch miệng cười nói, đứng lên đi. Bảo Thuận làm vinh dự hỉ, hắn biết Dương Nghị Vân đáp ứng rồi. Đa tạ chủ nhân, lễ bái một chút lúc này mới đứng lên. Đinh Hòa Bình ba người ngay sau đó lại hướng Dương Nghị Vân chúc mừng, được Bảo Thuận Quang như vậy một cái trận pháp cao thủ. Đại gia không có chút nào cười nhạo Bảo Thuận Quang vì pháp, bởi vì ở tiên giới, đi theo cường giả trở thành tôi tớ sự tích có không ít, mấu chốt là xem ngươi đi theo một cái dạng gì chủ nhân. Đây mới là trọng điểm. Mà Dương Nghị Vân đâu? Hoàn toàn có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Chỉ cần từ tu vi trên thực lực giảng, Dương Nghị Vân chỉ là một cái thượng phẩm đại la. Nhưng hắn cái này thượng phẩm đại la lại là có thể vượt cấp chiến đấu hỗn nguyên, chém giết quá giả diệp, hơn nữa chỉ dựa vào bản thân chi lực liền hủy diệt tiên đan thành tiên đan lâu phân bộ. Đây là muôn vàn đại la đều không đến sự, Dương Nghị Vân lại làm được. Lại nói luyện đan chi đạo, Dương Nghị Vân bày ra tới đan đạo đạo hạnh, hoàn toàn là luyện đan đại tông sư trình độ, tương lai chỉ cần ở luyện đan chi đạo thành tựu đều không thể hạn lượng. Đừng nói Bảo Thuận Quang. Đinh Hòa Bình ba người trong lòng đều sủng sủng muốn động, muốn đi theo Dương Nghị Vân đi. Chỉ là lúc này có chút đường đột, muốn đi theo một người, đều không phải là một bên tình nguyện liền có thể, còn muốn xem nhân gia thu không thu vấn đề. Bảo Thuận Quang hôm nay có thể trở thành Dương Nghị Vân tôi tớ cũng là vừa lúc gặp cơ duyên. Ngay sau đó Bảo Thuận Quang ngón tay ở chính mình giữa mày một chút một sợi tiên hồn ấn ký xuất hiện, cung cung kính kính đưa tới Dương Nghị Vân trước mặt nói, thiếu chút nữa quên mất. Đây là lão nô tiên hồn còn thỉnh chủ nhân nhận lấy. Lão Bảo nhìn ra được tới, ngươi là thiệt tình thực lòng, nhưng ta cũng nói một câu, từ nay về sau đi theo ta, ta cũng là sẽ thành tâm đối đãi ngươi, tiên hồn chỉ là một cái ước thúc, chính thật sự đi theo dùng chính là tâm, thu hồi tiên hồn đi, như thế đối với ngươi ngày sau tu luyện cũng có chỗ lợi. Dương Nghị Vân cười cười cự tuyệt Bảo Thuận Quang tiên hồn. Quả thật mỗi một cái tôi tớ đi theo chủ nhân đều sẽ giao ra tiên hồn bị quản chế chủ nhân. Nhưng Dương Nghị Vân coi trọng chính là tâm, ở hắn xem ra cường ngạnh thủ đoạn ước thúc tôi tớ, do đó được đến không thể là chân chính tôi tớ. Hắn muốn chính là thiệt tình thực lòng, mà không phải chế ước hạ cưỡng bách. Lời này một chỗ, Bảo Thuận Quang cả người đại chấn. Nhìn Dương Nghị Vân nửa ngày lúc sau, Bảo Thuận Quang hai tròng mắt trung tinh quang lập lòe, ngay sau đó thu hồi chính mình tiên hồn, lớn tiếng nói, ngô chủ lòng mang tựa hải, Bảo Thuận Quang ghi khắc, thiên đạo tại thượng. Ngay trong ngày khởi thiên đạo một ngày bất diệt ta Bảo Thuận Quang liền đi theo chủ nhân một ngày. Một cái thiên đạo lời thề từ Bảo Thuận Quang trong miệng ra tới. Người này lại là hà tất, trên thực tế ta người này thực tùy ý Dương mẫu nhân trong lòng vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn là dối trá một chút, hắn biết từ giờ khắc này khởi, hắn nhận lấy Bảo Thuận Quang tâm, này có thể so cái gì tiên hồn ước thúc cường đại rồi không biết nhiều ít. Đây mới là thế gian chân chính tôi tớ. Giai đại vui mừng. Dương Nghị Vân thông qua luyện đan sư khảo hạch, hơn nữa được đến một cái hỗn nguyên nói tiên đi theo, vẫn là một cái trận pháp đại sư, cũng có đi vào tiên giới cái thứ hai tôi tớ. Cũng đạt được luyện tạo tiên minh cửu giai huy chương danh hiệu, trở thành luyện tạo tiên minh luyện đan đại tông sư. Đương nhiên tiên đan thành luyện tạo tiên minh chỉ là phân bộ, chỉ có thể ban phát ngũ giai huy chương, cửu giai huy chương Đinh Hòa Bình bốn người liên danh đăng báo lúc sau, yêu cầu tổng bộ ban phát, yêu cầu chờ một ít nhật tử. Dù sao đến tận đây Dương Nghị Vân tạm thời dàn xếp ở luyện tạo tiên minh. Hết thảy chương trình hoàn thành sau, Đinh Hòa Bình mở miệng nói, lão bảo ngươi đi mang đại tông sư chọn lựa chỗ ở đi. Hảo, bất quá, dựa theo ta chủ nhân đại tông sư cấp bậc đãi ngộ, tựa hồ chỉ có thể đi Lạc Dương đại nhân cư trú kia địa phương, không có đệ nhị chỗ A. Bảo Thuận Quang đáp ứng lúc sau, nhớ tới tiên đan thành luyện tạo tiên môn tựa hồ có thể xứng đôi Dương Nghị Vân cái này chủ nhân cư trú hoàn cảnh địa phương. Cũng biết Lạc Dương đại nhân sở cư nơi. Đinh Hòa Bình nghe Bảo Thuận chỉ nói lời nói cũng là sửng sốt, đích xác dựa theo luyện tạo tiên minh quy củ, đại tông sư cấp bậc đãi ngộ, cư trú nơi, ở tiên đan thành phân bộ cái này địa phương, tựa hồ cũng chỉ có Lạc Dương đại nhân cư trú địa phương xứng đôi Dương Nghị Vân. Chẳng qua đó là Lạc Dương đại nhân cư trú nơi. Ngẫm lại sau Đinh Hòa Bình nói,
Lạc Dương đại nhân đã rời đi ngàn năm lâu không có trở về, kia địa phương không cũng là không, ngươi an bài đại tông sư đi cư trú đi. Ta tưởng liền tính Lạc Dương đại nhân trở về, nếu là biết được chúng ta Tiên Đan thành phân bộ có đại tông sư gia nhập, cũng là sẽ không trách tội. Như vậy cũng hảo, ai lại nói tiếp Lạc Dương đại nhân còn không có bất luận cái gì tin tức sao? Bảo Thuận Quang hỏi. Nhắc tới Lạc Dương đại nhân, Đinh Hòa Bình bốn người cảm xúc đều không cao. Lại nói tiếp bọn họ trong miệng Lạc Dương đại đại, chính là Tiên Đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ minh chủ, là bọn họ bốn người người lãnh đạo trực tiếp, nhưng lại ở ngàn năm trước ra cửa lúc sau rốt cuộc không trở về, Miểu Vô tin tức, bọn họ vẫn luôn đang đợi Lạc Dương đại nhân trở về. Dương Nghị Vân đi theo Bảo Thuận Quang đi xem cư trú nơi, vốn dĩ cho rằng luyện tạo tiên minh cư trú nơi chính là ở luyện tạo tiên minh này đống đại lâu chung. Lại là không nghĩ tới đi theo Bảo Thuận Quang trực tiếp từ thứ 9 tầng tiến vào một cái phòng nhỏ, rồi sau đó liền phát hiện nơi này cư nhiên vẫn là cùng loại cơ quan giống nhau địa phương. Tiến phòng nhỏ sau, Dương Nghị Vân phát hiện là một cái cùng loại thang máy giống nhau địa phương, hơn nữa có trận pháp tồn tại. Cẩn thận quan khán mới phát hiện có con rối chi đạo, là cùng trận pháp hiện kết hợp sản vật. Bảo Thuận Quang cấp Dương Nghị Vân giới thiệu nói, chủ nhân đây là con rối cơ quan thuật cùng trận pháp tương kết hợp sản vật. Đều là tiểu đạo, có thể nối thẳng ngầm. Luyện tạo tiên minh chân chính nơi dừng chân tu luyện chỗ, dưới mặt đất cây số chỗ sâu trong, nơi nào có một cái khác phiến thiên địa, tiên linh khí là ngoại giới mấy chục lần nhiều, tương truyền Lạc Dương đại nhân tới đến Tiên Đan thành phát hiện nào một phương thế giới ngầm sau, liền đem luyện tạo tiên minh nơi dừng chân kiến ở nơi này. Luyện tạo tiên minh 9 tầng đại lâu, chỉ là khai triển nghiệp vụ địa phương, chúng ta ngày thường tu luyện từ từ. Đều là thế giới ngầm, chờ một lát là có thể đi xuống. Bảo Thuận Quang cấp Dương Nghị Vân giới thiệu chung, giơ tay đối với một chỗ nhưng có khắc văn địa phương thúc giục tiên lực, tức khắc toàn bộ phòng nhỏ quang ngộ lập lòe lên, giống như là lưu chuyển di đèn đỏ giống nhau. Tiếp theo Dương Nghị Vân liền cảm giác chỉ là hơi hơi chấn động, toàn bộ phòng đích xác bắt đầu đi xuống chìm. Dương Nghị Vân cảm thán một chút, xem ra chính mình biết rõ tiên giới thuật pháp vẫn là quá ít, ngày sau phải hảo hảo hiểu biết một chút. Cũng lại lần nữa nghe Bảo Thuận Quang nhắc tới Lạc Dương tên này, nhịn không được hỏi ra tới, đúng rồi có thể cho ta nói một chút ngươi trong miệng Lạc Dương đại nhân sao? Rất nhiều lần nghe được Bảo Thuận Quang cùng Đinh Hòa Bình bốn người nhắc tới Lạc Dương đại nhân, Dương Nghị Vân cũng chỉ là nghe bọn hắn nói cái này Lạc Dương đại nhân là Tiên Đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ minh chủ, nhưng lại tựa hồ đã biến mất ngàn năm. Nhìn qua Bảo Thuận Quang bốn người đều đối cái này kêu Lạc Dương người thực kính trọng. Sở hữu hắn nhịn không được tò mò. Cái này Lạc Dương rốt cuộc là cái dạng gì người? Nghe Dương Nghị Vân vấn đề, Bảo Thuận Quang trầm ngâm một chút nói, liền tính chủ nhân không hỏi, ta đều chuẩn bị cấp chủ nhân nói luyện tạo tiên minh sự. Toàn bộ luyện tạo tiên minh ở tiên giới rất nhiều địa phương đều có phần bộ tồn tại, chúng ta coi như là tiên giới một phương bá chủ giống nhau tồn tại thế lực, chủ nhân đắc tội Tiên Đan lâu thế lực cùng chúng ta toàn bộ luyện tạo tiên minh so sánh với, thì đều không phải. Cho nên chủ nhân ngài không cần lo lắng Tiên Đan lâu sẽ bởi vì giết một cái giả diệp diệt một cái phân lâu mà tìm phiền toái, bọn họ còn không dám. Nói đến những lời này thời điểm, Bảo Thuận Quang trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo cùng cường đại tự tin. Dương Nghị Vân ngày mai có thể làm Bảo Thuận Quang có như vậy tự tin nói chuyện, tự nhiên là luyện tạo tiên minh phi thường cường đại, khả năng ở toàn bộ tiên giới đều là quái vật khổng lồ giống nhau tồn tại. Nhưng thật ra rất tò mò, luyện tạo tiên minh lịch sử. Không đánh gãy Bảo Thuận chỉ nói đi xuống, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta còn là trước nói Lạc Dương đại nhân đi, chạy đề. Bảo Thuận Quang ngượng ngùng cười nói, Lạc Dương đại nhân là cái nữ nhân, tu vi chính là tiên quân cấp bậc cao thủ, càng là luyện tạo tiên minh mỗ vị cao tầng tiên đế đệ tử, cho nên nàng mới có thể phụ trách hơn nữa trở thành Tiên Đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ minh chủ. Đáng tiếc ngàn năm trước, Lạc Dương đại nhân không biết là cái gì nguyên nhân, chỉ là nói ra môn du lịch. Kết quả liền một đi không trở lại, mãi cho đến hiện giờ đều không có tin tức truyền đến, chúng ta cũng đều đi tìm, tổng bộ cũng phái người đi tìm, không hề ảnh tin, ai. Thở dài một tiếng sau, Bảo Thuận Quang nói tiếp, Lạc Dương đại nhân là cái tài hoa hơn người kỳ nữ tử, tu luyện thượng thiên phú dị bẩm, có thể nói thần tốc, càng là đối luyện đan, luyện khí, trận pháp, con rối, phù chú đều có đề cập, là cái toàn tài. Đúng rồi, nói đến luyện khí. Kỳ thật Tiên Đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ luyện khí bộ người phụ trách đến nay chỗ trống, không phải bởi vì mất tích hoặc là bị người giết hại gì đó nguyên nhân, chân chính nguyên nhân là luyện khí bộ người phụ trách là đi tìm Lạc Dương đại nhân. Thời trẻ nghe luyện khí bộ người phụ trách nói qua,
hắn hoài nghi Lạc Dương đại nhân vô cùng có khả năng là bị kẻ thù hãm hại tiến vào nào đó tử địa chung, cho nên luyện khí bộ người phụ trách đi kia địa phương tìm kiếm Lạc Dương đại nhân. Này vừa đi liền rốt cuộc không trở về, lại nói tiếp luyện khí bộ người phụ trách là Lạc Dương đại nhân cứu hắn một mạng, đây là báo ân, đối Lạc Dương đại nhân trung thành và tận tâm, là cái có tình có nghĩa người. Chủ nhân chúng ta đi ra ngoài đi. Nói chuyện chung Bảo Thuận Quang dừng lại, vung tay lên phòng nhỏ đại môn mở ra, đình chỉ giảng thuật. Dương Nghị Vân đi theo đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện bọn họ đến tới rồi một chỗ độ ấm rất cao thiên nhiên đại trong động, tầm mắt trong vòng có một ngụm cuồn cuộn dung nham trì. Thoạt nhìn là thâm nhập ngầm rất sâu địa phương. Chủ nhân chúng ta còn phải xuyên qua cái này thiên nhiên hang động, một khác đầu đó là tiên đan thành luyện tạo phân bộ chân chính nơi, ở nơi nào hội tụ 3.000 nhiều người, đều là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, con rối sư, phù chú sư, những người đó mới là luyện tạo tiên minh trung tâm lực lượng. Bảo Thuận Quang liền đi biên nói. Dương Nghị Vân đối bực này có chút tò mò, chính là thế giới ngầm đại hang động, chẳng lẽ liền ở tại nơi này. Tiên linh khí ở quá sung túc cũng không hảo đi. Nhịn không được hỏi, ta nói lão bảo a, các ngươi như thế nào liền không lựa chọn ở tại trên đất bằng mặt. Nơi này liền tính tiên khí ở quá sung túc cũng không hảo đi. Thời gian dài không được buồn chết. Bảo Thuận Quang vừa nghe cười ha ha nói, chủ nhân ngài là không hiểu biết, đợi chút tới rồi thật thật địa phương, ngươi liền sẽ thích thượng, ta chỉ có thể nói, nơi này chính là có khác thiên địa tồn tại, xuyên qua một đoạn này lộ, chính là mục đích địa. Trên thực tế nơi này liên tiếp nếu là mỗ tòa tiên đan thành tiên sơn, là thật lớn thiên hố nơi, thiên nhiên hình thành địa lý hoàn cảnh, phạm vi mấy chục dặm tiên linh khí đều hội tụ tới rồi nơi đây, là một chỗ hiếm có phúc địa. Hai người liền đi biên nói ước chừng 10 phút sau, xuyên qua thật lớn thiên nhiên huyệt động, trong giây lát Dương Nghị Vân trong tầm mắt sáng ngời, lại là phát hiện xuất hiện ở một chỗ hoa thơm chim hót địa phương. Đích xác như Bảo Thuận Quang lời nói, nơi này là một chỗ phi thường thật lớn thiên hố. Bọn họ nơi ở liền ở thiên địa cái đáy, cùng với nói là một cái đại thiên hố, chỉ bằng nói là một chỗ thiên đáy hố bộ che giấu đại hẻm núi. Bởi vì Dương Nghị Vân ở chỗ này thấy được có sơn có thủy có rừng cây cảnh sắc, tuy rằng sơn không tính quá lớn, nhưng cũng là sơn, khá vậy đúng là như thế, mới hình thành độc đáo hoàn cảnh. Đích xác tồn tại thiên địa linh khí vô cùng sung túc, là ngoại giới mười mấy lần còn nhiều, hoa thơm chim hót, tựa tiên cảnh. Ở chỗ này cũng xuất hiện tiên nhân. Có chút ngồi trên bờ sông đả tọa, có chút khoanh chân mà ngồi đại thụ phía trên, có chút ở tu luyện thuật pháp. Bảo Thuận Quang một đường qua đi đều có người kêu thượng một tiếng Bảo Đại Sư, thoạt nhìn hỗn không tồi. Vốn dĩ Bảo Thuận Quang muốn giới thiệu một phen Dương Nghị Vân, nhưng bị Dương Nghị Vân ngăn lại, hắn không nghĩ như vậy cao điệu, chờ đến ngày sau cùng những người này tự nhiên sẽ chậm rãi quen thuộc. Nơi này hoàn cảnh thực hảo, thực an tĩnh, là cái tu luyện hảo địa phương. Dương Nghị Vân cũng tưởng hảo hảo tu luyện một phen, không nghĩ bị người quấy rầy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tế lúc sau, chiếu sáng sung túc, nhưng lại có một tầng lưu ly chi khí bao phủ ở mặt trên, nhìn qua bốn phía đều là cao càng mấy ngàn mét né tránh, bọn họ nơi ở chính là một cái hình chữ nhật thiên trong hầm, như là thuyền hình thiên hố. Dựa theo Bảo Thuận Quang cách nói, thiên hố phía trên bao phủ lưu ly chi khí nội thất thiên nhiên hình thành trận pháp kết giới, từ thiên địa cái đáy nhìn lại, có thể nhìn đến phía chân trời. Nhưng từ bên ngoài là nhìn không tới, cũng tìm không thấy nơi này, cho nên nơi này phi thường an toàn. Chủ nhân ta mang ngươi đi Lạc Dương đại nhân tu luyện đạo tràng đi, dù sao địa phương nhàn rỗi, cũng không có người cư trú, lãng phí nơi nào nồng hậu tiên linh khí. Hảo! Hai người nói chuyện đến thiên hố chỗ sâu nhất, tới rồi một chỗ hồ nước trước dừng lại, mà ở hồ nước chính phía trước là một cái thật lớn thác nước. Bảo Thuận Quang chỉ vào thác nước nói. Nơi này phạm vi ba dặm trong vòng đều là cấm địa, cũng là Lạc Dương đại nhân đạo tràng, không có cho phép là không có người tiến đến quấy rầy, chủ nhân nhưng lại lần nữa an tâm tu luyện. Mặt khác thác nước mặt sau là Lạc Dương đại nhân tự mình sáng lập ra tới tu luyện chỗ ở, đây là mở cửa trận pháp lệnh bài. Nói chuyện Bảo Thuận Quang lấy ra một cái lệnh bài giao cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân thu hồi lệnh bài, cùng Bảo Thuận Quang đi tới hồ nước biên tiểu đình, kể trên viết Lạc Dương đình ba chữ. Nhập tòa lúc sau, Dương Nghị Vân nói, cho ta nói một chút luyện tạo tiên minh lịch sử đi, mặt khác ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi. Hảo, chủ nhân mời ngồi. Bảo Thuận Quang phất tay gian, xuất hiện một bầu rượu, hai người nhập tòa. Dương Nghị Vân nếu gia nhập luyện tạo tiên minh liền phải đối chi có điều hiểu biết, có một số việc cần thiết phải biết rằng. Cho nên không sốt ruột làm Bảo Thuận Quang chạy lấy người.
Mà Bảo Thuận Quang hiện tại là Dương Nghị Vân người hầu, chủ nhân có mệnh hắn cần thiết, huống chi là hỏi chút luyện tạo tiên minh chuyện này. Bảo Thuận Quang mở miệng nói, kỳ thật chân chính lại nói tiếp, ta cũng không biết luyện tạo tiên minh tổng bộ nơi, càng không đi qua, ta cùng Lão Đinh bọn họ đều giống nhau, tiến vào luyện tạo tiên minh lúc sau đều ở tiên đan thành phân bộ. Ai đều không có đi qua luyện tạo liên minh tổng bộ nơi, chúng ta đều là Lạc Dương Đại Nhân mang tiến luyện tạo tiên minh người, trực tiếp nghe lệnh với Lạc Dương Đại Nhân, mà căn cứ Lạc Dương Đại Nhân nói, chân chính luyện tạo tiên minh ở tiên giới cửu trọng thiên. Từ từ Dương Nghị Vân đánh gãy Trăm Thuận Quang hỏi, người nói một chút cửu trọng thiên là chuyện như thế nào? Đối với cửu trọng thiên cái này từ ngữ Dương Nghị Vân nhưng không xa lạ, không thiếu nghe nói. Bất quá phi thăng tiên giới lúc sau, hắn biết nói tiên giới chính là cuồn cuộn cùng rơi vào đầy sao từng tòa lớn nhỏ tiên sơn, mỗi một tòa tiên sơn chính là một cái thế giới tình huống. Trước kia cũng nghe hôm khác có cửu trọng cách nói. Lúc này nghe Bảo Thuận Quang ý tứ, tựa hồ thiên chân có cửu trọng. Tiên giới phía chân trời phía trên là vô tận biển sao, là vô số tiên sơn, căn bản liền không có nhìn đến cái gì mấy trọng thiên tồn tại. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói có cửu trọng thiên. Bảo Thuận nghe thấy đến Dương Nghị Vân nói chuyện sửng sốt, tuy rằng phản ứng lại đây, không có quá nhiều kinh ngạc, cười cười nói, rất nhiều tu vi cảnh giới so thấp tiên nhân kỳ thật đều là chưa từng nghe qua nói. Ở tiên giới đích xác có cửu trọng thiên nói chuyện, nhưng lại là không phải thiên có vừa đến cửu trọng ý tứ. Cửu trọng thiên cũng chỉ có một cái, kia vẫn là cường giả hội tụ mới có thể đi địa phương. Không có tiên quân tu vi đến không được cửu trọng thiên, trong truyền thuyết cửu trọng thiên ở tiên giới sao trời chi hải cuối, chỉ là tìm không thấy, chỉ có tu vi đạt tới tiên quân cấp bậc mới có thể cảm ứng được tiên cửu trọng thiên nơi. Nghe Lạc Dương Đại Nhân nói qua, cửu trọng thiên cùng chúng ta nơi tiên giới không quá giống nhau, là một mảnh tiên giới đại lục, xưng là cửu trọng thiên. Nơi nào mới là tiên giới chân chính cường giả sân khấu? Hoặc là nói nơi nào là tiên giới trung tâm nơi, trừ cái này ra, còn có yêu giới, ma giới từ từ đều tồn tại với cửu trọng thiên. Ngày sau tu vi đạt tới tiên quân cấp bậc có lẽ có thể đi hướng cửu trọng thiên, không riêng gì luyện tạo tiên minh trên thực tế tiên giới rất nhiều ngưu bức tiên môn căn cơ đều ở cửu trọng thiên. Nói hồi luyện tạo tiên minh, về luyện tạo tiên minh cao tầng kỳ thật ta cũng liền nghe qua Lạc Dương Đại Nhân sư phụ, mặt khác luyện tạo tiên minh cao tầng đều không có nghe nói. Lại một lần nghe Lạc Dương Đại Nhân nói hắn sư phụ là luyện tạo tiên minh cho rằng cường đại kiếm tiên, giống như gọi là gì sao trời tử, Nga đúng rồi, còn có chính là ước chừng tính lên là ngàn năm trước đi, nghe nói luyện tạo tiên minh tôn thượng về tới luyện tạo tiên minh tổng bộ, đến tận đây về sau giống như cửu trọng thiên đều đại loạn lên. Cửu trọng thiên có tam đại chí cường giả, nghe đồn là tiên tôn cấp bậc, ta nghe Lão Đinh nói lên quá, chúng ta luyện tạo tiên minh cùng tam đại thiên tôn thế lực rằng co. Hiện tại lại là không biết tình huống như thế nào, ngày sau không nói được sẽ lan đến gần cửu trọng thiên ở ngoài, rốt cuộc mỗi cái thế lực lớn ở tiên giới các nơi đều có phần bộ thế lực tồn tại. Dương Nghị Vân nghe Bảo Thuận chỉ nói lời nói, nhắc tới sao trời tử tên này cái gáy hải oanh một chút, ngày sau đó lại nghe được cái gì tôn thượng. Lúc này hắn có chút kích động lên. Nhớ rõ nhị sư huynh đã kêu sao trời tử cũng là một vị kiếm tiên. Bảo Thuận Quang nhắc tới Lạc Dương sư phụ có thể hay không chính là nhị sư huynh sao trời tử. Suy nghĩ một chút còn thật có khả năng. Bởi vì mặt sau Bảo Thuận Quang có nói gì đó tôn thượng về tới luyện tạo tiên minh, còn nói cái gì luyện tạo tiên minh cùng tiên giới tam đại tiên tôn đầu sỏ dỗi thượng. Người nào dám cùng tiên giới tiên tôn dỗi lên? Dương Nghị Vân nghĩ không ra trừ bỏ nhà mình lão nhân trời cao tà ai có như vậy lớn mật. Tôn thượng. Ha ha. Có thể hay không chính là Bảo Thuận Quang những người này đối lão nhân tôn xưng. Nghĩ vậy chút sau, Dương Nghị Vân cảm thấy có phi thường đại khả năng, sao trời tử cùng tôn thượng, vô cùng có khả năng chính là nhị sư huynh chết lão nhân. Lão nhân năm đó ở tu chân giới đối hắn nói qua một câu hắn ngộ hại, là bị người hạ âm tay, thế cho nên tàn hồn bị càn khôn hổ cứu. Mà lão nhân lại là 12 kiếp tán tiên, thỏa thỏa cùng tiên tôn giống nhau siêu cấp cảnh giới, có thể âm lão nhân cũng chỉ có cùng cấp bậc cường giả. Hiện tại nghĩ đến luyện tạo tiên minh rất có thể chính là lão nhân căn cơ, hoặc là nói là cùng lão nhân có quan hệ người sáng tạo thế lực, tỉ như chính mình sư huynh sư tỷ, cũng hoặc là chưa từng gặp mặt sư mẫu sáng tạo, chính là tới cấp lão nhân báo thù cường đại thế lực. Ngàn năm trước, tính tính thời gian tựa hồ chính là lão nhân hồi tiên giới thời gian, có thể thiết tưởng tượng, lão nhân trở lại tiên giới lúc sau, đối thủ một mất một còn bắt đầu rồi trả thù. Như vậy tưởng tượng. Dương Nghị Vân cảm thấy khả năng tính rất lớn.
Luyện tạo tiên minh vô cùng có khả năng chính là cùng chết lão nhân có quan hệ người sáng tạo thế lực. Như thế tính lên luyện tạo tiên minh sáng tạo cuối cùng gian hẳn là sẽ không quá dài. Lão bảo có biết luyện tạo tiên minh sáng tạo thời gian có bao nhiêu lâu rồi? Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm Bảo Thuận Quang hỏi. Bảo Thuận Quang bị Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm xem có chút phát mao, nhưng vẫn là nói, cụ thể thời gian ta không rõ ràng lắm, nhưng là không quá dài, tính toán đâu ra đấy cũng nên không vượt qua 2 vạn năm, so sánh với tiên giới những cái đó cổ xưa thế lực, chúng ta luyện tạo tiên minh sáng tạo lịch sử là đoạn một ít, bất quá chủ nhân luyện tạo tiên minh thực lực cùng thế lực tuyệt đối ở tiên giới có thể bài thượng hào. Không đến 2 vạn năm sao? Dương Nghị Vân tự nói. Tính tính thời gian tựa hồ nhớ rõ lão nhân nói qua hắn bị bó càn khôn hồ thời gian chính là 1 vạn nhiều năm. Như vậy tưởng tượng liền đối thượng hào, không có gì bất ngờ xảy ra, sao trời tử chính là chính mình nhị sư huynh, mà tôn thượng vô cùng có khả năng tựa hồ lão nhân trời cao tà. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi lại, lão bảo có biết tôn thượng tên gọi là gì? Luyện tạo tiên minh tổng bộ mặt khác cường giả đều là người nào? Bảo Thuận Quang cười khổ nói. Chủ nhân ta chưa từng có đi qua cửu trọng thiên tổng bộ, Lạc Dương đại nhân cũng không có nói lên quá những người khác, nói thẳng nàng sư phụ kêu sao trời tử, đến nỗi tôn thượng ta là nghe lão đinh nói, đánh giá hắn cũng không biết. Đúng rồi, có thể cho lão đinh cùng tổng bộ liên hệ hỏi một chút tình huống, mỗi một cái luyện tạo tiên minh đều có thể cùng tổng bộ thông qua bí pháp liên hệ, còn có chính là cấp chủ nhân đăng báo 9 luyện đan đại tông sư huy chương không tầm thường, không có gì bất ngờ xảy ra, tổng bộ bên kia sẽ phái người tiến đến. Nhưng thật ra có thể hỏi một chút tình huống. Dương Nghị Vân nghe Bảo Thuận chỉ nói xong, lại là ánh mắt sáng lên, như thế có thể, chờ luyện tạo tiên minh tổng bộ người đưa huy chương tiến đến, hắn liền có thể đi hỏi thăm một chút đến tột cùng có phải hay không nhị sư huynh cùng chết lão nhân. Bất quá dựa theo chính mình suy đoán, luyện tạo tiên minh 89 phần 10 cùng chết lão nhân có quan hệ, nói cách khác chính mình cuối cùng tìm được rồi nhà mẹ đẻ. Cùng Bảo Thuận Quang lại hàn huyên một ít về luyện tạo tiên minh tổng bộ cùng cửu trọng thiên xong việc, không được đến quá nhiều hữu dụng tin tức, Dương Nghị Vân liền làm Bảo Thuận Quang rời đi. Kế tiếp hắn muốn chuẩn bị luyện chế Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, chính mình tu vi còn kém 2 cái tiểu cảnh giới chính là hỗn nguyên, cần thiết muốn luyện đan. Nếu đúng như Bảo Thuận Quang lời nói, chỉ có tu vi đột phá đến tiên quân mới có thể đi cửu trọng thiên nói, hắn tu vi còn kém rất xa thực. Một cái khác hắn cần thiết đi tìm lão nhân. Cửu trọng thiên. Nghĩ đến lão nhân hơn phân nửa ở nơi nào. Chờ Bảo Thuận Quang rời đi sau, Dương Nghị Vân phất tay đem Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà từ càn khôn hồ không gian phóng ra. Thần ma điểu cũng ở Bảo Thuận Quang rời khỏi sau từ lúc ngủ gật chung tỉnh lại. Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu nói, quả đen tiên giới có phải hay không có một chỗ liền cửu trọng thiên? Đương nhiên là có, đó là tiên giới nhất trung tâm địa phương, không có tiên quân tu vi đạt không được nơi nào. Thần ma điểu thuận miệng trả lời. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Ngươi lại không hỏi, thần ma điểu đương nhiên nói chuyện. Ngươi, tính, nói cho ta vì cái gì đi cửu trọng thiên yêu cầu tiên quân tu vi mới được. Không phải tiên quân chi cảnh chẳng lẽ liền đi không được sao? Dương mỗ nhân nhất quan tâm chính là chuyện này. Hỏi thần ma điểu là bởi vì thứ này biết đến nhiều, tất nhiên so Bảo Thuận Quang biết đến tiên giới bí văn nhiều. Thần ma điểu có đôi khi kỳ thật là thực bình thường, không động kinh thời điểm có thể hảo hảo nói chuyện, hơn nữa nói ra nói thực đáng tin cậy. Liền tỷ như hiện tại, Dương Nghị Vân hỏi vấn đề, nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau trả lời nói như thế nào đâu, cửu trọng thiên nơi đó, đệ nhất là tiên giới trung tâm nơi, cũng là một cái thực phức tạp địa phương, nơi nào không riêng gì tiên giới cường giả hội tụ địa phương, càng là cường đại yêu tộc tồn tại nơi, phải biết rằng cũng không phải sở hữu yêu tộc đều có thể cùng nhân tộc cùng tồn tại. Hơn nữa nơi nào vẫn là trấn áp ma tộc nơi, trừ bỏ tiên yêu ma ở ngoài, còn tồn tại một ít vô cùng cường đại đáng sợ tồn tại sinh linh, cho nên nói cửu trọng thiên nơi là đừng bị giam cầm nơi, chính là sợ quá nhiều cấp thấp tiên nhân tiến vào lúc sau chết non ở nơi nào. Cùng lý cũng là sợ có ma tộc hoặc là yêu tộc ra tới, lúc này mới có tiên quân tu vi mới có thể đi trước quy củ, kỳ thật có rất nhiều biện pháp đều có thể đi vào. Cái thứ nhất biện pháp tự nhiên là tu luyện đến tiên quân chi cảnh. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tác động đến cửu trọng thiên do đó tìm được địa phương trực tiếp đi vào, cái thứ hai biện pháp là có người mang đi vào, cái thứ ba là tu luyện không gian chi lực người, có thể tìm được cửu trọng thiên nơi, đến lúc đó tự nhiên có thể trực tiếp xuyên qua không gian đi vào, đương nhiên ngươi nếu có thể cảm giác đến cửu trọng thiên giam cầm lực lượng nơi mới được. Còn có tiên giới một ít địa phương là có cố định trận pháp tồn tại có thể tiến vào cửu trọng thiên,
bất quá tiểu tử ngươi đã biết cũng không, đi cửu trọng thiên trung quy vẫn là phải có thực lực, nếu không đi lúc sau chết ở nơi nào liền tính không ra. Đương nhiên cũng có chỗ lợi là, cửu trọng thiên bởi vì là tiên giới trung tâm nơi, cho nên tiên nguyên lực nồng hậu, cũng càng tiếp cận thiên đạo, lại có rất nhiều cường giả lão quái tồn tại, là một mảnh thần kỳ nơi, có thể càng tốt lĩnh ngộ tu luyện tiên đạo, cũng là có chỗ lợi. Dương Nghị Vân nghe xong thần ma điểu giảng thuật xem như có chút minh bạch, cũng nhận đồng thần ma điểu lời nói, đích xác vẫn là cần phải có thực lực mới được, nếu không liền tính hắn biết lão nhân ở nơi nào, đi cũng giúp không được vội, ngược lại còn sẽ trở thành trói buộc. Còn không bằng tạm thời ở chỗ này tiên tu luyện tích lũy thực lực tu vi, đầu tiên ít nhất hắn muốn đột phá đến hỗn nguyên nói tiên mới được, trên thực tế tiên giới rất nhiều địa phương hắn đều còn chưa có đi quá. Hiện tại suy nghĩ cửu trọng thiên việc, có chút quá sớm. Tiên quân đều là khởi bước địa phương, có thể nghĩ nơi nào cũng không thái bình, tiên ma yêu từ từ cường đại sinh linh cùng tồn tại địa phương, hắn tương tin tưởng tuyệt đối không phải là cái gì tiên cảnh thiện mà. Toàn bộ thác nước bốn phía nhìn qua giống như là một cái tỉ mỉ xử lý quá vòng tròn lớn viên, lâu vũ gác mái đều có, Dương Nghị Vân phân phó Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương chính mình đi tìm chỗ ở, kế tiếp đại gia lại ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Hắn còn lại là một bước bước vào vọt vào thác nước chung. Xuyên qua thủy mành lúc sau, quả nhiên ở chỗ này thấy được một phiến mang theo trận pháp dao động cửa đá, lấy ra lệnh bài thúc dục, cửa đá chậm rãi mở ra. Dương Nghị Vân mang theo tò mò đi vào. Dựa theo Bảo Thuận Quang bốn người cách nói, nơi này là Lạc Dương đại nhân tu luyện nơi. Hắn tiến vào chính là vì ở cái này phong bế nơi luyện chế Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, đối với kỳ quân tiên nhân cái này đan phương hắn vẫn là không chuẩn bị làm quá nhiều người biết, rốt cuộc có chút nghịch thiên. Đi vào trong động phủ, Dương Nghị Vân đem hết thảy thu hết đáy mắt, phi thường đơn giản, chính là một cái 5 đến 60 mét vuông không gian, có một chương giường đá cùng đả tọa đệm hương bồ, một bộ bàn đá ghế ở ngoài lại vô vật gì khác phẩm. Thật đúng là thanh tu nơi a. Dương Nghị Vân tự nói hướng về giường đá đi đến, dù sao cũng là trong truyền thuyết Lạc Dương đại nhân ngủ quá giường đá, hắn vẫn là có như vậy một chút tò mò chi tâm. Qua đi vừa thấy chính là một chương phi thường bình thường giường đá, có chút thất vọng, nơi này cũng không có gì đẹp đồ vật. Dương Nghị Vân thu hồi tạp niệm lúc sau, đem quá thượng đan lô lấy ra, chuẩn bị luyện chế Mỹ Kim Đại La đan tiên dược, bắt đầu luyện đan. Chủ yếu là quỷ mẫu chi nước mắt, hắn hiện tại có tam phân, vậy là đủ rồi. Phụ trợ tiên dược đã sớm từ vạn dược trợ lấy lòng. Hiện giờ cũng thông qua luyện tạo tiên minh khảo hạch, thành luyện tạo tiên minh luyện đan đại tông sư, càng có an ổn tu luyện nơi, không cần lo lắng có người sẽ ở trả thù. Cũng là thời điểm an tĩnh lại luyện đan tu luyện một phen, tuy rằng phía trước cũng ở tu luyện, nhưng đó là bị bức bách tình huống, sợ có thủ oán người tới tìm được hắn. Trung quy có chút nóng nảy, hắn yêu cầu an tĩnh lại, củng cố một chút tâm cảnh. Đốt lửa khai lò, luyện đan bắt đầu. Mỹ Kim Đại La Đan tuyệt đối có thể coi như là cao giai đan dược trung siêu phẩm. Lý luận thượng chính là dùng một viên là có thể tăng lên một cái đại cảnh giới nghịch thiên đan dược. Thích ứng với hỗn nguyên dưới sở hữu cảnh giới, đương nhiên trước tiên là nếu có thể luyện hóa được, không hề nghi ngờ nội loại lực lượng là vượt quá ngẫm lại. Mặc kệ là luyện chế khó khăn vẫn là công hiệu đều phải so Mỹ Kim thật nói đan vượt qua một cái đại cấp bậc. Dương Nghị Vân lần này luyện đan cũng không có sốt ruột, điều chỉnh hảo tự mình trạng thái lúc sau, lúc này mới thả xuống tiên dược bắt đầu. Lần này luyện chế Mỹ Kim Đại La Tiên Đan hao phí thời gian có điểm trường, tốn thời gian 7 ngày rốt cuộc thành công thu đan. Luyện chế ra 9 viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, như cũ là rèn luyện 9 thành phẩm chất, tinh oánh dịch thấu tiên đan tản ra lưu ly sáng rọi, nhìn đều thực mê người. Có loại làm người rất muốn một ngụm nuốt vào đi xúc động. Nhưng là Dương Nghị Vân nhìn xuống, bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải dùng Mỹ Kim Đại La Đan thời cơ tốt nhất. Bởi vì hắn tu vi sắp tới nói tăng lên là ở quá nhanh, yêu cầu củng cố một chút cảnh giới mới được. Hiện tại là Đại La Đại viên mãn tu vi, lại tiến thêm một bước chính là hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, nghe tới liền kém một bước, nhưng Dương Nghị Vân biết muốn thuận lợi đột phá cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn sắp tới tu luyện quá nhanh, tâm cảnh thượng tổng cảm không quá ổn. Hiện giờ Mỹ Kim Đại La Tiên đan luyện chế thành công, cũng không sốt ruột dùng, chính là tưởng củng cố tâm cảnh, ở tốt nhất trạng thái dùng tiên đan, như thế mới có thể thuận lợi tiến giai hỗn nguyên. Dương Nghị Vân hiện tại cũng coi như là tu luyện thượng có chính mình tâm đắc, biết khi nào cấp tiến, khi nào cấp hoãn. Sở nàng quyết định trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian củng cố một chút trước mắt tu vi cảnh giới,
lúc sau ở đi dùng Mỹ Kim Đại La Tiên Đan, lấy cầu chính mình cảnh giới ổn định, không lưu tai họa ngầm. Dương Nghị Vân thu hồi đan dược sau, đi ra động phủ đầu tiên đem côn bằng chứng giao cho Tuyết Hương, thứ này yêu cầu lực lượng duy trì phu hóa, không thể chậm trễ, hắn còn không biết chính mình bế quan yêu cầu bao lâu thời gian. Dàn xếp hảo côn bằng chứng sau, Dương Nghị Vân lúc này mới một lần nữa trở lại động phủ, tĩnh tọa xuống dưới bắt đầu rồi bế quan. Tu hành vô năm tháng, búng tay vung lên mấy xuân thu. 300 năm sau, Dương Nghị Vân từ tu luyện trạng thái tỉnh lại. Hắn tu vi cảnh giới hoàn toàn củng cố ở Đại La Đại Viên mãn đỉnh chi cảnh. Này 300 năm thời gian chung, Dương Nghị Vân cũng thử đánh sâu vào phóng hỗn nguyên chi cảnh, nhưng có thể chứng đạo hỗn nguyên đều không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hoàn toàn không có chút nào động tĩnh. Cho nên hắn đình chỉ tu luyện. Cũng may cảnh giới cũng củng cố vững chắc xuống dưới. Thành tựu hỗn nguyên chi cảnh hắn biết khuyết thiếu một cái cơ hội. Chuyện này tạm thời không nóng nảy. Đương nhiên hắn cũng có thể dùng Mỹ Kim Đại La Đan tới đánh sâu vào hỗn nguyên chi cảnh, nhưng là Dương Nghị Vân cho rằng không cần thiết. Đan dược lại hảo chung quy là ngoại lực. Chỉ có chính mình nước chảy thành sông tu luyện mà thành mới là nhất vững chắc tu vi. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi đã là Đại La Đại Viên mãn đỉnh chi cảnh, chỉ kém một đường chính là hỗn nguyên chi cảnh, nếu có thể chính mình lĩnh ngộ đột phá đến hỗn nguyên đó là tốt nhất bất quá. Cho nên hắn quyết định không đến vạn bất đắc dĩ, tạm thời không phục dùng Mỹ Kim Đại La tiên đan vẫn là dùng ở thích hợp cơ hội tốt nhất, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Tương đồng này đó sau, Dương Nghị Vân chuẩn bị từ giường đá đứng dậy, đi ra ngoài đi một chút, tính tính thời gian 300 năm đi qua, cũng không biết Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương bọn họ thế nào. Bất quá liền ở Dương Nghị Vân vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm lại là phát hiện, giường đá bên cạnh xuất hiện một ít cực nhỏ chữ nhỏ. Nếu không phải hắn vừa mới cảnh giới củng cố, cũng là trong lúc vô tình cúi đầu vừa thấy, rất khó phát hiện này chương trên giường đá sẽ có chữ nhỏ xuất hiện. Cúi đầu nhìn kỹ đi, ngay sau đó thấy được nội dung lúc sau, Dương Nghị Vân lại là sắc mặt biến ảo lên. Nhìn qua thực rõ ràng là nữ nhân chữ viết, thực tú khí. Có thể xuất hiện ở trên giường đá tự, không hề nghi ngờ tất nhiên là Lạc Dương chữ viết sở lưu. Nghiêm khắc tới nói hắn giờ phút này liền đang ở Lạc Dương khuê phòng chung. Hơn nữa là nàng trên giường đá. Cái này làm cho Dương Nghị Vân có chút trong lòng là lạ cảm giác. Nhìn kỹ đi xuống, Dương Nghị Vân đọc ra này đó chữ nhỏ. Tiên đan trong thành thành, ma đạo ma trung ma. Chính là như vậy hai câu lời nói mà thôi. Dương Nghị Vân nhẹ giọng nhắc mãi, tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp. Thực hiển nhiên đây là đang nói một cái địa danh, còn có ma đạo. Tiên đan trong thành thành, nghe có chút vòng, kỳ thật thực hảo lý giải. Hẳn là ở tiên đan trong thành có một tòa trong thành thành, kia địa phương có ma đạo, cho nên Lạc Dương tiến đến xem xét. Nói như thế tới, Dương Nghị Vân nghĩ đến, tuyệt đối đi tìm Đinh Hòa Bình bọn họ, đem chuyện này báo cho. Dựa theo Đinh Hòa Bình mấy người nói, Lạc Dương đã biến mất ngàn năm, không hề tin tức. Hiện tại nhìn đến hai câu này lời nói, Dương Nghị Vân cảm giác Lạc Dương khả năng tiến vào cái gì trong thành thành, hơn nữa là đi tìm ma tộc. Hiện tại chỉ có hai cái khả năng tồn tại, đệ nhất Lạc Dương bị nhốt, đệ nhị đã thân chết. Tuy rằng Dương Nghị Vân không có gặp qua Lạc Dương, nhưng là hiện tại nếu gia nhập tiên đan thành luyện tạo tiên minh, trên danh nghĩa hắn cũng là luyện tạo tiên minh người, cũng là Lạc Dương thủ hạ. Đương nhiên hắn cái này thủ hạ là thực không ổn định thủ hạ. Về phương diện khác căn cứ bảo thuận quang giảng thuật, Lạc Dương sư phụ kêu sao trời tử, mà ở hắn suy đoán chung, sao trời tử vô cùng có khả năng là hắn nhị sư huynh. Về công về tư, Lạc Dương việc đều đến hỏi đến một chút. Theo sau Dương Nghị Vân đi ra động phủ. Yến Xích Hà. Một tiếng giống to. Chủ nhân ngài xuất quan. Yến Xích Hà vèo một chút bay lại đây. Đi đem Bảo Thuận Quang bọn họ mời đến, liền nói ta có chuyện quan trọng tìm bọn họ. Dương Nghị Vân trực tiếp phân phó. Đối với Bảo Thuận Quang cũng trở thành Dương Nghị Vân người hầu sự, Yến Xích Hà đều đã biết. Cho nên nhiều ít có chút nguy cơ cảm. Bất quá Yến Xích Hà biết hắn cùng Bảo Thuận Quang chi gian mặc kệ là tu vi cảnh giới vẫn là thân phận địa vị đều kém rất lớn, cũng chỉ có thể ở trong lòng oán giận một chút. Hảo, thuộc hạ lập tức liền đi. Yến Xích Hà vèo một chút biến mất. Xuất quan. Một tiếng mềm nhẹ ở sau lưng vang lên, Dương Nghị Vân quay đầu lại là Tuyết Hương đi tới. Nhìn đến Tuyết Hương Dương Nghị Vân trong lòng rất tốt, bế quan 300 năm Tuyết Hương tu vi tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Ân. Xuất quan, người thế nào?
Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi. Tạp ở bình cảnh thượng, cũng không biết khi nào mới có thể đột phá, bất quá chúng ta yêu tộc đột phá bình cảnh luôn là muốn so các ngươi nhân tộc mau một ít, bước tiếp theo ta liền đạt tới các ngươi nhân tộc hỗn nguyên nói tiên cảnh giới tu vi. Tuyết Hương khó được nói chuyện nhiều lên. Đối với Tuyết Hương, Dương Mẫu Nhân hiện tại xem ra là càng xem càng đẹp, có lẽ là đi theo Dương Nghị Vân vào đời thời gian lâu rồi, nàng giờ phút này nhìn qua nhiều một ít người vị, hoặc là nói càng bình dân, nhìn phong tình vạn trùng. Côn bằng chứng thế nào? Dương Nghị Vân cũng quan tâm chính mình cái này tương lai tọa kỵ. Vẫn là bộ dáng cũ, cũng không biết khi nào mới có thể phù hóa xuất thế. Tuyết Hương nói, này viên đan dược ngươi cầm, tìm cơ hội ăn vào, nhìn xem có thể hay không trợ ngươi đột phá. Dương Nghị Vân ngẫm lại sau, vẫn là lấy ra một viên Mỹ Kim Đại La đan giao cho Tuyết Hương. Tuy rằng là yêu tiên, nhưng tiên đan chính là thuần tịnh lực lượng, lý luận thượng đều là có tác dụng. Đối Tuyết Hương hắn không keo kiệt. Ân, cảm ơn. Ách, Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc, trước kia Tuyết Hương trước nay đều sẽ không nói cảm ơn, hiện tại cư nhiên học được nói cảm ơn, đây cũng là hắn thích nhìn đến một màn. Ở Dương Mẫu Nhân trong lòng trước sau cho rằng, mặc kệ là bất luận cái gì tu luyện sinh linh, đều hẳn là có nhân tình vị mới đúng. Mà không phải nói ngươi là tiên, ngươi phải cao cao tại thượng, cao nhân nhất đẳng. Hắn càng thích nhân tình vị. Dương Mẫu Nhân cười nói, ha ha, về sau không cần cùng ta khách khí, ngươi trước dùng thử xem, nếu là có tác dụng ta nơi này còn có. Ân, ta đi sẽ. Không biết vì cái gì Tuyết Hương tại đây một khắc có chút mặt đỏ. Qua nha nha nha, nhược kê tiểu hỗn đản cho ta, lão tử cũng muốn đan dược, ngươi cấp lão tử hứa hẹn bao nhiêu lần, nói tốt cấp lão tử đan dược vẫn luôn đều không có cấp, lần này ngươi cũng không thể nuốt lời, cấp lão tử đan dược. Lúc này lại là thần ma điểu không biết từ địa phương nào bay lại đây, oa oa kêu tìm Dương Nghị Vân muốn tiên đan. Nghe được thần ma điểu gầm rú, Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt, người cái này tạp mao điểu, chuyện này nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Mắng một câu, Dương Nghị Vân vẫn là vung tay lên lấy ra một viên Mỹ Kim Đại La tiên đan tới, ném cho thần ma điểu. Oa ha ha, này viên đan dược còn tính không rác rưởi. Lão tử thật lâu không có nhấm nháp quá hảo tiên đan. Thần ma điểu oa oa kêu to há mồm một ngụm trực tiếp nuốt vào Mỹ Kim Đại La tiên đan. Uy tạp mao điểu ngươi, Dương Nghị Vân kinh hãi ra tiếng, hắn không nghĩ tới thứ này trực tiếp nuốt đi xuống, phải biết rằng đây chính là hắn trước mắt có thể luyện chế ra tới tốt nhất tiên đan, nội loại ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu cường đại hắn chính là rất rõ ràng, sợ tạp mao điểu nuốt vào căng nổ tan xác. Yên tâm, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu. Cũng không phải là ngươi cái này nhược kê có thể tưởng tượng, tiểu tử ngươi chính là cho ta một lò cũng chỉ là coi như đồ ăn vặt ăn, ha ha, oa oa oa, ăn ngon, không tồi, tự cấp lão tử mấy viên tới nếm thử. Thần ma điểu không chút nào để ý oa oa kêu to còn hướng Dương Nghị Vân muốn. Lan, Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, cũng yên tâm, chỉ cần căng bất tử tạp mao điểu liền thành. Ngẫm lại cũng là thứ này một giọt tinh huyết đều có thể cứu chính mình mệnh, còn có thể làm hắn liên tiếp tăng lên vài cái tiểu cảnh giới. Bản thân đã nói lên vấn đề, nó không đơn giản, một viên đại la tiên đan hẳn là căng bất tử nó. Còn muốn môn đều không có. Vì luyện chế Mỹ Kim đại la tiên đan, có thể nói hắn là cửu tử nhất sinh, một lò liền luyện chế 9 viên, nào có nhiều cấp tạp mao điểu đương đồ ăn vặt ăn. Tiểu tử ngươi đừng keo kiệt như vậy được không? Phải biết rằng lần trước nếu không phải lão tử một giọt bản mạng tinh huyết ngươi cái nhược kê đã sớm treo được không? Thần ma điểu bắt đầu mắng bãi công lao. Đối này Dương Nghị Vân thật đúng là không hảo phản kích, thật là thứ này cứu hắn một mạng. Ngẫm lại sau nói, chờ tiếp theo luyện chế tự cấp, lần này đừng nghĩ, chạy nhanh cút đi, đừng phiền ta. Quỷ hẹp hòi nhược kê, thần ma điểu mắng bay đi. Tuyết Hương đứng ở một bên nhìn Dương Nghị Vân cùng thần ma điểu đấu võ mồm. Nhịn không được khanh khách bật cười. Dương Nghị Vân nhìn Tuyết Hương trên mặt ý cười, lại một lần biến thành heo ca bộ dáng. Không có biện pháp, Tuyết Hương cười rộ lên thực mê người. Trong lúc nhất thời xem ngây ngốc, cũng cầm lòng không đậu đi qua đi, hướng về Tuyết Hương hôn qua đi. Chủ nhân ta đã trở về. Chính là giờ phút này Yến Xích Hà lỗi thời thanh âm truyền đến. Ta trở về dùng tiên đan tu luyện. Lúc này Tuyết Hương đỏ mặt thấp giọng nói một câu. Vội vàng chạy mở ra, trên thực tế ở Dương Nghị Vân bế quan 300 năm chung, nàng thường xuyên làm Yến Xích Hà mang theo nàng đi ra ngoài ở Tiên Đan Thành nơi nơi đi dạo phố. 300 năm thời gian cũng đủ nàng học được rất nhiều nhân tộc văn minh. Tỷ như nam nữ chi gian sự,
là nhất hấp dẫn nàng, cũng là nàng nhất muốn hiểu biết sự. Vừa mới Dương Mẫu Nhân nhìn chằm chằm nàng liếc mắt đưa tình mà xem, cũng hôn lại đây, Tuyết Hương biết đây là nhân tộc tình lữ chi gian biểu đạt tình yêu phương thức. Tuy rằng cụ thể là cái dạng gì nàng không hiểu lắm, nhưng là tim đập mạc danh nhanh hơn, hơn nữa sâu trong nội tâm thế nhưng xuất hiện như vậy một tia vui mừng cùng chờ mong. Kết quả lại là bị Yến Xích Hà lớn giọng cấp đánh gãy, tức khắc sắc mặt hồng thấu chạy. Yến, Xích, Hà. Dương Nghị Vân bị đánh gãy chuyện tốt, tức khắc tức giận đến hàm răng đều đau, cắn răng kêu ra Yến Xích Hà tên. Một đạo lưu quang chợt lóe tới, không rõ nguyên do Yến Xích Hà, xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, nhìn cắn răng Dương Nghị Vân, mở miệng hỏi, chủ nhân ngài làm sao vậy? Là hàm răng đau sao? Không nên a, lẽ ra tiên nhân không nên răng đau a. Ta, Dương Nghị Vân một trận vô ngữ. Tính, bất hòa cái này thiếu căn huyền ra hỏa so đo. Hít sâu một ngụm nói, không có việc gì, làm ngươi thỉnh người đâu. Tới, ở phía sau lập tức liền đến, Yến Xích Hà lúc này cảm giác Dương Mẫu Nhân sắc mặt không tốt, có chút nơm nớp lo sợ lên, hắn là không thấy được vừa rồi một màn, nếu không liền sẽ không có thể như vậy không hiểu ra sao. Lấy thượng này nhưng đan dược đi bế quan tu luyện, không đột phá không cho phép ra quan. Một viên Mỹ Kim Đại La Đan ban cho Yến Xích Hà, Dương Mẫu Nhân đối người một nhà vẫn là rất hào phóng. A đa tạ chủ nhân, ngài đối thủ hạ thật sự là thật tốt quá, thuộc hạ đối chủ nhân trung tâm nhật nguyệt chứng giám giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Lan! A chủ nhân ta lập tức lăn. Dương Mẫu Nhân bị thứ này quấy rầy chuyện tốt, hiện tại liền muốn cho hắn biến mất, không nghĩ tới như vậy sự mẹ, rốt cuộc nhịn không được một chân ban thưởng qua đi, trực tiếp đem Yến Xích Hà đá bay. Gặp qua chủ nhân, không biết chủ nhân chuyện gì phát hỏa. Lúc này Bảo Thuận Quang đã đến. Gặp qua Đại Tông Sư. Ninh Hòa Bình ba người cũng đã đi tới. Không có việc gì, đều không cần đa lễ, ta không thói quen, tìm các ngươi tiến đến là ta ở Lạc Dương Đại Nhân Động Phủ phát hiện hai câu lời nói, khả năng cùng Lạc Dương mất tích có quan hệ, mang các ngươi đi xem. Dương Nghị Vân thẳng đến chủ đề. Trong Sơn Động. Ninh Hòa Bình bốn người thấy được trên giường đá hai câu lời nói. Thật là Lạc Dương Đại Nhân chữ viết Ninh Hòa Bình vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Tiên đan trong thành thành, ma đạo ma trung ma, đây là. Biên Long ngữ khí ngưng trọng lên. Siêu không nói mở miệng, chẳng lẽ, Lạc Dương Đại Nhân căn bản là không có ra tiên đan thành, đúng rồi, trách không được chúng ta tìm lâu như vậy, đều không có tin tức, hắn nhất định là đi nơi đó. Này nhưng như thế nào cho phải? Bảo Thuận Quang cũng vẻ mặt lo lắng. Nhìn đến nơi này Dương Nghị Vân liền biết bọn họ bốn người là biết cái này địa phương, nhịn không được hỏi, nàng đi địa phương nào. Dương Nghị Vân hỏi ra vấn đề này, bốn người đều là cả người chấn động. Thực rõ ràng bọn họ cũng đều biết Lạc Dương lưu lại hai câu này trong lời nói tiên đan trong thành thành cùng ma đạo ma trung ma ý tứ, biết đây là địa phương nào. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ là cái thực đáng sợ địa phương. Cuối cùng vẫn là Đinh Hòa Bình mở miệng nói, trong truyền thuyết hiện tại tiên đan thành tại thượng cổ thời đại, kỳ thật chính là cái ma tộc chi thành, tại thượng cổ thời đại nghe đồn rất cường đại, chiếm cứ tiên giới nửa giang sơn, bởi vậy rất nhiều địa phương đều có ma tộc phát triển căn cơ. Hiện tại tiên đan thành chính là một trong số đó, sách cổ ghi lại chung hiện tại tiên đan thành liền thành lập ở một tòa ma tộc chi thành phía trên, nói là thượng cổ thời đại ma tộc chi thành. Bị tiên giới đại lão liên hợp dưới trực tiếp đem cả tòa thành cấp phiên một cái té ngã hoàn toàn hủy diệt phong ấn lên. Cũng có thể nói tiên đan thành cùng bị đứng chồng ngược mai táng ma tộc chi thành là đưa lưng về phía bối tình huống, ở tiên đan thành ngầm chính là một tòa ma tộc chi thành. Thượng cổ tiên nhân sở dĩ ở chỗ này kiến tạo một tòa tiên đan thành, kỳ thật cũng là vì chính áp bị mai táng ma tộc chi thành, rốt cuộc cả tòa ma tộc chi thành chính là hiểu rõ lấy ngàn vạn cấp ma tộc bị cùng nhau mai táng ở tiên đan dưới thành mặt. Cường đại ma tộc thân thể hủy diệt, ma hồn không nhất định hủy diệt, yêu cầu tiên khí đi chấn áp, tương truyền nơi nào ma hồn vô cùng có khả năng có rất nhiều là bất diệt bất tử tồn tại, là một cái phi thường nguy hiểm tuyệt địa. Bất quá từ xưa đến nay liền có rất nhiều muốn chạy lối tắt hạng người, lẻn vào ma tộc chi thành đi tầm bảo mạo hiểm, nhưng là thường thường đều là có đi mà không có về, dần già cũng liền không có người dám đi vào. Nhưng phàm là cũng là có ngoại lệ, đối với cường đại tiên nhân tới nói. Liền có thể đi nơi nào mạo hiểm, tỉ như tiên quân trở lên thực lực là có thể tiến vào, cũng có thể ra tới, đương nhiên vẫn là muốn thực lực cường đại mới được. Ma tộc chi thành lực hấp dẫn vẫn là rất cường đại, chung quy là một cả tòa thành, một cái khổng lồ thế giới, có thượng cổ chi vật tồn lưu, bên trong có không ít thiên tài địa bảo.
Nghe Đinh Hòa Bình nói tới đây, Dương Nghị Vân nhìn không được đánh gãy hắn hỏi, chẳng lẽ ma tộc chi thành có nhập khẩu có thể đi vào? Như vậy chẳng phải là lộn xộn, cũng mất đi trấn áp ý nghĩa. Đinh Hòa Bình trầm ngâm một chút trả lời, dựa theo sách cổ ghi lại, tại thượng cổ thời đại mỗi một tòa ma tộc chi thành hoặc là nơi dừng chân, kỳ thật đều có ít nhất 8 đến 9 truyền tống thông đạo tồn tại, là thuộc về thành trì liên thông thành trì thông đạo, chính là nói tiên đan thành ngầm bị mai táng ma tộc chi thành, xem như bốn phương thông suốt. Thượng cổ tiên nhân tuy rằng trấn áp nơi này, nhưng cũng không nhất định có thể trấn áp sở hữu thông đạo, hơn nữa theo thời gian sói mòn phong ấn hoặc là thông đạo tổng hội có buông lỏng, khống chế thông đạo người luôn là có thể đi vào. Trên thực tế tiên đan thành liền có một cái có thể tiến vào thông đạo, còn không chỉ có như thế, lấy tiên đan thành vì trung tâm tiên vực tiên sơn phạm vi phóng xạ ngàn vạn dặm nơi nội, chỉ cần là có thông đạo địa phương đều có thể tiến vào ma tộc chi thành. Mỗi cái ngàn năm đều sẽ tiến vào một lần, ít nhất có 8-9 cổ thế lực có thể đi vào ma tộc chi thành mạo hiểm, tiên đan thành cũng là có thể đi vào, chẳng qua không có người đi phía trước. Hoặc là nói tiên đan thành tiên nhân biết nếu ra vấn đề chính là tổn hại đại gia tu luyện nói thành, lại nói đi vào lúc sau cửu tử nhất sinh, không có người đi mạo hiểm. Dần ra tiên đan thành bên này nhập khẩu liền vứt đi, nhưng là địa phương khác tiên nhân cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nên đi vẫn là đi, dù sao ra vấn đề cũng là tiên đan thành, cùng bọn họ nơi địa bàn không quan hệ. Nói như vậy tiên đan thành ngầm mỗi cái ngàn năm sẽ có người tiến vào một lần. Dương Nghị Vân hỏi. Cụ thể không biết tình huống như thế nào, nhưng là tuyệt đối sẽ có, hiện tại xem ra Lạc Dương đại nhân là vì tìm kiếm đột phá cũng tiến vào ma tộc chi thành đi mạo hiểm, ai tới rồi nàng cái kia cảnh giới, ở chúng ta xem ra đã là cao cao tại thượng tu vi cảnh giới, nhưng lại đặt ở cửu trọng thiên kia chờ tiên vương đầy đất đi, tiên quân nhiều như cẩu cường giả sân khấu, nếu tu vi không đề cập tới thăng, sẽ là một loại thực xấu hổ cục diện. Cho nên ta tưởng Lạc Dương đại nhân là vì đột phá bình cảnh. Mới đi ma tộc chi thành kia chờ chết mà mạo hiểm đi, thượng cổ ma tộc chi thành A, tương truyền tiên quân tiên vương đi vào đều không nhất định hoặc là có thể ra tới đáng sợ nơi, Lạc Dương đại nhân lại là tội gì đâu. Đinh Hòa Bình thở dài nói. Không được, chúng ta muốn đi tìm Lạc Dương đại nhân đối chúng ta đều có ân cứu mạng cùng ơn chi ngộ, mặc kệ thế nào chúng ta muốn đi tìm xem nàng. Biên Long lúc này trực tiếp mở miệng. Siêu không nói nhìn Đinh Hòa Bình cùng Bảo Thuận Quang, cũng gật đầu nói. Đúng vậy, đi xem cũng hảo, vạn nhất Lạc Dương đại nhân còn sống, hoặc là nói bị nhốt ở chỗ nào đó, chúng ta là có thể cứu nàng ra tới, lão Đinh các ngươi thấy thế nào? Bảo Thuận Quang muốn há mồm phù hợp, nhưng lại nhìn về phía Dương Nghị Vân, rốt cuộc lúc này Dương Nghị Vân là hắn chủ nhân. Muốn đi cũng muốn trưng cầu một chút Dương Nghị Vân ý kiến. Dương Nghị Vân nếu kêu bốn người lại đây, cũng đã tính toán đi tìm xem Lạc Dương. Bởi vì Lạc Dương vô cùng có khả năng là chính mình nhị sư huynh sao trời tử đệ tử, nếu thật là, hắn chính là Lạc Dương tiểu sư thúc, há có không đi đạo lý. Nếu là không đi, ngày sau thấy nhị sư huynh sao trời tử chẳng phải là đối lý. Nhìn đến Bảo Thuận Quang nhìn qua, Dương Nghị Vân mở miệng nói, ta cũng tán thành đi tìm xem Lạc Dương, ta cũng coi như là luyện tạo tiên minh người, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn xem như biểu đạt chính mình thái độ. Làm Bảo Thuận Quang trong lòng cảm kích một phen. Đinh Hòa Bình trầm ngâm một chút nói, nếu mọi người đều đồng ý, chúng ta đây liền tổ chức nhân thủ đi xông vào một lần ma tộc chi thành, mặt khác ta cảm thấy có thể kéo lên ma đan điện cùng mây lửa các người. Kêu thượng bọn họ làm gì, đi cho chúng ta thêm phiền không thành. Biên Long trừng mắt nói. Đinh Hòa Bình cười khổ một chút, người trước hết nghe ta nói xong. Chẳng lẽ các ngươi đã quên mây lửa các cùng ma đan điện người đi tìm chúng ta nhiều lần muốn đi ma tộc chi thành, nhưng cũng chưa cự tuyệt. Nếu bọn họ muốn đi, vậy cùng nhau, tỉnh chúng ta rời khỏi sau, bọn họ lưu tại tiên đan thành làm phong làm vũ, này hai nhà cũng đều không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa nhiều mấy cái giúp đỡ đi, đối chúng ta tới nói cũng không có hại, liền tính là đương pháo hôi cũng cần phải có người đương mới được không phải sao. Đinh Hòa Bình lời nói đến cuối cùng có vài phần âm trầm. Nhưng ngừng ở những người khác trong tai, tựa hồ là như vậy cái đạo lý. Như thế cũng hảo. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Biên Long, Diêu không nói, Bảo Thuận Quang ba người cũng chưa ý kiến. Đinh Hòa Bình nhìn về phía Dương Nghị Vân hỏi, Đại Tông Sư các ngươi tốt không? Lại nói tiếp Dương Nghị Vân cái này Đại Tông Sư tuy rằng còn không có được đến tổng bộ bên kia huy chương, nhưng cũng đã được đến tiên đan thành luyện tạo tiên minh bọn họ bốn cái nhất trí tán thành. Chính là Đại Tông Sư cấp bậc, cũng có thể xem như nơi này tốt nhất lãnh đạo.
Ninh Hòa Bình dò hỏi Dương Nghị Vân ý kiến thực bình thường, bốn người cũng chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Ta cũng không ý kiến, các ngươi nhìn an bài đi, nếu là đi tìm người cứu người, vậy nhanh chóng nhích người. Dương Nghị Vân mở miệng nói. Ninh Hòa Bình xác định xuống dưới, hảo, ta đi trước liên hệ mây lửa các cùng ma đan điện người, tin tưởng bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú, chờ bọn họ hồi âm lúc sau, xác định xuống dưới chúng ta liền xuất phát, liền từ tiên đan thành nhập khẩu đi vào. Vậy đi thôi, đều trở về chuẩn bị chuẩn bị. Thương Nghị Hảo lúc sau bốn người chuẩn bị rời đi, Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ, đưa bọn họ gọi lại nói, chờ một chút. Chủ nhân, Đại Tông Sư còn có việc. Bốn người quay người lại. Đây là ta mới vừa luyện chế thành tiên đan, hẳn là sẽ đối với các người hữu dụng, mỗi người một viên, hy vọng các người có thể ở xuất phát trước tu vi có điều tăng lên. Dương Nghị Vân ngẫm lại vẫn là cấp bốn người không ai một viên Mỹ Kim Đại La Đan. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho bọn họ đan dược cùng kỳ quân tiên nhân có quan hệ. Bốn người được đến tiên đan vừa thấy, đều là vẻ mặt kích động chi sắc, đều là tu vi không lầm người, tự nhiên biết đây là tốt nhất tiên đan, cũng không có hỏi nhiều là cái gì đan dược, vội vàng ra tiếng cảm kích. Đương nhiên trong quá trình Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu không nói ba người đều nhìn không được hâm mộ Bảo Thuận Quang, bởi vì Bảo Thuận Quang trở thành Dương Nghị Vân tôi tớ, ngày sau tự nhiên không thể thiếu được đến hảo tiên đan. Ba ngày lúc sau, Đinh Hòa Bình mang đến tin tức, mây lửa các, ma đan điện đều đồng ý tiến vào ma tộc chi thành đi. Mà này ba ngày chung Đinh Hòa Bình bốn người đều bởi vì Dương Nghị Vân Mỹ Kim Đại La Đan do đó đột phá tu vi, đều là từ sơ phẩm hỗn nguyên chi cảnh bước vào trung phẩm cấp bậc. Đừng nhìn là nho nhỏ một đường chi kém, đối bọn họ cái này cấp bậc tới nói, xác thật là nghịch thiên tiên đan công hiệu. Càng thêm đối Dương Nghị Vân cung kính. Tuyết Hương cũng dùng Mỹ Kim Đại La Đan do đó đạt tới hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, đương nhiên là sơ phẩm. Yến Xích Hà bế quan tu luyện lúc sau, như cũ không có xuất quan. Đến nỗi Dương Nghị Vân chính mình còn lại là không có dùng, hắn tạm thời không nóng này. Tóm lại xuất phát phía trước đại gia thực lực xem như đều có một đại tiến bộ. Cũng là ngày này, bọn họ chuẩn bị xuất phát đi trước ma tộc chi thành, đi tìm Lạc Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có cái tin tức tốt là, trước khi đi thời điểm luyện tạo tiên minh tổng bộ phái người tiến đến. Được đến tin tức trước tiên, Đinh Hòa Bình tiến đến kêu Dương Nghị Vân một đạo qua đi, dù sao cũng là tổng bộ người tới, là cho Dương Nghị Vân đưa tới cửu phẩm luyện đan đại tông sư mới có thể có được huy chương. Dương Nghị Vân đi theo đi, hắn cũng muốn tìm luyện tạo tiên minh tổng bộ tới người dò hỏi một chút tình huống. Đến tột cùng sao trời tử có phải hay không nhị sư huynh? Tôn thượng có phải hay không lão nhân? Nếu có thể xác định, hắn trong lòng liền nắm chắc, luyện tạo tiên minh chính là chính mình sư môn. Đi vào luyện tạo tiên minh thứ 9 tầng đại sảnh, Dương Nghị Vân thấy được một cái toàn cầu. Nga không đối là cái mập mạp đi, kêu mập mạp dễ nghe điểm. Xem bóng dáng chính là cấp viên cầu giống nhau. Thượng sứ, đại tông sư Dương Nghị Vân tới rồi. Ninh Hòa Bình đi ra phía trước nói chuyện. Lúc này chỉ thấy mập mạp xoay người lại. Dương Nghị Vân nhìn đến ánh mắt đầu tiên. Lại là không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Phốc ha ha ha. Thật sự là. Một khuôn mặt quá có tạo hình. Thân thể viên béo liền tính, hiện tại nhìn qua, ngay cả mặt đều là đại dưa hấu bộ dáng. Hơn nữa ngũ quan trên cơ bản đều hãm ở thịt đi. Dương mẫu nhân sở dĩ bật cười, cũng là tiến đại sảnh liền thấy được mập mạp tu vi, chỉ là một cái đại la đại viên mãn, cùng hắn giống nhau. Có điểm ra ngoài dự kiến. Không phải nói luyện tạo tiên minh tổng bộ ở cửu trọng thiên sao? Muốn tiến vào cửu trọng thiên, tu vi không phải yêu cầu tiên quân chi cảnh mới được sao? Như thế nào là cái đại la đại mập mạp? Vẫn là một trường hoa hoa mặt. Bất quá thoạt nhìn rất có hỉ cảm. Ngươi, ngươi cười cái gì? Nhìn đến Dương Nghị Vân cất tiếng cười to, mập mạp có chút sinh khí chất vấn. Đến nỗi Ninh Hòa Bình bốn người còn lại là thực xấu hổ, tuy rằng cái này mập mạp tu vi không cao. Nhưng tốt xấu là tổng bộ phái tới thượng sứ, Dương Nghị Vân như vậy không kiêng nể gì cười to, chung quy là có chút không ổn. Nhưng cũng khó mà nói. Dương Nghị Vân là đại tông sư A. Tuy rằng mập mạp diện mạo đích xác có chút kia gì. Khụ khụ vẫn là Đinh Hòa Bình căng ra đầu vội vàng ra tới hòa giải, cấp Dương Nghị Vân giới thiệu nói, đại tông sư, vi sư là tổng bộ tới thượng sứ Tề Tam. Nói xong trái lại giới thiệu Dương Nghị Vân nói. Tề thượng sứ vị này chính là luyện đan đại tông sư Dương Nghị Vân.
Dương Nghị Vân nghe Đinh Hòa Bình giới thiệu trong đầu một chút liền nghĩ tới Tam Mập Mạp cái này tên hiệu. Đại Tông Sư làm sao vậy? Hảo sinh vô lễ, Tề Tam hừ lạnh một tiếng, lại cũng không ở nói thêm cái gì, kỳ thật hắn rõ ràng Đại Tông Sư đích xác thực nhiều bức, toàn bộ luyện tạo tiên minh bao gồm tổng bộ cũng tìm không ra mấy cái luyện đan Đại Tông Sư tới. Cho nên cũng không dám quá mức cường ngạnh. Trên thực tế hắn tới phía trước đều nghĩ kỹ rồi, nhất định phải cùng vị này Đại Tông Sư rất tốt quan hệ. Ngày sau Đại Tông Sư tất nhiên là muốn đi tổng bộ, có thể nhận thức một vị luyện đan Đại Tông Sư, đây chính là mỗi một cái tiên nhân đều tha thiết ước mơ chuyện này. Tu luyện tăng lên dựa cái gì? Dựa thiên địa tiên nguyên chi lực, dựa thiên tài địa bảo, nhưng mấy thứ này lại có thể luyện chế thành nhất tinh hoa tiên đan, dùng lúc sau tu vi tăng nhiều, đó là tất nhiên kết quả. Càng là cao giai tiên đan, liền càng là có thể thể hiện tu vi tăng trưởng. Mà thường thường cao giai tiên đan chỉ có luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra tới. Một vị luyện đan đại tông sư, đi ra ngoài, đặt ở toàn bộ tiên giới nhưng đều là hương bánh trái, ôm đùi biển người đi lạp. Nghĩ vậy chút sau, Tề Tam cảm giác chính mình lỗ mãng, không nên phát hỏa. Lại nói chính mình diện mạo bị người cười còn thiếu sao. Đều đã thói quen, cười liền cười đi, lại không thể thiếu một miếng thịt không phải. Ân. Vẫn là muốn cùng vị này Đại Tông Sư làm tốt quan hệ, không thể tức giận, không thể tức giận. Tề Tam lại cho chính mình tự mình thôi miên. Dương Nghị Vân lại là không chút nào để ý, ha ha cười đi qua đi nói, ngượng ngùng, ta không có ý khác, huynh đệ ngươi lớn lên rất muốn một vị ta quê nhà huynh đệ, cho nên cầm lòng không đậu, ha ha, chớ trách chớ trách. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân ôm quyền xem như nhận lỗi, hắn cũng biết như vậy trường hợp thực thất lễ. Gì? Tề Tam vừa nghe Dương Nghị Vân những lời này, mắt sáng rực lên, hắn vừa định như thế nào hòa hoãn quan hệ, Dương Nghị Vân liền nói chính mình lớn lên hướng hắn huynh đệ. Thật là, ngủ gà ngủ gật liền tới gối đầu. Nếu hiện tại còn chảo không được cơ hội, kia hắn liền bạch lăn lộn. Mở miệng ha ha cười nói, không quan hệ không quan hệ, ta người này thực tùy ý, cũng là cùng ca ca ngươi chỉ đùa một chút, mọi người đều kêu ta mập mạp, cũng cười ta lớn lên béo, ha ha thói quen. Ca ca ngươi tùy ý, như thế nào đều thành. Hảo a, không ngại ta liền kêu ta mập mạp. Dương Nghị Vân ha ha cười, thật đúng là không khách khí, cái này xưng hô hắn kêu thư thái thân thiết. Hành, không thành vấn đề, về sau ta kêu đại ca ngươi Tề Tam là thuận cột hướng lên trên bò. Hai người ngươi một lời, ta một câu, lửa nóng hàn huyên lên, đem Đinh Hòa Bình bốn người tất cả đều lượng ở một bên. Cũng làm bốn người xem trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Vừa mới còn không khí ngưng trọng, muốn dỗi lên bộ dáng. Lúc này liền xưng huynh gọi đệ. Bốn người đều có chút mộng bức, bất quá còn nói đến tới, đây là chuyện tốt. Dương Nghị Vân cùng Tam Mập Mạp kỳ thật đều xem như muốn kết giao đối phương. Tam Mập Mạp là muốn ôm thượng Dương Nghị Vân cái này luyện đan đại tông sư đùi, về sau hảo luyện đan gì đó. Mà Dương Nghị Vân còn lại là tưởng từ Tam Mập Mạp nơi này thích hợp nhị sư huynh cùng lão nhân tình huống. Cho nên nói, xuất hiện loại này làm Đinh Hòa Bình bốn người trợn mắt há hốc mồm tình huống không kỳ quái. Hai người liêu quá sau một lúc, rốt cuộc tiến vào chủ đề. Đầu tiên là Tam Mập Mạp đại biểu tổng bộ đối Dương Nghị Vân ban phát cửu phẩm luyện đan đại tông sư huy chương, tỏ vẻ chúc mừng. Đến tận đây Dương Nghị Vân xem như đứng đắn trở thành luyện tạo tiên minh cửu phẩm luyện đan đại tông sư. Tuy rằng chỉ là luyện tạo tiên minh ban phát huy chương, nhưng là đi ra lời nói. Vừa lúc tiên giới đều sẽ thừa nhận, điểm này luyện tạo tiên minh làm rất cường đại. 9 cái huy chương đều là màu tím, mỗi một quả huy chương mặt trên đều là một cái lập lòe vầng sáng tiên đan đồ án, một vòng có 9 đạo khắc văn, tượng trưng cho cửu phẩm luyện đan sư. Căn cứ Tam Mập Mạp cách nói, này 9 cái huy chương chính là luyện tạo tiên minh cửu phẩm luyện khí đại tông sư luyện chế mà thành, mỗi một quả huy chương đều là một kiện thượng phẩm tiên khí, 9 cái hợp ở bên nhau chính là một kiện vô hạn tiếp cận cực phẩm tiên khí. Dùng để phòng ngự, nhưng ngăn cản tiên vương toàn lực một kích. Rất là không tồi. Ở Tam Mập Mạp cùng Đinh Hòa Bình bốn người hâm mộ chung Dương Nghị Vân thu hồi 9 cái liền ở bên nhau huy chương, đương nhiên càng có rất nhiều thân phận tượng trưng. Công sự xong rồi, việc tư đối Dương Nghị Vân tới nói mới là trọng điểm. Mở miệng hỏi Tam Mập Mạp nói, Tam Béo không phải nói ở cửu trọng thiên giống nhau đều là tiên quân khởi bước sao, ngươi là như thế nào đi vào, lại là như thế nào ra tới. Tùy ý nói chuyện phiếm giống nhau, Dương Nghị Vân hỏi cái thứ nhất vấn đề. Hải đại ca ngươi này liền không biết, cửu trọng thiên không có ngươi tưởng tượng như vậy thần bí,
trên thực tế sinh ra ở bên trong cấp thấp tiên nhân rất nhiều, ngoại giới cũng có thể làm người mang đi vào, ta là phụng mệnh bị người đưa ra tới, lần này vốn dĩ muốn tới một vị tiên quân, bất quá chút năm bên kia vẫn luôn không yên ổn, khiến cho ta tới một chuyến, ta mập mạp nói. Dương Nghị Vân vừa nghe cùng thần ma điểu nói cũng không sai biệt lắm. Tiếp tục hỏi, ý của ngươi là luyện tạo tiên minh còn có kẻ thù? Ở cùng kẻ thù chém giết? Ở tiên giới ai còn không có kẻ thù, thực bình thường, bất quá cụ thể ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi, ta ở tổng bộ chính là cái đánh tạp. Tam mập mạp híp mắt nói. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, tam mập mạp là không nghĩ nói, cũng liền không lại truy vấn. Rồi sau đó tùy ý hỏi, ta nghe Lão Đinh nói luyện tạo tiên minh tổng bộ tôn thượng ngàn năm nhiều trước đi trở về, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi tôn thượng tên húy, ta đối những cái đó đại lão cường giả rất là ngưỡng mộ. Tam mập mạp nhếch miệng nói, tôn thượng tên húy ta là không biết, nhưng chuyện này là thật sự, chỉ biết tôn thượng này đây vì phi thường cường đại tán tiên tồn tại, hơn nữa luyện tạo tiên minh cũng không phải tôn thượng sáng tạo, kỳ thật là tôn thượng ba cái đồ đệ, cùng vài vị tôn mẫu liên hợp sáng lập luyện tạo tiên minh. Gần vạn năm tới luyện tạo tiên minh chỉ là một kiện là, cùng tiên giới tam đại tiên tôn đầu sỏ đối nghịch, các loại nguyên nhân không rõ lắm, nhưng ta biết đến là, tam đại tiên tôn thống trị tiên giới chính là bá quyền. Cho nên chúng ta luyện tạo tiên minh phải làm sự tình chính là lật đổ tam đại tiên tôn bá quyền thông chi, thành lập tiên giới trật tự mới. Oanh! Dương Nghị Vân nghe xong trong óc một tiếng nổ vang, đương tam mập mạp nói đến tôn thượng là cường đại tán tiên thời điểm hắn cũng đã xác định, chính là chết lão nhân không thể nghi ngờ. Hơn nữa kết hợp mặt sau lời nói, hoàn toàn liền đối thượng, lão nhân tổng cộng chịu quá ba cái đồ đệ, phân biệt là đại sư huynh Vân Trường Sinh. Vị này năm đó cùng lão nhân nguyên thần gặp nhau qua đi, liền phi thăng tiên giới, bị lão nhân tống cổ đi làm cái gì sự. Vị thứ hai chính là nhị sư huynh Sao Trời Tử, còn có cái thứ ba tiểu sư tỷ Tím Hà. Hơn nữa ta mập mạp trong miệng nói luyện tạo tiên minh chính là tôn thượng ba cái đồ đệ cùng mấy cái tôn mẫu thành lập, này liền càng đối thượng. Lão nhân gặp nạn là bị cường giả làm hại, đường lão nhân sau khi biến mất. Tất nhiên là mấy cái sư huynh sư tỷ cùng sư mẫu sáng lập luyện tạo tiên minh cấp lão nhân báo thù, cùng tam đại tiên tôn thế lực dỗi thượng. Hiện tại Dương Nghị Vân xác định, trong lòng cũng an ổn. Theo sau lại hỏi một ít vấn đề, đáng tiếc mập mạp đều nói không rõ, hắn nhìn ra được tới, mập mạp ở luyện tạo tiên minh địa vị không tính mà, nhưng ở luyện tạo tiên minh một ít trung tâm vấn đề thượng, hắn cái gì đều không nói. Dương Nghị Vân cũng không ở truy vấn. Kết thúc đề tài. Kế tiếp bọn họ muốn chuẩn bị đi hướng, ma tộc Chi Thành. Mà tam mập mạp cũng biết được Lạc Dương vô cùng có khả năng đi ma tộc Chi Thành sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đứng dậy chuẩn bị trở về. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, lại là sửng sốt, xem mập mạp dáng vẻ khẩn trương, tựa hồ thực để ý Lạc Dương tình huống. Trước khi đi thời điểm, tam mập mạp đối Dương Nghị Vân nói, đại ca các ngươi vạn sự cẩn thận, ta trở về viện binh, ma tộc Chi Thành ta cũng lưu có nghe thấy. Kìa địa phương rất nguy hiểm, ta trở về sẽ đăng báo tổng bộ, phái cao thủ tiến đến hiệp trợ các ngươi. Yên tâm đi, ta cũng coi như luyện tạo tiên môn người, Lạc Dương xem như ta người lãnh đạo trực tiếp, ta toàn lực tìm kiếm nàng. Dương Nghị Vân nghiêm túc nói một câu. Như bây giờ tính lên, Lạc Dương chính là nhị sư huynh đệ tử, hắn cái này đương sư thúc cần thiết đi tìm nàng. Như thế ngày sau đi cửu trọng thiên cũng hảo cùng nhị sư huynh gặp nhau. Cảm ơn mập mạp nói lời cảm tạ. Ngươi cảm tạ cái gì, ngươi không phải nói ngươi chỉ là luyện tạo tiên minh đánh tạp đệ tử sao? Dương Nghị Vân cười tủm tỉm nói. Ách tính, ta cho ngươi một người nói một chút đi. Mập mạp thần thần bí bí tiến đến Dương Nghị Vân trước người nhỏ giọng nói, kỳ thật ta là luyện tạo tiên minh mỗ một vị tôn mẫu tiểu đệ tử, hắc hắc Dương đại ca ngày sau đi tổng bộ, ta cháo ngươi, đi rồi. Nhìn theo ta mập mạp rời đi, Dương Nghị Vân một trận xuất thần. Không biết ta mập mạp nói chính là thật là giả. Nhưng nếu là thật, tính khởi tam mập mạp chính là chính mình mỗ một vị sư mẫu đệ tử, cùng hắn là ngang hàng. Suy nghĩ một chút rất thú vị, có chút thần bí. Cũng chờ mong một ngày nào đó cùng tam mập mạp gặp mặt. Có lẽ hắn nói chính là thật sự. Cũng không biết chết lão nhân ở tiên giới có mấy cái sư mẫu. Dương Nghị Vân xuất thần tự nói. Chủ nhân cái gì sư mẫu? Bảo Thuận Quang thấu đi lên. Không có gì. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, sớm một chút tiến vào ma tộc Chi Thành, Lạc Dương là có thể nhiều một phần hy vọng. Dương Nghị Vân qua loa lấy lệ một câu. Tạm thời hắn không nghĩ sẽ là trời cao tà đồ đệ thân phận công bố đi ra ngoài.
Tiên Đan Thành đưa vào ma tộc chi thành nhập khẩu ở Tiên Đan Thành Đông Nam 1.000 dặm mỗ tòa núi lớn dưới chân. Ninh Hòa Bình cùng Mây Lửa Các, Ma Đan Điện Tưởng Ước đi chân núi hội hợp cùng nhau tiến vào. Lần này ra tới, Dương Nghị Vân bên người mang theo Tuyết Hương cùng Thần Ma Điểu, Ninh Hòa Bình bốn người mang theo Kim Quy Thiên Nhân, cùng 10 tên Đại La Thượng Phẩm Thị Vệ. Bọn họ bốn người dùng Dương Nghị Vân Mỹ Kim Đại La Tiên Đan lúc sau, tu vi cảnh giới đều đạt tới trung phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh. Mà Tuyết Hương cũng đột phá đến sơ phẩm hỗn nguyên chi cảnh, bất quá nàng là yêu tiên, chân chính kén thực lực chút nào sẽ không so Đinh Hòa Bình bốn người kém. Chỉ có Dương Nghị Vân là Đại La Đại Viên mãn đỉnh tu vi, nhưng hắn hiện giờ là luyện tạo tiên minh tổng bộ thừa nhận cửu phẩm luyện đan đại tông sư, luận địa vị ngược lại là đoàn người chung tối cao. Cho nên Đinh Hòa Bình bốn người đều nghe Dương Nghị Vân chỉ huy. Nhưng Dương Nghị Vân biết hạ lần này còn có Mây Lửa Các cùng Ma Đan Điện hai bên thế lực, hắn không chuẩn bị làm nổi bật, như cũ đem đội ngũ quyền chỉ huy giao cho Đinh Hòa Bình. Đối này Đinh Hòa Bình chỉ có thể chiêu làm, hơn nữa hắn cùng Mây Lửa Các, Ma Đan Điện đều đánh quá giao tế, làm khởi sự tới cũng phương tiện. Đến chân núi sau, thật xa liền thấy được có cờ sĩ tiên minh hai đám người đã đang đợi chờ. Ninh Hòa Bình cười cười đối Dương Nghị Vân nói, ta liền nói những người này sẽ đến, hiện tại xem ra không chỉ có là sẽ đến, quả thực là vô cùng tích cực, ha ha. Đều là chút người nào? Dương Nghị Vân vừa đi vừa hỏi, kỳ thật hắn cách thật xa cũng đã thấy được một cái người quen, hoặc là nói là cái nữ tử áo đỏ. Đúng là năm đó ở quỷ mẫu yêu thụ nơi gặp qua nữ tử cảnh sán. Đối cái này cảnh sán Dương Nghị Vân chỉ biết nàng là tiên đan thành mấy thế lực lớn chung Mây Lửa Các người. Là Đại La Đại Viên mãn tu vi. Nàng như cũ thân xuyên hồng y trên mặt che mặt xa, bên người đi theo một đen một trắng hai cái bà lão. Ninh Hòa Bình ánh mắt ý bảo qua đi nói, cái kia thân xuyên hồng y nữ tử một phương là Mây Lửa Các một phương, ở bên người nàng lão giả chính là Mây Lửa Các các chủ, là cái thâm tàng bất lộ người, ta đã thấy vài lần cũng đánh quá giao tế, người này kêu Phương Tĩnh Thiên, tu luyện nào đó hơi thở nội liếm công pháp, ta cái này cấp bậc nhìn không ra hắn là cái gì tu vi. Nhưng có đồn đãi, Phương Tĩnh Thiên tu vi hẳn là ở ngàn năm trước liền bước vào trung phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, là cái không thể khinh thường người. Một bên khác thân xuyên bạch y, cổ áo thượng có một đóa màu đen thái dương chính là Ma Đan Điện thế lực, dẫn đầu chính là điện chủ Hình Nguyên Minh, tu vi ở sơ phẩm hỗn nguyên đỉnh, hắn bên người hai cái điện lão đều là sơ phẩm hỗn nguyên chi cảnh, Ma Đan Điện tu luyện chính là ngoại đan, lấy đan dược công kích thủ đoạn, thực tà tính, đến lúc đó chúng ta vẫn là muốn nhiều tâm nhãn mới được. Ninh Hòa Bình đơn giản cấp Dương Nghị Vân làm giới thiệu. Dương Nghị Vân không hiểu thần sắc gật gật đầu tỏ vẻ biết. Hiện tại nhìn lại, Mây Lửa Các một phương hỗn nguyên nói tiên cao thủ, tựa hồ chỉ có một phương Tĩnh Thiên, nhưng lại là nhìn không thấu tu vi một người. Dựa theo Đinh Hòa Bình cách nói, Phương Tĩnh Thiên nghe đồn ở ngàn năm trước chính là trung phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, hiện tại có phải hay không trung phẩm hỗn nguyên, có hay không đột phá đến thượng phẩm ai cũng không biết. Cho nên lại nói tiếp Mây Lửa Các mới là nguy hiểm nhất một phương, hơn nữa cảnh sán cùng hai cái bà lão, cộng thêm 10 tên Đại La Thượng Phẩm đệ tử, Mây Lửa Các nhân số là 14 người. Mà Ma Đan Điện lại là điện chủ Hình Nguyên Minh cùng hai đại điện lão, đều là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên, phía sau có 10 tên Đại La thủ hạ, 7 cái Thượng Phẩm Đại La, 3 cái Đại La Đại Viên mãn, cao thủ tu vi thượng thoạt nhìn muốn nhược một ít, nhưng lại ở 10 cái thủ hạ chung có 3 cái Đại La Đại Viên mãn. Hơn nữa Đinh Hòa Bình nói Ma Đan Điện tu luyện chính là ngoại đan, thực quỷ dị, điểm này hắn năm đó ở Đông Nhan trên tay liền lĩnh giáo qua, đích xác thực quỷ dị, vẫn là phải cẩn thận mới là. Ma Đan Điện một hàng công kích 13 người. Cuối cùng một phương chính là bọn họ, tính lên là cao thủ số lượng nhiều nhất một phương, trừ bỏ Đinh Hòa Bình bốn người tất cả đều bởi vì hắn Mỹ Kim Đại La Tiên Đan tu vi đột phá tới rồi trung phẩm hỗn nguyên chi ngoại cảnh, còn có một cái Tuyết Hương. Tương đương có 5 cái trung phẩm hỗn nguyên nói tiên cao thủ, dư lại chính là chính hắn cùng Kim Quy Tiên Nhân mang theo 10 tên thượng phẩm Đại La thị vệ, tính lên là tam phương thế lực trung cường đại nhất. Này cũng làm Dương Nghị Vân chuyến này tràn ngập tin tưởng. Tam phương người hội hợp. Chư vị Đinh Mỗ đã tới chậm, còn thỉnh thứ lỗi. Đinh Hòa Bình xem như bên ngoài thượng mang đội người, qua đi ôm quyền cùng Phương Tĩnh Thiên, Hình Nguyên Minh chào hỏi. Ninh Đại Sư không cần đa lễ ta chờ cũng là vừa đến Mây Lửa Các Phương Tĩnh Thiên mang theo mỉm cười nói chuyện, rất là bình dị gần gũi bộ dáng. Bất quá xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, bực này nhân vật chính là Tiếu Diện Hổ, có tâm kế có lòng dạ, ngược lại phải cẩn thận một ít. Hừ, Ninh Đại Sư nhưng thật ra hảo tính kế,
Các ngươi luyện tạo tiên minh bốn vị đại sư đều tiến giai tới rồi trung phẩm hỗn nguyên chi cảnh, chuyến này xem ra không chúng ta chuyện gì. Ma Đan Điện điện chủ Hình Uyên Minh nheo lại mắt nhìn chằm chằm Đinh Hòa Bình đám người nhìn quét nói chuyện, nhưng thật ra không chút nào kiêng kỵ một ngụm nói ra Đinh Hòa Bình bốn người tu vi. Mọi người đều ở tiên đan thành tu hành, ai không biết ai, giờ phút này nhìn đến Đinh Hòa Bình bốn người tu vi cư nhiên tất cả đều đột phá tới rồi trung phẩm hỗn nguyên chi cảnh, nhưng thật ra làm Hình Uyên Minh trong lòng chấn động, ngoài miệng cũng châm chọc một phen. Ha ha ha, Hình điện chủ nói đùa, ta chờ chỉ là may mắn mà thôi, đại gia chuyến này, mục đích đều là tiến vào ma tộc chi thành, hẳn là đoàn kết mới là, nhưng có khác mặt khác tâm tư nghĩ nhiều, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Đinh Hòa Bình cũng là cái diệu nhân nhi, ha ha cười không mặn không nhạt nói chuyện. Này một phen lời nói có khiêm tốn cũng có tự hào cùng cảnh cáo ở bên trong. Hảo, nếu người đến đông đủ, chúng ta liền vào đi thôi. Phương Tĩnh Thiên mở miệng. Như thế rất tốt, Đinh Hòa Bình gật đầu, sớm một chút đi vào nói không chừng là có thể nhiều một khắc tìm được Lạc Dương đại nhân, nếu là nàng còn sống, là có thể thoát vây, tóm lại bọn họ mục đích là tìm người cứu người. Đến nỗi mây lửa các cùng ma đan điện người mục đích là cái gì Đinh Hòa Bình nhiều ít cũng có thể đoán được một ít. Nhưng cũng chưa nói cái gì, đại gia tụ tập ở bên nhau, bản thân chính là vì từng người ích lợi mà thôi. Đi thôi, Hình Uyên Minh khẽ hừ một tiếng, dẫn đầu hướng về trăm mét rời núi chân đi đến. Đại gia khoảng cách núi lớn còn có trăm tới mễ khoảng cách. Dựa theo Đinh Hòa Bình cách nói, này tòa núi lớn dưới chân có một chỗ huyệt động chính là tiến vào ma tộc chi thành nhập khẩu, chẳng qua thực tà khí, rất ít có người dám đi vào. Đoàn người hướng về núi lớn đi đến thời điểm. Dương Nghị Vân lại là cảm giác có người đang xem hắn, vừa nhấc đầu lại nhìn đến một thân hồng y mang theo khăn che mặt cảnh sán đang ở chăm chú nhìn chính mình. Đối cái này mang theo khăn che mặt nữ tử áo đỏ, Dương Nghị Vân làm sao không có tò mò. Năm đó nàng còn muốn cướp đoạt chính mình trên người khắc văn đạo phù, chẳng qua không nghĩ tới không chờ nàng động thủ, Giả Diệp liền nhảy ra đem hắn bức bách nhảy vào quỷ mẫu yêu thụ tâm môn chung. Hiện giờ gặp lại, nàng như cũng nhìn chằm chằm chính mình. Đi ngang qua bên người nàng thời điểm, Dương Nghị Vân tà tà cười nhỏ giọng nói thầm một câu, tiểu tỷ tỷ lại gặp mặt, người dáng người không tồi. Ngươi! Cảnh sán không nghĩ tới gặp lại Dương Nghị Vân sẽ đến như vậy một câu. Nàng tức giận đến phát run. Sán nhi đi rồi. Phía trước truyền đến Phương Tĩnh Thiên thanh âm. Tới sư phụ. Cảnh sán lên tiếng, xoay người rời đi thời điểm hung tợn uy hát yêu ta Dương Nghị Vân nói, lần này ngươi sẽ không như vậy vận may. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong bước nhanh rời đi. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói thầm nói, hồng y cô bé ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, anh em hiện tại nhưng không dễ chọc nga. Đại tông sư ngài xem thượng cảnh sán tiên tử. Kim Quy tiên nhân ở sau người nói chuyện. Lăn Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Hắc hắc, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu sao, này không có gì ngượng ngùng, ta chính là nghe nói. Cái này cảnh sán tiên tử dung mạo chính là không có tiên khí cải tạo quá vừa giáp xong nga, tuyệt thế dung nhan, là toàn bộ tiên đan thành tiên nhân trong lòng nữ thần, đại tông sư nếu là thích, tìm một cơ hội trực tiếp đem nàng cấp làm đi. Kim Quy tiên nhân cười thực đáng khinh. Ách người cái lão ô quy a, không nghĩ tới xương sao muộn tao. Hắc Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt mắng, không hề để ý tới Kim Quy tiên nhân trực tiếp về phía trước đi đến. Bất quá hắn trong óc lại vừa đi vừa nghĩ Kim Quy tiên nhân lời nói. Tới rồi, chính là nơi này, đại gia nhưng đều cẩn thận, tiến vào cái này huyệt động lúc sau, cây số chỗ sâu trong có truyền tống trận pháp, bất quá thượng cổ trận pháp giữ lại đến nay, đã thực không ổn định. Nói cách khác toàn bộ huyệt động trong vòng đều sẽ không ổn định, tùy thời đều có khả năng bị không gian chi lực cuốn tịch đi vào sự phát sinh, nhất định phải làm tốt phòng bị. Nếu một khi vô ý bị không gian chi lực cuốn tịch đi vào, cũng không cần hoảng thần, bảo thủ hảo tâm thần, mở ra phòng ngự. Cũng sẽ không có đại nguy hiểm, trực tiếp khả năng tiến vào ma tộc chi thành, đến địa phương sau không cần loạn đi, tại chỗ chờ đợi mọi người đến đông đủ, nếu không gặp phải thượng cổ ma hồn cũng hoặc là mặt khác sinh linh sẽ rất nguy hiểm. Đinh Hòa Bình đứng ở cửa động lớn tiếng công đạo. Cũng là nói cho mọi người nghe. Đối này mọi người đều tỏ vẻ minh bạch. Song dài, một tòa bị mai táng ma tộc chi thành mà thôi, phóng tới hiện tại cũng lưu không dưới thứ gì, đi Hình Uyên Minh nhếch miệng. Trực tiếp hạ lệnh mang theo ma đan điện người dẫn đầu nhảy vào tới huyệt động chung. Theo sát là Phương Tĩnh Thiên mang theo mây lửa các một hàng. Theo sau là Đinh Hòa Bình xung phong. Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương ở cuối cùng. Nhìn đường kính càng có 3 mét, bên trong lại là đen nhánh vô cùng, tựa hồ sâu không thấy đáy vực sâu huyệt động,
đối Tuyết Hương nói, Tiểu Tâm. Ta và ngươi cùng nhau. Lúc này Tuyết Hương tiến lên một bước, kéo Dương Nghị Vân tay. Cảm động sao? Phi thường cảm động. Dương Nghị Vân biết đây là Tuyết Hương đối chính mình một loại bảo hộ. Hiện giờ Tuyết Hương tu vi đột phá, hắn ở Tuyết Hương trước mặt như cũ tu vi thấp. Nàng nói ta và ngươi cùng nhau thời điểm, dắt Dương Nghị Vân tay. Cái này hành động tuy rằng thực lơ đãng, nhưng lại rất tự nhiên. Nhưng nho nhỏ hành động chung phản ứng ra Tuyết Hương đối hắn quan tâm. Tay nàng có điểm hơi hơi lạnh lẽo, nhưng lại hòa tan Dương Mẫu nhân tâm. Năm đó hắn có thể không chút do dự đương ở chính mình trước mặt, loại kém giả diệp một kích, không có bất luận cái gì tạp niệm chính là bảo hộ hắn. Hôm nay tùy ý tự nhiên một cái dắt tay một câu, cũng là như thế. Dương Nghị Vân đột nhiên cảm giác giờ phút này nội tâm tràn đầy chính là hạnh phúc. Nhân sinh trên đời, có thể gặp được mấy cái đối với người phát ra từ nội tâm quan tâm, cơ hồ là bản năng ý thức bảo hộ ngươi người. Bên người đến như vậy một nữ tử, chết cũng đáng. Tại đây một khắc nàng dắt hắn tay, hắn lại ở trong lòng ưng thuận lời thề, từ nay về sau ta tới bảo hộ ngươi đến sông cạn đá mòn. Nhảy! Hai người tay trong tay nhảy vào sâu không thấy đáy vực sâu chung. Mượn dùng pháp lực Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương chậm rãi xuống phía dưới phi lạc. Theo hai người giảm xuống, toàn bộ huyệt động tới càng ngày càng to rộng, càng là lâm vào vô biên trong bóng đêm. Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương dắt thủ hạ lạc. Ám hắc trung Dương Nghị Vân vươn đôi tay đem Tuyết Hương ôm trong ngực. Lần trước bị Yến Xích Hà kia hóa quấy rầy không có làm xong sự, lần này hắn mang theo thâm tình làm. Đối với Tuyết Hương hôn đi xuống, nàng không có tránh né. Nhưng Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được nàng thân thể run lên, cũng nghe tới rồi nàng tim đập nhanh hơn thanh âm. Ân, một tiếng ngâm khẽ, mềm mại mang theo một tia ôn nhuận. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể thẳng vào xoang mũi. Một hôn dưới thế giới đều yên tĩnh xuống dưới, đương nhiên đây là đối với Dương Mẫu Nhân tới nói. Ở Tuyết Hương cảm giác chung lại không phải có chuyện như vậy, nàng cảm giác chính mình tim đập lợi hại, cũng phát hiện trên mặt ở nóng lên. Bị Dương Mẫu Nhân thân ở môi, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác kỳ diệu xuất hiện ở nàng tâm hải. Đây là nhân tộc tình yêu sao? Thiên chân đơn thuần nha đầu, đi theo Dương Mẫu Nhân vào đời ngàn năm, cũng hiểu biết rất nhiều nhân tộc việc. Nàng chính mắt thấy quá ve vãn đánh yêu, cũng gặp qua một vài bức xích quả quả nam nữ dây dưa. Càng gặp qua giờ phút này Dương Nghị Vân đối nàng một hôn hình ảnh. Ở nàng lý giải chung đây là nhân tộc tình yêu. Trong lòng quái quái, có điểm không thoải mái, nhưng lại cảm giác thực kỳ diệu. Ngay sau đó Tuyết Hương cảm thấy, hẳn là dựa theo nàng sở thấy được những cái đó hình ảnh tới. Vì thế, kế tiếp Dương Mẫu Nhân ngược lại hoảng thần. Vốn dĩ đi. Hắn là mang theo phát ra từ nội tâm biểu tình đi biểu đạt đối Tuyết Hương tình yêu, đi hôn nàng. Nhưng hắn sẽ không nghĩ đến Tuyết Hương ở hắn bế quan mấy trăm năm chung, thường xuyên đi theo Yến Xích Hà đi ra ngoài Thiên Đan Thành, kiến thức rất nhiều nhân tộc hành động, trong đó làm nàng ảnh hưởng khắc sâu là nhân tộc tình yêu. Nhưng là, lý giải hoàn toàn sai rồi. Đang lúc Dương Mẫu Nhân nội tâm mang theo tốt đẹp hết sức, lại là không tưởng bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngực một đôi tay ngọc vói vào hắn quần áo. Ách cái này làm cho hắn cả người đều là run lên nói, Tuyết Hương dừng lại hoàn cảnh này không thích hợp. Tuyết Hương bắt đầu bái Dương Mẫu Nhân quần áo, nghe được hắn nói chuyện, nghi hoặc nói, các ngươi nhân tộc tình yêu không phải kế tiếp hẳn là chúng ta đều cởi sạch sao. Phốc Dương Mẫu Nhân thiếu chút nữa cười ra tới, cũng có chút xấu hổ buông lỏng ra Tuyết Hương nói, ai nói nhân tộc tình yêu là cái dạng này. Yến Xích Hà nói cho ta a, ở ngươi bế quan thời điểm, hắn mang ta đi nhìn các ngươi nhân tộc tình yêu. Hắn nói nhân tộc tình yêu chính là xích quả quả dây dưa, thẳng thắn thành khẩn tương đối. Giờ phút này Tuyết Hương mang theo nghi hoặc nói chuyện, nàng cảm giác tựa hồ không thích hợp, Dương Nghị Vân không phản ứng, chẳng lẽ hắn không thích nàng. Khụ khụ, Dương Mẫu Nhân một trận ho khan, cắn răng mở miệng nói, Yến Xích Hà, xem lão tử sẽ trở về không đánh chết ngươi. Lúc này hắn phản ứng qua tới, Tuyết Hương đây là bị Yến Xích Hà cái kia ngu ngốc dậy hư. Chẳng lẽ Yến Xích Hà nói không đúng sao? Tuyết Hương nghe Dương Nghị Vân mắng, hỏi Dương Nghị Vân. Đương nhiên không đúng, người hiện tại sở lý giải chỉ là tình yêu một bộ phận nhỏ, nhiều nhất xem như sinh lý khóa, tình yêu là cái quỷ gì, yêu cầu chính mình đi lý giải, về sau chậm rãi cho người nói, còn có a, về sau không được thông Yến Xích Hà nói hưu nói vượn Dương Mẫu Nhân xem như hận chết Yến Xích Hà, hảo hảo một cái đơn thuần cô nương bị mang oai. Nga ta đây về sau tiếp tục học tập.
muốn dung nhập nhân tộc, chính là hiểu biết nhân tộc hết thảy, ta sẽ từ tình yêu bắt đầu. Tuyết Hương nói thực nghiêm túc. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nghe thực đau đầu, vừa muốn cho nàng nói chuyện, lại là ở cái này tựa hồ phía dưới vực sâu truyền đến một cổ vô cùng thật lớn hút xả chi lực. Căn bản vô pháp ngăn cản thật lớn hút xả lực. Dương Nghị Vân biết đây là không gian truyền tống chi lực, Đinh Hòa Bình nhắc nhở quá, nơi này tồn tại thượng cổ trận pháp đã thực không ổn định, tùy thời đều có khả năng bị trực tiếp lôi kéo đi vào, thẳng tới ma tộc chi thành, sẽ không có bất luận cái gì chuẩn bị. Không có hốt hoảng, lúc này trực tiếp đem Tuyết Hương ôm chặt. Ngay sau đó chỉ cảm một trận đầu váng mắt hoa. Hai người thân thể xoay tròn dựng lên. Hắn vận chuyển công pháp chỉ là gắt gao ôm chặt Tuyết Hương, biết đây là hoàn toàn tiến vào không gian truyền tống trận nội. Bực này choáng váng xoay tròn cảm giác rằng có thời gian rất lâu, cụ thể là bao lâu Dương Nghị Vân cũng không biết, có lẽ là một ngày lại có lẽ là mấy tháng, dù sao cảm giác rất dài. Rốt cuộc ở mỗi một khắc hắn cảm thụ cả người một nhẹ. Ở không có tới đến chuẩn bị là lúc, hắn cùng Tuyết Hương liền đồng thời rơi xuống, tựa hồ một chút tin tức ở cứng rắn vô cùng trên tảng đá giống nhau. Chạm vào, toàn thân đều truyền đến cơn đau. Nếu không phải bọn họ đều là tiên thể, lần này khả năng phải bị quăng ngã cái chết khiếp. T. Toàn thân truyền đến đau đớn làm hắn hít hà một hơi, lại cũng làm hắn ý thức thực mau tỉnh táo lại. Vừa thấy Tuyết Hương còn ở trong ngực vội vàng hỏi, Tuyết Hương ngươi thế nào không có việc gì đi? Ta không có việc gì, Tuyết Hương trả lời. Đại Tông Sư, lúc này bên tai truyền đến Đinh Hòa Bình thanh âm. Dương Nghị Vân đứng dậy nhìn lại, cũng mới đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh. Phi thường tối tăm hoàn cảnh, lại là một cái thế giới ngầm, rất lớn, bốn phía có chút vật kiến trúc, nhưng đều là đứng chồng ngược, quái dị chính là nơi này đứng chồng ngược cập kiến trúc thế nhưng không có nhiều ít hư hao. Mà trong tầm mắt Đinh Hòa Bình thân ảnh cũng xuất hiện. Đại Tông Sư không có việc gì đi. Đinh Hòa Bình đi tới hỏi. Không có việc gì, nơi này là tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân nói chuyện chung như cũ đánh giá bốn phía hoàn cảnh, tựa hồ nơi này căn bản liền không phải một tòa ma thành, mà là một phương đại thế giới giống nhau. Dù sao cũng phải tới nói như cũ có một ít ánh sáng, nhưng gần là một chút, có thể thấy rõ một cái mơ hồ trạng thái. Giống như là đêm tối đốt đèn cái loại này hiệu quả. Hiện ra chính là tối tăm sắc, cũng không biết vầng sáng từ đâu mà ra. Đối mặt bực này tình huống, nhưng thật ra làm người nhiều vài phần âm trầm. Chỉ nghe Đinh Hòa Bình nói, chúng ta đã tới rồi ma tộc chi thành, kỳ thật chúng ta đều là lần đầu tiên tiến đến, đối tình huống nơi này cũng đều là từ điển tịch chung biết được, chân chính là cái dạng gì cũng không hắn rõ ràng. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ở điển tịch ghi lại chung này ngồi ma tộc chi thành là bị thượng cổ đại tiên trực tiếp điên đảo công lật qua tới mai táng một tòa thành trì. Cho nên chúng ta hiện tại nhìn đến này hết thảy cảnh tượng đều là nói đứng chổng ngược, mà chúng ta dưới chân đại địa, hẳn là đại địa chỗ sâu trong truyền thuyết ma tộc chi thành, sinh tồn nước cờ lấy ngàn vạn kế ma tộc tu sĩ, tất cả đều là cùng nhau bị trấn áp mai táng người, dựa theo sách cổ ghi lại chung, nơi này nếu còn có tồn tại ma tộc, vậy nhất định là cổ ma hồn. Đương nhiên trừ bỏ cổ ma hồn tồn tại, còn có cùng nhau bị mai táng sinh linh cũng nói không chừng, rốt cuộc đây là một cái thế giới, tất nhiên cũng là tràn ngập nguy hiểm, chúng ta đều tiểu tâm đi. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lúc này bọn họ nơi ở nhìn như là một cái đảo lại quảng trường giống nhau. Nơi xa nhìn qua có chút tối tăm, nhưng như cũng có thể phân biệt, đi ra quảng trường liền đường phố. Lúc này bên kia lại là truyền đến một tiếng nổ vang. Oanh! Ngay sau đó liền nghe được có người hô, nơi này có kết giới chúng ta bị nhốt ở bên trong. Thanh âm này vang lên mọi người mới nhớ tới một vấn đề tới. Tựa hồ tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, không có đường rút lui. Dương Nghị Vân hỏi Đinh Hòa Bình nói, lão Đinh chúng ta như thế nào đi ra ngoài, đỉnh đầu phía trên không trở về lộ. Đinh Hòa Bình một trận xấu hổ, nhưng thật ra thật quên này một vụ, bất quá không quan hệ, ma tộc chi thành có rất nhiều nhập khẩu. Tiên đan thành ở ngoài thế lực nghe đồn ở riêng thời gian đều có thể ra vào, vậy nhất định có mặt khác đường đi ra ngoài, chúng ta đến lúc đó đi tìm xem. Hảo đi, chúng ta qua đi nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương cùng Đinh Hòa Bình hướng về những người khác nơi đi đến. Qua đi vừa thấy mới phát hiện, đại gia đích xác bị nhốt, liền vây ở phạm vi trăm mét nơi, bốn phía là nhìn không thấy vô hình kết giới. Đây là có chuyện gì? Đinh Đại Sư có biết, Hình Uyên Minh mở miệng.
Tựa hồ là âm dương kết giới không chờ Đinh Hòa Bình mở miệng, Bảo Thuận Quang lại là trực tiếp trả lời Hình Nguyên Minh vấn đề. Bảo Đại Sư nhưng có phá giải chi đạo, Phương Tĩnh Thiên cũng nói chuyện. Bảo Thuận chỉ là những người này duy nhất trận pháp sư, lúc này mọi người đều nhìn về phía hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Bảo Thuận Quang trên người, chính là Bảo Thuận Quang lại là xấu hổ cười nói, khụ khụ kỳ thật ta cũng chỉ là có thể nhìn ra tới, là âm dương kết giới, phá không được, hơn nữa đây là thượng cổ kết giới, đánh giá chúng ta mọi người thêm cùng nhau đều phá không được. Đại gia vừa nghe Bảo Thuận Quang nói như thế, tức khắc một đám trợn trắng mắt. Phá không được ngươi nói cái lông gà a. Đối với Bảo Thuận Quang tới nói, làm hắn phá nơi này kết giới thật đúng là khó xử hắn. Phải biết rằng nơi này chính là thượng cổ ma thành. Tại thượng cổ thời đại nếu thượng cổ tiên nhân trực tiếp đem này một tòa ma thành trực tiếp lật qua đi chôn, cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Nếu có thể dễ dàng giải quyết thành lập ma tộc, trực tiếp giải quyết liền có thể, vì cái gì còn muốn hao phí đại lực khí trực tiếp đem cả tòa thành trì cấp lật qua đi. Này không phải làm điều thừa sao? Có thể làm như vậy nguyên nhân, chỉ có thể thuyết minh này tòa ma thành không đơn giản. Hoặc là nói ma thành trong vòng có làm thượng cổ tiên nhân cũng cảm thấy khó giải quyết, hoặc là nói không thể tiến vào một trận chiến ma đầu tồn tại, đơn giản liền trực tiếp đem cả tòa ma thành cấp lật qua đi chôn phong ấn, hơn nữa còn muốn ở mặt trên lại kiến một tòa tiên thành tới chân áp. Đủ để thuyết minh này tòa ma thành bất phàm. Thử nghĩ một chút, muốn mai táng một tòa ma tộc chi thành, này đến yêu cầu cỡ nào cường đại thủ đoạn mới có thể làm được. Cho nên nói làm Bảo Thuận Quang phá đó là khó xử hắn. Hắn người tài ba ra tới đây là cái gì âm dương kết giới cũng đã không tồi. Dương Nghị Vân nghĩ tới này đó, đối Bảo Thuận chỉ là lý giải. Chính là có người lại không hiểu, tỉ như Hình Nguyên Minh liền thiếu chút nữa không chào phúng Bảo Thuận Quang. Cái này Bảo Thuận Quang tạc mau, cùng Hình Nguyên Minh xảo lên. Đinh Hòa Bình xem như lần này sự kiện chủ đạo giả, hiện tại tình huống không rõ, nghiêm khắc tới nói đều không có chân chính tiến vào ma tộc chi thành, liền bắt đầu xảo lên. Này thật không tốt, chịu đựng phát hỏa khuyên can. Mà mây lửa các Phương Tĩnh Thiên còn lại là ở một bên xem diễn trạng thái, cũng không khỏi có cười nhạo luyện tạo tiên minh ý tứ. Làm Bảo Thuận Quang chủ nhân, Dương Nghị Vân biết đây là tự nhiên là không thể đánh nhau, đang nói Hình Nguyên Minh đừng nhìn ra tiếng chào phúng, nhưng cũng không thế nào dám chính thật động thủ, rốt cuộc luyện tạo tiên minh thế đại. Nhưng Dương Nghị Vân lại cũng sẽ không làm chính mình tiểu đệ có hại. Bất động thần sắc đem thần ma điểu từ càn khôn hồ không gian thả ra truyền âm nói, quả đen nhìn xem nơi này là tình huống như thế nào. Thần ma điểu tự xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu, đổi làm trước kia Dương Nghị Vân là không tin, chính là từ thứ này một giọt bản mạng tinh huyết liền hắn, hơn nữa làm hắn thực lực tu vi liền nhảy vài giai sau, Dương Nghị Vân liền tin. Nếu là được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu, kiến thức thượng tự nhiên sẽ không kém, hẳn là có thể nói ra cái 1-2-3 tới. Chỉ cần thần ma điểu có thể giải quyết vấn đề này, chẳng khác nào hóa giải Bảo Thuận Quang xấu hổ, có thể biến tướng và mặt. Qua nha, người cái nhược kê như thế nào chạy đến một cái âm dương nghịch chuyển không gian. Thần ma điểu vừa ra tới liền oa oa kêu to, đương nhiên cũng là cùng Dương Nghị Vân truyền âm nói chuyện. Trên thực tế ở có người ngoài dưới tình huống, thần ma điểu từ trước đến nay là phi thường điệu thấp, chưa bao giờ lại người ngoài trước mặt mở miệng nói chuyện, cùng Dương Nghị Vân giao lưu đều là truyền âm. Hảo hảo nói chuyện, cái gì là âm dương nghịch chuyển không gian? Ta phía trước cho ngươi nói qua, chúng ta muốn đi chính là một tòa bị thượng cổ tiên nhân lật qua đi chấn áp phong ấn ma tộc chi thành, chính là trải qua một cái thời đại, ma tộc chi thành phong ấn cùng thông đạo đều buông lỏng, ấn lão đinh cách nói là có thể trực tiếp tiến vào ma tộc chi thành. Nhưng chúng ta bị hút xả tiến vào không gian thông đạo sau liền tới rồi nơi này, chẳng qua là bị nhốt ở một cái phạm vi 100 mét trong vòng, Bảo Thuận chỉ nói nơi này có âm dương kết giới. Hắn không có biện pháp. Hiện tại ta hỏi ngươi chính là, có biện pháp nào không làm chúng ta từ cái này kết giới chung đi ra ngoài, hoặc là nói tiến vào chân chính ma tộc chi thành. Dương Nghị Vân đối thần ma điểu một hơi nói xong, chờ đợi nó trả lời. Ngươi cái nhược kê a, liền sẽ tìm phiền toái, từ nơi này đi ra ngoài rất đơn giản, nhưng lão tử nói cho ngươi, đi ra ngoài chẳng khác nào đi vào, tiến vào nơi hẳn là chính là ngươi theo như lời ma tộc chi thành, tiểu tử bên trong ma khí thực trọng. Tiên nhân ở bên trong chính là sẽ bị ma khí khắc chế, tiến vào lúc sau có cái gì tồn tại rất khó nói, ngươi xác định muốn vào đi. Thần ma điểu hỏi. Dương Nghị Vân mở miệng nói, tới cũng tới rồi còn có lựa chọn sao, ngươi liền nói như thế nào từ cái này âm dương kết giới đi ra ngoài đi, đến nỗi tình huống bên trong, ta có chuẩn bị tâm lý.
Thần ma điểu mắng một câu Nhược Kê dừng bút sau, truyền âm nói, nơi này là âm dương nghịch chuyển không gian, ngươi nhìn đến hết thảy đều là đứng chổng ngược, đi vào lúc sau liền sẽ bình thường, nhưng lại tương đương tiến vào âm một mặt. Có thể hay không nói thẳng trọng điểm, Dương Nghị Vân đánh gãy thần ma điểu. Nhược Kê muốn đưa chết tùy tiện ngươi, lần này lão tử cũng mặc kệ ngươi chết sống, nghe nhập khẩu liền ở các ngươi đỉnh đầu phía trên quảng trường, cẩn thận đi cảm ứng có âm dương hội tụ chi khí địa phương chính là xuất khẩu, cũng là tiến vào ma tộc chi thành nhập khẩu. Thần ma điểu nói xong trực tiếp nhắm hai mắt lại ngồi xổm Dương Nghị Vân bả vai bắt đầu ngủ gật, không muốn cùng Dương mẫu nhân nhiều lời một câu. Dương Nghị Vân được đến muốn đáp án, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới là kết quả này. Đích xác đỉnh đầu phía trên là đứng chổng ngược quảng trường, sở hữu vật kiến trúc nhìn đều là đứng chổng ngược, nhưng cẩn thận cảm thụ một chút đích xác lên đỉnh đầu đứng chổng ngược trên quảng trường, có một chỗ âm dương hơi thở phát ra, tuy rằng mỏng manh nhưng tồn tại. Lập tức Dương Nghị Vân đem chuyện này truyền âm cho Bảo Thuận Quang, dù sao làm Bảo Thuận Quang đi vả mặt, chính hắn tạm thời không nghĩ làm nổi bật. Nguyên bản cùng Hình Uyên Minh đấu võ mồm đấu đến đỏ mặt tía tai Bảo Thuận Quang, bỗng nhiên nghe được Dương Nghị Vân truyền âm, ngay sau đó cả người chấn động trên mặt xuất hiện ý cười, nhìn Hình Uyên Minh quát, họ Hình cấp lão tử nghe hảo, một phút trong vòng lão tử sẽ tìm được xuất khẩu, người nhưng tin tưởng, có dám hay không cùng lão tử đại đánh đố. Dương Nghị Vân nghe được Bảo Thuận chỉ nói lời nói, thiếu chút nữa không cười ra tới, không nghĩ tới Bảo Thuận Quang cũng sẽ hố người. Nếu là Hình Uyên Minh đáp ứng, cái này khẳng định sẽ xuất huyết. Chờ xem kịch vui chính là. Giờ phút này Tuyết Hương đột nhiên nhỏ giọng hỏi, người có phải hay không biết như thế nào đi ra ngoài? Ha ha, người nhưng thật ra thông minh, bất quá trước không nói, làm lão bảo đi vả mặt Hình Uyên Minh đi, ha ha Dương mẫu nhân xấu xa mà cười. Bên kia Bảo Thuận Quang đột nhiên đưa ra một phút trong vòng tìm được xuất khẩu, hơn nữa muốn đánh đố, cái này làm cho trào phúng hắn Hình Uyên Minh sửng sốt. Phía trước còn đỏ mặt tía tai, nói không có biện pháp phá, cũng chưa nói cái gì xuất khẩu, như vậy chỉ chớp mắt liền nói có thể tìm ra khẩu, lừa quỷ đâu. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Hình Uyên Minh bị Bảo Thuận Quang nhìn chằm chằm vẻ mặt ngươi không dám chính là nhận túng biểu tình chọc giận. Hừ, ta cũng không tin ngươi lớn như vậy năng lực. Nói đi đánh cuộc gì lão tử tiếp theo. Hình Uyên Minh hừ lạnh một tiếng nói. Bảo Thuận Quang nhếch miệng cười, đơn giản, liền đánh cuộc 5.000 tiên thạch. Trung phẩm. Bảo Thuận Quang thanh âm kéo trường bổ sung nói, có dám hay không đánh cuộc. 5.000 trung phẩm tiên thạch liền tính đối bọn họ này đó hỗn nguyên cao thủ cấp bậc tới nói, đều không tính, chẳng sợ Hình Uyên Minh là ma đan điện điện chủ, cũng không tính số lượng nhỏ. Trước mắt bao người Hình Uyên Minh có chút khó xử. 5.000 trung phẩm tiên thạch A, liền tính hắn là ma đan điện điện chủ cũng thịt đau. Bất quá hắn không tin, Bảo Thuận Quang năng ở một phút trong vòng tìm được xuất khẩu. Này Diêu không nói cùng Biên Long trước sau sốt ruột mở miệng, lão bảo ngươi điên rồi, không thể đánh cuộc. Mà Hình Uyên Minh vừa thấy tựa hồ Bảo Thuận chỉ là có điểm giận dỗi, vậy đánh cuộc đi hắn không tin tà, cắn răng một cái, đánh cuộc liền đánh cuộc, phương các chủ cùng Đinh Đại Sư làm nhân chứng. Lão tử không tin ngươi một phút linh tinh tìm ra xuất khẩu. Dứt lời Hình Uyên Minh vung tay lên một quả chứa đựng nhẫn bay về phía Đinh Hòa Bình. Hắc hắc, đánh cuộc. Bảo Thuận Quang cười hắc hắc đồng dạng một quả chứa đựng nhẫn bay về phía Phương Tĩnh Thiên. 5.000 trung phẩm tiên thạch không nhiều không ít vừa vặn. Phương Tĩnh Thiên kiểm ti a xong. Ta cũng không thành vấn đề. Đinh Hòa Bình mở miệng nói, giờ phút này lại là khóe miệng trừ trừ có chút buồn cười nhưng chung quy nhịn xuống. Bởi vì hắn được đến Dương Nghị Vân truyền âm. Đến nỗi Biên Long cùng Diêu không nói còn lại là không rõ nguyên do, Dương Nghị Vân cũng không có nói cho hai người, nếu không trình diễn không được. Giờ phút này Dương Nghị Vân cười. Bảo Thuận Quang cười. Ninh Hòa Bình cũng chịu đựng trong lòng đang cười, hắn đối này thấy vậy vui mừng, Hình Uyên Minh vốn chính là cái kiêu ngạo ương ngạnh người, hơn nữa trào phúng Bảo Thuận Quang chẳng khác nào ở trào phúng luyện tạo tiên minh, càng là ở trào phúng Dương Nghị Vân. Cái này hảo, Dương Nghị Vân trực tiếp tìm ra xuất khẩu nơi, làm Bảo Thuận Quang đi đánh Hình Uyên Minh mặt, cũng hảo. Tính giờ bắt đầu. Ninh Hòa Bình cùng Phương Tĩnh Thiên làm nhân chứng đồng thời mở miệng. Hắc hắc, xem lão tử tìm ra. Bảo Thuận Quang cười hắc hắc, trực tiếp nhảy dựng lên, phi thăng mà thượng, đối với Dương Nghị Vân chỉ điểm tốt âm dương dòng khí chi vị đánh ra một trường. Oanh! Ngay sau đó ở nổ vang chung, quả nhiên bị Bảo Thuận Quang đánh qua một trường địa phương. Xuất hiện một cái lốc xoáy môn hộ. Tìm được rồi, nơi nào chính là môn hộ nơi này là âm dương nghịch chuyển không gian,
cho nên chúng ta đỉnh đầu đứng chổng ngược quảng trường, hoặc là nói này tòa ma tộc chi thành nhập khẩu liền lên đỉnh đầu âm dương giao hội chỗ. Bảo Thuận Quang rất đắc ý, giảng Dương Nghị Vân truyền âm giảng giải một bộ nói thẳng ra tới. Nghe vào mọi người trong tai lại là có chút đạo lý. Căn bản liền không có dùng tới một phút, hai tức không đến tìm được rồi xuất khẩu. Này, chuyện này không có khả năng, ta không tin nơi này là xuất khẩu. Hình Nguyên Minh trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng, trên thực tế hắn trong lòng rõ ràng, chính mình đã thua. Có thể xuất hiện lên đỉnh đầu lốc xoáy tất nhiên là lối ra, bởi vì nơi này không còn có địa phương khác có dị thường, cũng chỉ có đỉnh đầu bọn họ không kiểm tra, quá. Không nghĩ ra Bảo Thuận chỉ là như thế nào tìm được. Ngoài miệng lại là không thừa nhận. Có phải hay không phái người đi vào vừa thấy chẳng phải sẽ biết. Lúc này Đinh Hòa Bình nói chuyện, đối với một người thị vệ gật đầu ý bảo. Ngay sau đó tên này thị vệ nhảy bay lên tới rồi 100 mét chỗ, tiến vào lốc xoáy môn hộ biến mất không thấy. Ngay sau đó Phương Tĩnh Thiên cùng Hình Nguyên Minh cũng từng người phái ra hai gã đại la thủ hạ đi vào. Kế tiếp tất cả mọi người thấy được kỳ dị một màn. Lại thấy, tam phương thế lực phái ra ba cái đại la, tiến vào lốc xoáy môn hộ lúc sau, ngay sau đó liền xuất hiện ở đại gia đỉnh đầu trên quảng trường. Như cũ là đứng chổng ngược đứng ở, lại là không có rơi xuống, ba người bỗng nhiên, tựa hồ muốn nói cái gì, đại gia cũng nghe không đến, hơn nữa nhìn qua bọn họ cũng nhìn không tới đại gia nơi này một mặt. Giờ phút này rốt cuộc sáng tỏ. Bảo Thuận Quang tìm chính là xuất khẩu. Cũng là hắn trong miệng sở giảng âm dương nghịch chuyển không gian, là một cái đứng chổng ngược không gian, đại gia có thể nhìn đến đứng chổng ngược quảng trường cùng kiến trúc, nhưng bên trong người hẳn là nhìn không tới bọn họ. Hình Nguyên Minh ngươi thua. Bảo Thuận Quang cười ngâm ngâm nói. Đánh cuộc Bảo Thuận Quang thắng. Phương Tĩnh Thiên dựa theo trước đó nói tốt đem 5.000 trung phẩm tiên thạch giao cho Bảo Thuận Quang, dù sao lại không phải hắn tiên thạch, không đau lòng. Cảm tạ. Tiên thạch ta vui lòng nhận cho Bảo Thuận Quang trong lòng sảng khoái vô cùng. Ngươi, chúng ta đi. Trung Quy Hình Nguyên Minh xanh mặt mang theo người đi rồi, tiến vào đỉnh đầu lốc xoáy. Biết rõ chính mình bị Bảo Thuận Quang chơi, lại là không lời gì để nói. Trong lòng tức giận, Phương Tĩnh Thiên cũng mang theo người tiến vào lốc xoáy. Giữa sân lưu lại tất cả đều tính người một nhà. Chờ Phương Tĩnh Thiên mang theo mây lửa các người rời đi, Bảo Thuận Quang liền đến Dương Nghị Vân trước mặt. Cười nói, đa tạ chủ nhân cho ta tìm về mặt mũi, đây là Hình Nguyên Minh 5.000 trung phẩm tiên thạch, hơn nữa ta 5.000, tổng cộng 10.000 trung phẩm tiên thạch, còn thỉnh chủ nhân nhận lấy. Dương Nghị Vân nhìn Bảo Thuận Quang đưa qua chứa đựng nhẫn ngây ngẩn cả người, dừng tay nói, đây là ngươi cho ta nói cái gì? Nếu không phải chủ nhân giải vây, ta sẽ bị Hình Nguyên Minh bọn họ chê cười chết, chủ nhân chỉ điểm ra xuất khẩu, làm ta ra một ngụm ác khí, nhìn vừa rồi Hình Nguyên Minh mặt đều tái rồi, thực sảng. Ha ha, có thể thắng đến Hình Nguyên Minh 5.000 tiên thạch tất cả đều là chủ nhân công lao, này đó tiên thạch liền tính là thuộc hạ hiếu kính chủ nhân, còn thỉnh chủ nhân cần phải nhận lấy. Bảo Thuận chỉ nói lời nói thực chân thành cũng kiên quyết đem chứa đựng giới đưa qua. Cái này Dương Nghị Vân có chút ngượng ngùng, thân là chủ nhân thu chính mình thủ hạ chỗ tốt, không phải Dương mẫu nhân phong cách, nhưng không thu đi, đây là Bảo Thuận Quang một mảnh tâm ý. Khó xử hết sức, Đinh Hòa Bình mở miệng nói. Đại Tông Sư nhận lấy đi, đây là lão Bảo tâm ý. Đúng vậy Đại Tông Sư nhận lấy đi, lại nói tiếp hổ thẹn, nhận được Đại Tông Sư ban đan làm chúng ta đều đột phá tới rồi trung phẩm hỗn nguyên chi cảnh, chúng ta cũng chưa cái gì lấy đến ra tay đồ vật. Đây là tam chương phù chú ta luyện chế phù chú, một chương vì đột, một chương phòng ngự, một chương công kích, mong rằng Đại Tông Sư mà ghét bỏ. Siêu không nói thấu đi lên truyền đạt tam chương phù chú. Đúng đúng đúng. Nếu không phải Đại Tông Sư tăng đan chúng ta còn không biết khi nào có thể đột phá, ta lão biên cũng không có gì thứ tốt, cái này con rối chiến sĩ đưa cho Đại Tông Sư đi, lớn nhất trình độ có thể kháng hạ hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn một kích, hy vọng Đại Tông Sư thủ hạ. Biên Long đang nói chuyện chung vung tay lên bên người xuất hiện một tôn cùng người bình thường lớn nhỏ mang theo mặt nạ một thân đen nhánh khôi giáp con rối. Dương Nghị Vân ở tu chân giới cũng nghiên cứu quá con rối chi đạo, tuy rằng không tinh thông, nhưng cũng có thể nhìn ra được tới. Biên Long này tôn con rối là thứ tốt. Nghe hắn nói có thể kháng hạ đại viên mãn hỗn nguyên nói tiên một kích, liền càng tâm động. Lúc này Đinh Hòa Bình có chút xấu hổ, Bảo Thuận Quang đưa tiên thạch, hơn nữa là Dương Nghị Vân người theo đuổi, nhưng thật ra không sao cả, Biên Long là con rối sư, đưa con rối thực thích hợp, Diêu không nói là phù chú đại sư đưa phù chú đều hợp lý, đây là đại gia đối Dương Nghị Vân tặng đan đáp lễ, lý nên như thế.
Chính là hắn đâu? Hắn là luyện đan sư a. Nhưng mà Dương Nghị Vân là càng cao giai cửu phẩm luyện đan đại tông sư. Ninh Hòa Bình đan dược lấy không ra tay. Nhưng Dương Nghị Vân đưa tặng hắn tiên đan, trực tiếp làm hắn tu vi đột phá tới rồi trung phẩm hỗn nguyên, đây là đại nhân tình, hiện giờ những người khác đều có thể có đáp lễ, hắn nếu là không có, kia cũng không thích hợp. Nhưng là quà đáp lễ cái gì đâu? Trở thành Đinh Hòa Bình nan đề. Ngẫm lại sau Đinh Hòa Bình một nha đầu cũng lấy ra một cái chứa đựng giới nói, đại tông sư ta luyện chế đan dược liền không lấy ra tới bêu xấu, cái này chứa đựng giới là ta cất chứa 10 cây tiên dược. Tin tưởng ở đại tông sư trên tay có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. Ách, các người đây đều là làm gì, ta đưa tặng các người tiên đan không phải đồ các người hồi báo. Dương Nghị Vân nhìn bốn người đều lấy ra lễ vật tới, thật ngượng ngùng. Đại tông sư mọi người đều là tu tiên người, nhận lấy đi, cũng coi như là cho chúng ta một ý niệm hiểu rõ. Đúng vậy đúng vậy. Bốn người trước sau nói chuyện. Hảo đi, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy, ngày sau luyện chế ra hảo tiên đan. Không thể thiếu các ngươi một phần, đa tạ. Cuối cùng Dương Mẫu Nhân trong lòng Mỹ tư tư nhận lấy, trên thực tế hắn biết bốn người này đó lễ vật đều rất có giá trị. Cũng là hắn có thể sử dụng thượng, hơn nữa yêu cầu. Cũng liền không có ở nhiều khách khí tất cả đều nhận lấy. Giai đại vui mừng, theo sau đoàn người sôi nổi tiến vào lốc xoáy chung. Mọi người tiến vào lốc xoáy, xuất hiện ở trên quảng trường. Lần này mọi người xem đến hết thảy không hề là đứng chổng ngược cảnh tượng, mà là thực bình thường đứng ở trên quảng trường, bốn phía vật kiến trúc cũng đều là bình thường tình huống. Chính như thần ma điểu lời nói, hiện tại đại gia tiến vào một cái âm dương nghịch chuyển không gian thế giới. Trên thực tế tại ngoại giới xem ra bọn họ là phản, nhưng ở bên trong bọn họ là lại là bình thường. Chẳng qua dựa theo thần ma điểu ý tứ, hiện tại bọn họ nơi cái này ma tộc chi thành không gian, hết thảy đều trở thành nghịch chuyển ngược hướng. Hiện tại bọn họ tiến vào ma tộc chi thành bắt đầu, sở hữu hết thảy đều đem sẽ thay đổi nghịch chuyển. Hơn nữa Dương Nghị Vân đến nơi đây sau, trước tiên cảm nhận được, thiên địa trung tồn tại đích xác không phải tiên khí, mà là nùng liệt vô cùng ma khí cùng âm sát khí. Bực này lực lượng cũng là trong thiên địa tồn tại lực lượng tạo thành, nhưng lại thích hợp tu ma, cũng không thích hợp tiên nhân tu luyện, hai loại lực lượng là cực đoan đối lập lẫn nhau khắc chế. Ấn thần ma điều ý tứ nơi này sẽ phi thường nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm cũng không có biện pháp, hiện tại đều vào được, hơn nữa dựa theo Dương Nghị Vân tính cách hắn cũng không phải cái loại này tùy tiện liền lùi bước. Này, Ninh Hòa Bình mở miệng cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới tiến vào lúc sau ngược lại biến bình thường. Đây là âm dương nghịch chuyển không gian sao, đích xác quỷ dị, thoạt nhìn này tòa ma thành một chút đều không giống bị mai táng bộ dáng, không hề có thu được tổn hại. Biên Long cũng đánh giá nói chuyện. Không thích hợp. Nơi này thiên địa chung lực lượng tất cả đều là ma khí, đại gia phong bế khiếu huyệt không cần hấp thu. Bảo Thuận Quang trước tiên kêu gọi. Kỳ thật là đối những cái đó đại la cấp bậc thị vệ nói, bọn họ mấy cái hỗn nguyên cấp bậc lão gia hỏa, không cần nhắc nhở đều ở tiến vào trước tiên cảm nhận được. Dương Nghị Vân mở miệng hỏi Tuyết Hương nói, ma khí đối với các người yêu tộc tu luyện có ảnh hưởng sao? Có, tiên, yêu, ma, ba người lực lượng lẫn nhau chi gian là có ảnh hưởng. Người tu tiên tiên nguyên lực tương đối nhu hòa, mà chúng ta yêu tộc yêu lực lại là muốn cương mãnh một chút, đến nỗi ma tộc ma khí chính là bá đạo, lý luận thượng đối bất luận cái gì lực lượng đều có ảnh hưởng khắc chế. Tuyết Hương ngẫm lại nói, bất quá không hấp thu quá nhiều không có việc gì, ta sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, người yên tâm. Ngay sau đó Tuyết Hương lại bổ sung một câu, vậy là tốt rồi, bất chi bất giác Trung Dương Mẫu Nhân không phát hiện hắn cũng bắt đầu quan tâm Tuyết Thơm. Lúc này tam phương thế lực đều hội tụ ở cái này trên quảng trường, từng người chiếm cứ một phương, kế tiếp đại gia cũng không có phát hiện có cái gì kết giới tồn tại. Quảng trường bốn phía đều có đường phố tồn tại, thoạt nhìn bốn phương thông suốt bộ dáng, nơi này không chung nhìn qua như cũ là tối tăm hôi mông. Tiếp được lui tới cái gì phương hướng đi, là cái vấn đề. Cũng xuất hiện khác nhau. Dựa theo nguyên bản tới khi kế hoạch, đại gia hẳn là cộng đồng tiến thối, cũng chính là cùng nhau hành động mới là. Nhưng lúc này, mà đàn điện hình Nguyên Minh cùng mây lửa các phương tĩnh thiên muốn lựa chọn bất đồng phương hướng đi, mà Đinh Hòa Bình còn lại là hy vọng đại gia cùng nhau hành động. Rằng co lên sau, ba chân thế chân và cục diện, ai cũng thuyết phục không được ai. Dương Nghị Vân lúc này nhìn ma đàn điện cùng mây lửa các hai bên người nhìn không được mở miệng nói, lão Đinh không cần khuyên can, đã có người muốn tìm cái chết vậy đừng ngăn trở. Dương Mỗ Nhân vẫn luôn tưởng điệu thấp,
nhưng lúc này thật sự mà không quen nhìn, Hình Uyên Minh cùng Phương Tĩnh Thiên này hai cái cáo giả làm người. Nói tốt đồng tâm hiệp lực lang bạt ma tộc chi thành, hiện tại cư nhiên làm phân liệt, hắn ghét nhất lật lọng loại người này. Cho nên trực tiếp đối Đinh Hòa Bình mở miệng, không cho Đinh Hòa Bình ở cùng bọn họ vô nghĩa. Thượng cổ ma tộc chi thành, kỳ thật như vậy hảo lang bạt. Cứ việc nơi này khả năng đích xác tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, này hai cái cáo giả tưởng cái gì hắn rõ ràng. Thần phiền bọn họ loại này hảo khác nhau từng người lòng mang quỷ thai hạng người ra hỏa. Dương Nghị Vân không nhịn xuống mở miệng, lại là ngừng ở Hình Uyên Minh cùng Phương Tĩnh Thiên trong tai có rất lớn bất đồng. Hai người động tác nhất trí nhìn về phía Dương Nghị Vân. Ha ha, Đinh Đại Sư các người luyện tạo tiên minh ta nhớ rõ từ Lạc Dương mất tích lúc sau, tựa hồ vẫn luôn là ngươi ở xử lý sự vật A, khi nào một cái nho nhỏ đại la đều có thể mệnh lệnh ngươi. Giờ phút này Phương Tĩnh Thiên còn lại là nheo lại mắt nói chuyện, rất có thâm ý nhìn Dương Nghị Vân, kỳ thật hắn tự nhiên biết Dương Nghị Vân thân phận. Dù sao cũng là chém giết giả Diệp hủy diệt tiên đan lâu ngưu nhân, năm đó một người chiến đấu giả Diệp đem tiên đan lâu san thành bình địa, chính là ở tiên đan thành trở thành danh nhân. Phương Tĩnh Thiên sao có thể sẽ không biết cái này đại la chính là Dương Nghị Vân. Tuy rằng năm đó hắn không có đích thân tới hiện trường quan chiến, nhưng đồ đệ cảnh sán ký lục toàn bộ quá trình hình ảnh cho hắn xem qua, đối Dương Nghị Vân ký ức khắc sâu. Tự nhiên cũng rõ ràng Dương Nghị Vân cái này đại la, cũng không phải là bình thường đại la. Là một vị có thể chém giết sơ phẩm hỗn nguyên quỷ dị đại la. Sở dĩ cố ý nói như thế, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Dương Nghị Vân cùng luyện tạo tiên minh chi gian là cái gì quan hệ, tất nhiên là gia nhập luyện tạo tiên minh, hơn nữa thoạt nhìn ở luyện tạo tiên minh đạt được không tầm thường thân phận địa vị, chẳng lẽ cùng Đinh Hòa Bình bốn người giống nhau đều là đại sư cấp bậc. Là cái dạng gì đại sư? Là luyện đan, luyện khí, phù chú vẫn là con rối. Này đó đối Phương Tĩnh Thiên tới nói tạm thời không biết, cần thiết hiểu biết một chút, rốt cuộc tiến vào ma tộc chi thành, nhiều hiểu biết một người liền sẽ thiếu một phân phiền toái, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, sống càng dài, đi xa hơn. Ha ha, một cái nho nhỏ đại la mà thôi, tiểu tử ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta đối thoại? Tính thứ gì, Hình Uyên Minh cũng mở miệng, hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra Dương Nghị Vân tồn tại quỷ dị sao? Tự nhiên nhìn ra được tới. Cũng không biết Dương Nghị Vân là người nào, lúc này ôm cùng Phương Tĩnh Thiên giống nhau ý tưởng mà thôi. Cũng là tưởng thử một chút Dương Nghị Vân ở luyện tạo tiên minh này một đợt người chung địa vị, này một đường đi tới, tuy rằng Dương Nghị Vân rất điệu thấp nhưng là Hình Uyên Minh lại nhìn ra được tới. Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang này bốn cái lão bất tử đối tiểu tử này có một loại vượt qua cùng thế hệ kinh ý. Đây là phi thường không hợp lý. Phương Tĩnh Thiên thử Dương Nghị Vân sâu cạn, Hình Uyên Minh tự nhiên cũng tưởng. Chẳng qua hai người sử dụng phương pháp cách biệt một trời. Rất muốn nhiên Phương Tĩnh Thiên thử càng thêm cao minh, đến nỗi Hình Uyên Minh, ha ha, một chút liền đụng tới trên tảng đá. Không chờ Đinh Hòa Bình trả lời, Dương Nghị Vân nheo lại mắt trực tiếp dỗi nói, tiểu gia ta không có tư cách cùng ngươi nói chuyện, nhưng có tư cách giết ngươi, muốn lăn liền mau cút, lại mẹ nó bức bức hiện tại liền băm ngươi. Ngươi, Hình Uyên Minh giận dữ, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này cư nhiên như vậy trực tiếp. Hơn nữa trực tiếp dỗi chính là hắn, tức giận đến cả người phát run, Dương Nghị Vân đừng tưởng rằng ngươi có thể sát giả Diệp liền vô địch, lão tử cũng không phải là giả Diệp kia chờ ngu xuẩn, tin hay không hiện tại liền diệt ngươi. Hình Uyên Minh cũng phát hỏa, ra tiếng uy hát yêu ta Dương Nghị Vân. Ha ha, Hình Uyên Minh Dương Nghị Vân có hay không tư cách đó là chúng ta luyện tạo tiên minh sự, hắn hiện tại là chúng ta luyện tạo tiên minh người, muốn nói tư cách ngươi ở trước mặt hắn mới tính cái rắm. Muốn đánh nhau chúng ta luyện tạo tiên minh phụng bồi. Đinh Hòa Bình lúc này tự nhiên là trực tiếp rất Dương Nghị Vân, liền thiếu chút nữa nói ra Dương Nghị Vân là luyện tạo tiên minh cửu phẩm luyện đan đại tông sư thân phận, bất quá chuyện này muốn bảo mật, không thể làm ngoại giới biết, nếu không sẽ đưa tới ghen ghét. Nói chuyện Đinh Hòa Bình toàn thân khí thế đại tác phẩm, đứng ở Dương Nghị Vân bên người. Ngay sau đó Bảo Thuận mì nước sắc không tốt hơn 1000. Biên Long cùng Diêu không nói hơn nữa, Tuyết Hương tất cả đều đứng ở Dương Nghị Vân bên người, người một cái tiếp theo một cái tản mát ra cường đại kỳ thật, thuần một sắc trung phẩm hỗn nguyên tu vi. Lần này Hình Uyên Minh chấn trụ. Cảm giác chính mình cái trán đều có chút đổ mồ hôi. Hiện tại hắn xem như đã nhìn ra, Dương Nghị Vân ở luyện tạo tiên minh đạt được không tầm thường thân phận địa vị, bằng không Đinh Hòa Bình bốn người sẽ không như vậy một bộ 14 giữ gìn. Thậm chí còn chỉ cần Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng liền lên núi đao xuống biển lửa khí thế.
hơn nữa Dương Nghị Vân bên người ưu tiên, suốt năm đại trung phẩm hỗn nguyên A. Này như thế nào đánh? Liền ở Hình Nguyên Minh cái chán đổ mồ hôi hết sức, còn nghĩ Phương Tĩnh Thiên có phải hay không có thể kết minh một chút thời điểm, ai biết Phương Tĩnh Thiên cái lão tiểu tử lại là mang theo người lặng lẽ trốn đi, thực mau liền biến mất ở đường phố hắc ám chung. Giờ phút này Hình Nguyên Minh cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Khá vậy đúng lúc này, hắn trong tai truyền đến làm hắn vô cùng sỉ nhục thanh âm. Chỉ nghe Dương Nghị Vân tiến lên một bước, mang theo cười lạnh nói, nếu không phải tiểu gia còn có chân chính sự phải làm, không cần thiết cùng ngươi cái này rác rưởi háo, hôm nay liền đem ngươi băm uy cầu, lan,